để không ảnh hưởng tới công việc của các vị, có gì cần chú ý cậu cứ nói. Buổi trưa Điền Lực Sơn dẫn 7-8 phụ nữ trung niên tới nhà ăn nhân viên vườn sồi kháng nghị, còn ăn trưa ở đó xong lại chạy tới đường Đông Hoa, Dương Biểu Ngữ công nhân mất việc cần sinh tồn, cần công việc, chặn cổng lớn vườn sồi. Vườn sồi gần ngõ học phủ, có chút gió lay cỏ động nào là biết ngay, Tôn Tĩnh Mông không hiểu có chuyện gì, Trương Khác đâu thể cháo trở lật lọng như thế. Gọi di động, máy bận suốt, Tôn Tĩnh Mông không có kiên nhẫn, đạp xe tới chung cư nghiên cứu sinh nhìn Trương Khác. Trương Khác kẹp di động ở cổ, mở cửa cho Tô Tĩnh Mông, miệng vẫn nói. À, tôi hiểu, đại biểu công nhân có ý kiến, chúng tôi đương nhiên tiếp thu thay đổi, thị trưởng vừa nói với bí thư La một tiếng, chuyện này làm phiền bí thư rồi. Công nhân làm thế về tình có thể thông cảm, 4-5 tháng không có việc làm ai chả nóng ruột. Nếu được mời công đoàn và cục lao động phối hợp, bên vườn sồi tôi sẽ bảo Triệu bằng ra mặt, nếu là điều kiện có thể chấp nhận, chúng tôi sẽ tận lực. Không khó xử. Thực là không khó xử mà. Anh đang diễn kịch à? Tôn Tĩnh Mông ngồi trên giường đợi Trương Khác gọi điện xong, nói. Tôi chẳng hiểu, còn tưởng anh thực sự là người tốt chứ. Tôi nói tôi là người tốt bao giờ? Trương Khác chạy đi đóng cửa lại, ghé vào tai Tôn Tĩnh Mông nói. Đây cũng là đang diễn kịch, đừng đi nói lung tung. Á! Cứ như là bí mật lớn lắm nấy. Hơi thở của y làm lỗ tai ngơ ngứa, Tôn Tĩnh Mông lườm một cái. Sao phải làm chuyện thừa thãi như thế? Trương Khác nằm xuống giường, lấy tờ báo ở đầu giường cho Tôn Tĩnh Mông. Hôm qua về đọc được bài báo này, thấy cứ diễn kịch thì tốt hơn. Chả hiểu cái gì cả. Tôn Tĩnh Mông giẩu mỏ lên, xem báo xong nhìn Trương Khác, vẻ mặt chấn động không tin nổi. Sao có loại chuyện này được? Đây là cái quốc gia thần kỳ. Có chuyện gì không thể xảy ra? Trương Khác nhếch mép cười, rất u ám. Trước đó, truyền thông đăng tin doanh nhân vật liệu xây dựng kiến nghiệp tên Thiệu Hưng Quang trong 15 năm tổng cộng bỏ ra 200 vạn làm từ thiện, vì thu hút người đọc cả nước, còn dùng loại từ ngữ như siêu nhân từ thiện. Chỉ trong vòng 10 ngày, khiến mấy trăm người xin từ thiện chen lấn đổ hàng rào nhà Thiệu Hưng Quang, xin quyên góp hơn 300 vạn. Còn có một bệnh nhân máu trắng cầm thư của chính phủ đương địa tới tìm Thiệu Hưng Quang, phụng chỉ xin tiền. Hơn 10 người xin quyên góp không được đồng loạt tới nhà mẹ Thiệu Hưng Quang gây náo loạn, làm cụ giờ bị tranh chấp xô đẩy hộc máu mấy lần, hôm qua đã qua đời trong bệnh viện. Hôm qua báo chí đăng tin mẹ Thiệu Hưng Quang bị người đi xin quyên góp làm tức chết. Điền Lực Sơn muốn lập văn phòng tái nghiệp, tôi khoanh tay ngồi nhìn thì quá lạnh lùng vô tình. Trương Khác thở dài. Nhưng đây là chuyện của chính phủ, nếu tôi quá chủ động, sẽ khiến bọn họ thù hận. Vì sao? Tôn Tĩnh Mông vẫn không hiểu. Bọn họ làm không tốt, chúng ta làm thay là tát vào mặt họ, còn nguyên nhân nữa chính là nó. Trương Khác đánh miệng về tờ báo trong tay cô. Thời buổi này không thể làm người tốt được. Tôn Tĩnh Mông gãi đầu. Thật phức tạp, rốt cuộc đầu anh chưa cái gì thế, cho tôi xem nào. Trương Khác đưa đầu tới trước ngực Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông đưa tay ra lùa vào tóc Trương Khác vuốt nhẹ, nhìn xuống, cảm giác y đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, nếu là trước kia cô chắc chắn đẩy y ra chế nhạo một phen, lúc này lại rất muốn ôm y vào lòng, để mặt y dán sát vào bầu ngực đầy đặn mình luôn kiêu ngạo. Cố gắng khắc chế sao động trong lòng, Tôn Tĩnh Mông đặt Trương Khác nằm trở lại, chăm chú nhìn y. Thực sự càng ngày càng không nhìn thấu anh nữa rồi. Mùa đông 2 năm trước gặp nhau ở 1978, chẳng ai nói với cô thân phận của y, cứ như một câu đó, 2 năm qua dần dần biết vài việc, lại phát hiện ra nam nhân này là câu đố lớn hơn, dụ cô muốn giải câu đó đó. Biết nguyên cớ rồi, Tôn Tĩnh Mông không có lý do ở lại bám dính lấy y nữa, về quán ba chuẩn bị, Trương Khác cùng đi theo, khi xuống lầu còn gặp Lâm Băng, hai bên chỉ cười gật đầu. Tôn Tĩnh Mông tới quán ba, Trương Khác tới thư viện. Hai người ngồi cùng xe đạp tới núi Hợp Hoan thì chia tay, Trương Khác chưa đi được hai bước thì nghe tiếng động lớn từ đằng xa truyền lại, quay đầu nhìn thấy một chiếc Ferrari 550 màu vàng từ cổng phía đông lao vào, khi qua cổng trường không hề giảm tốc độ, lá rụng cuốn cả lên, tựa hồ chẳng bận tâm xe chạm vào đâu là có thể mất tới mấy chục vạn. Cái xe này không rẻ phải bằng mấy chiếc Mercedes W140. Sinh viên trên đường cuống cuồng nhảy lên hè né tránh. Tôn Tĩnh Mông cũng xuống xe tạt sang lề, nhớ ra một việc vẫy tay gọi Trương Khác tới.
Thời buổi này hình như người ta hận không thể khắc chữ, chơi trội, lên mặt. Kẻ có tiền, trừ xe sang mỹ nữ ra, tựa hồ không có thứ vũ khí nào thể hiện cái chơi trội hơn nữa. Trương Khắc cẩn thận đi sát mép đường, tấm thân gầy gò của y không chống lại nổi cái Ferrari kia, khi cách Tôn Tĩnh Mông còn vài mét, đột nhiên chiếc xe phanh két bên cạnh cô, một tên thanh niên đeo kính to sụ thò đầu ra, dùng một giọng phổ thông cổ quái hỏi. Tiểu thư, cho hỏi chung cư của lưu học sinh ở đâu? Chương 664, sáng mắt vì đèn ô tô. Mẹ, thằng này phóng xe nhanh như thế mà mắt không quên nhìn hai bên tìm mỹ nữ. Thấy hắn bắt chuyện với Tôn Tĩnh Mông, Trương Khắc vờ như người không liên quan đứng xem náo nhiệt, chỉ là cái xe phanh gấp khiến bụi cuốn lên, phải bịt mũi, trong lòng có chút khó chịu. Liếc nhìn sang cái xe, không ngờ bên trong còn có một cô gái xinh đẹp không thua kém gì Tôn Tĩnh Mông. Đó là khuôn mặt mỹ nữ Hàn Quốc điển hình, chẳng biết có qua phẫu thuật không, dù là có cũng chẳng nam nhân nào từ chối khuôn mặt đẹp như thế. Ánh mắt Trương Khắc chuyển xuống dưới, máu mũi thiếu chút nữa phun ra. Trước giờ luôn nghĩ ngực của Tiểu Tình Tình, đầy đặn lắm rồi, một cô gái ngực cỡ gờ đã là ghê gớm lắm, không ngờ cô gái có khuôn mặt thiên sứ này còn có bộ ngực tác động thị giác khủng khiếp hơn. Nếu chẳng phải thời gian không khớp, Trương Khắc còn tưởng Lim Di He đến Trung Quốc. Tôn Tĩnh Mông không nhìn thấy cái bộ dạng chư bát giới của Trương Khắc ở đằng sau, song thấy rõ đôi mắt hao háo của tên phía trước đảo đi đảo lên trên người mình, trong bụng điên tiết, ngoài thì tươi cười nói. Anh tìm chung cư lưu học sinh à, đi tới ngã rẽ phía trước, rẽ phải cứ đi thẳng là tới. Nghe theo cô ta có mà đi ra khỏi cổng rồi lao luôn xuống hồ thì có. Tôi bị mù đường đi đơn giản thế nào cũng nhầm, tiểu thư có thể đi cùng chỉ tôi một đoạn không? Tên thanh niên bỏ kính xuống, lộ ra khuôn mặt kiểu Hàn với mắt một mí, vô cùng tự tin mời Tôn Tĩnh Mông lên xe, còn quay sang nói với cô gái bên cạnh. Xảo Trinh, em xuống ngồi ghế sau đi. Anh, sao cái tật xấu của anh không chịu sửa chút nào, đi tới đâu cũng bám lấy các cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp không chịu, cười xin lỗi Tôn Tĩnh Mông. Chúng tôi biết đường rồi, cảm ơn cô đã chỉ. Thanh niên kia không hề xấu hổ vì bị bóc trần lời nói dối, cũng không để ý vừa rồi Tôn Tĩnh Mông chỉ đường linh tinh, tiếp tục đeo bám. Chiếc xe đạp của cô rất giống với xe của tôi, nên không kìm được muốn dừng lại làm quen. Chẳng hiểu hai ngón tay hắn lấy đâu ra một tấm danh thiếp đưa tới. Chúng tôi sẽ ở Kiến Nghiệp thời gian dài, mong có cơ hội mời cô ăn cơm. Xe đạp của Tôn Tĩnh Mông có màu sắc tươi rất giống màu chiếc Ferrari, Tôn Tĩnh Mông quay đầu lại nhìn Trương Khắc, chu môi, bảo y giữ xe giúp mình. Trương Khắc khó khăn lắm mới thu ánh mắt từ ngực Xảo Trinh lại, giúp Tôn Tĩnh Mông giữ xe, lấy tấm danh thiếp của thanh niên kia xem lướt qua, cười với cô gái bên cạnh. Chào Xảo Trinh tiểu thư. Mặc dù tên thanh niên Hàn Quốc ngữ điệu hơi quái dị, Trương Khắc vẫn nghe ra tên cô gái. Nghe nói cô sẽ ở Ải Kiến Nghiệp thời gian dài, trong lòng tôi rất vui, hy vọng có cơ hội ăn cơm cùng cô, điện thoại trên danh thiếp có thể liên hệ với cô không? Kẻ vô sỉ sợ nhất gặp kẻ vô sỉ hơn, tên thanh niên thấy mắt Trương Khắc trơ trẽn hết nhìn khuôn mặt xinh đẹp tới bầu ngực cao ngất của em gái mình, mắt trố ra, tức giận nói. Mắt nhìn đi đâu đấy? Trương Khắc còn muốn tiếp tục trêu tên thanh niên này, nhưng bị Tôn Tĩnh Mông dùng ngón tay nhọn hoắt nhéo cho một cái, Xảo Trinh cũng nhíu mày lại, cợt nhả nói. Chẳng lẽ mắt tôi vô lễ hơn mắt anh được à? Tên thanh niên thấy Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông động tác thân mật, nghĩ họ là một đôi, nhìn y một cái ghét bỏ, khởi động xe phóng đi. Trương Khắc nhìn theo chiếc Ferrari có vẻ trầm tư. Này! Tôn Tĩnh Mông đưa tay che mũi Trương Khắc, châm chọc. Chảy máu mũi rồi hả? Mũi bị bàn tay mát lạnh của Tôn Tĩnh Hương bóp lấy, xúc cảm làm lòng người lao sao, Trương Khắc cười. Làm gì có, chỉ đuổi những kẻ vô vị cho cô thôi mà. Hứ, ai lừa chứ? Tôn Tĩnh Mông cười khúc khích, ghé vào tai Trương Khắc nói. Nếu tôi là nam nhân cũng sẽ nhìn chằm chằm hai cái đèn ô tô, thật hâm mộ, không biết thường ngày cô ấy ăn cái gì. Đèn ô tô, so sánh này đúng là chuẩn. Trương Khắc liếc nhìn ngực Tôn Tĩnh Mông, tuy không tới mức khoa trương, nhưng đối với thiếu nữ thanh xuân, cũng là cũng kích cỡ mê hoặc rồi, no tròn lại hơi vểnh, tiếc là bị cổ áo sơ mi che mất. Trương Khắc thích dáng vẻ cô mùa hè mặc áo phông hoặc váy, khi đó có thể thấy cặp chân dài chắc khỏe, cặp mông khêu gợi, chỉ tiếc là vào thu,
Tôn Tĩnh Mông thích mặc y phục rộng, che hết đi cơ thể tuyệt mỹ. Anh đi xe đạp đi, đột nhiên ghét cái màu này. Tôn Tĩnh Mông đưa tay che mắt Trương Khác không cho nhìn, không hề biết thái độ của cô với y đang âm thầm phát sinh thay đổi, hay xấu hổ hơn, nữ tính hơn. Tôi một mình đi xe này à? Trương Khác đau đầu, đó là xe kiểu nữ, màu sáng, Tôn Tĩnh Mông đi thì rất đẹp, nhưng một thanh niên cao to một mình ngồi lên có vẻ không phải cảnh hay ho lắm. Để tôi chở cô về quán ba vậy. Hay là buổi tối chúng ta lén đi dạch cho cái xe đó vài phát. Tôn Tĩnh Mông ngồi sau áp mặt vào hông Trương Khác nói. Trương Khác cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp chui ra từ dưới nách mình. Chuyện biến thái đó tôi không làm đâu. Xí, trước kia ai lấy gạch đập BMW của người ta ấy nhỉ? Trương Khác cười. Tình huống khác nhau, người ta bắt chuyện cô là lời khẳng định dung mạo kiều diễm của cô mà, chỉ thế mà đi hủy xe của người ta, có khẽ không hiếu khách lắm. Tôn Tĩnh Mông cười khúc khích. Vậy vòng qua mặt tên nhãi đó lần nữa, nếu còn dám dở trò háo sắc, rạch luôn cái mặt hắn. Trương Khác thấy sống lưng ơn lạnh, Tôn Tĩnh Mông tuy cười nhưng cái giọng phát ra từ kẽ răng đó không ai dám nghĩ là đùa. Tôn Tĩnh Mông lại đổi sang giọng tùy mị. Anh biết tôi thích anh nhất ở điểm nào không? Điểm nào? Hôm đó ở quảng trường Ngân Hạ đấm cắt ấm quân, nếu cú đấm đó anh tung ra thì càng hoàn mỹ. Trương Khác bĩu môi khinh bỉ. Cô đúng là bạo lực, chuyện nhỏ đó cần gì tôi phải ra tay. Đi qua một nhà hàng Hàn Quốc, nhìn thấy thông báo dán phía trước, tối nay lần đầu mở cửa, là một trong số ít quán xá ở ngõ Học Phủ đã trang hoàng xong chính thức kinh doanh, Tôn Tĩnh Mông nói. Chuyện rạch xe bỏ đi vậy, tối nay mời tôi ăn cơm ở đó đi. Ngày nào cũng ăn trong trường phát ngán rồi, đợi mãi mới tới ngày có quán ăn ngõ Học Phủ kinh doanh. Ok thôi. Trường khác cũng muốn đổi khẩu vị. Món ăn Hàn Quốc cũng rất ngon, như kim chi xứng đáng khoe với cả thế giới, liền tới 1978 cất xe. Lệnh Tiểu Yến, Tô Nhất Đình, Hà Huyền đang lau dọn bên trong, thấy hai người bọn họ vào liền hỏi có thấy chiếc Ferrari vàng không? Thì ra tên kia lái xe khắp hai vòng ngã, chiếc xe đó phải hơn 400 vạn, đắt hơn chiếc Lotus của Thịnh Hạ, người ta không chú ý cũng được. Không chỉ nhìn thấy, ai đó còn được bắt chuyện. Trương Khác nháy mắt với, ai đó. Chiếc Ferrari kia giống màu xe đạp của ai đó, khiến ai đó không muốn đi nữa, bắt tôi phải trở về, phải biết rằng mỗi phút của tôi đáng giá mấy trăm vạn. Vậy thì anh tổn thất mấy trăm vạn trước hai cái đèn ô tô kia đấy. Tôn Tĩnh Mông chọc lại. Tô Nhất Đình nghi hoặc hỏi. Đèn ô tô gì? Tôn Tĩnh Mông vẽ tay trước ngực. Chẳng phải đèn ô tô sao? Bốn cô gái cười rộ lên. Bị người ta lấy ra làm trò cười, Trương Khác chỉ biết giang tay ra chịu thua, nói phải tới thư viện, bỏ bốn cô gái điên lại rời đi. Nếu tới quán nét sáng vực, nói không chừng đám mông nhạc, thời học bân còn thèm khát hơn với hai chiếc đèn ô tô, nếu chờ cô gái đó đằng sau, có lẽ khiến tiếng thét vang lên khắp toàn trường. Hiện Trương Khác không có mấy cảm xúc với những chiếc xe đắt tiền. Chương 665, vì sao lại thích đập xe? Một câu chuyện cũ ở thế giới không xuất hiện nữa, Trương Khác tốt nghiệp xong cùng mông nhạc vào cùng công ty, trong công ty có một cô gái xinh đẹp, lấy tiêu chuẩn của Trương Khác mà tính là 9 phần 10. Cô gái đó được người thân ở kiến nghiệp giới thiệu bạn trai, hôm đi xem mắt, cô gái đó kéo Trương Khác và cô gái khác trong công ty giả làm người yêu để trợ trận, nam nhân kia tướng mạo rất tệ, còn đen, làm cô gái thiếu chút nữa muốn bỏ chạy. Chuyện này bị Trương Khác thường lấy ra trêu đùa cô gái suốt. Nam nhân kia nhìn chúng cô gái, theo đuổi rất sát, nhưng thái độ cô gái luôn dưới 0 độ C. Rồi chuyện xảy ra vào một buổi chiều mưa, đồng nghiệp trong công ty không mang ô, cả đám che đầu chạy ra bên xe buýt, một chiếc BMW xanh láng bóng từ xa đi tới, nam nhân kia thò đầu ra mời cô gái lên. Hiểu chuyện rồi chứ, nam đồng nghiệp thì ghen tị, nữ đồng nghiệp thì hâm mộ, cô gái đó do dự một chút rồi vào chiếc BMW đó. Về sau các cô gái trong công ty đều nói nam nhân đó đâu có xấu trai như Trương Khác nói, thế là về sau y cứ thấy xe đắt tiền là muốn đập. So với y thì mông nhạc càng thê thảm hơn, hắn yêu cô gái đó, chỉ là không có dũng khí bày tỏ. Nhớ lại chuyện cũ, Trương Khác chỉ hơi cảm khái mà thôi, lấy tờ danh thiếp kia ra xem. Lý Tại Thù chuyên vụ công ty đầu tư hữu hạn Samsung Trung Quốc.
Trương Khắc gõ trán, đúng là nhân vật làm người ta đau đầu, không biết tên Lý Tại Thù này tới đợi ít Đông Hải làm gì. Trước đó Samsung có đầu tư kiến thiết nhà máy bán dẫn ở Kiến Nghiệp, đó chẳng phải kỹ thuật hạch tâm cao cấp gì. Hiện nhu cầu nghiệp vụ đóng gói và kiểm tra chip giải mã trong nước cũng đủ cho nhà máy của Cẩm Hồ kiếm đủ, với hai phía hợp tác là Ti và C, Q tuy nhường ra một phần nhỏ lợi nhuận, nhưng lại tránh được thuế quan, cùng nhân lực giá rẻ trong nước, giảm bớt được giá thành chip giải mã. Nếu Cẩm Hồ không xây dựng nhà máy đóng gói và kiểm tra chip giải mã, bọn họ cũng sẽ giao cho xí nghiệp nào đó trong nước làm, xí nghiệp bán dẫn Samsung Kiến Nghiệp là một trong số đối tượng có thể suy tính. Năm 95, Samsung đầu tư nhà máy sản xuất đầu đĩa VCD ở Huệ Châu, từng chiếm gần nửa phân ngạch thị trường, song họ quá nóng vội, lại không muốn nhường lợi nhuận lớn cho CQ, nên không dùng chip giải mã đời 2, mà dùng chip giải mã đời 1, chất lượng sản phẩm kém, không ổn định, dần dần bị đào thải, bị Ái Đạt cướp mất thị trường. Hiện đầu đĩa Samsung trong nước chỉ có thể tính là sản phẩm loại 2. Đầu đĩa cạnh tranh bất lợi có liên quan lớn tới sách lược của bọn họ, không thể chút oán hận lên Ái Đạt, nhưng chuyện liên doanh với Hương Tuyết Hải đúng là bị Trương Khắc phá hỏng, không muốn hận cũng khó. Samsung không hề bỏ nỗ lực chuyển cơ sở sản xuất vào trong nước, ngược lại sau khi Chu Cẩn Du điều tới tỉnh Giang Nam, được bà ta dẫn dắt giới thiệu, nhà máy tủ lạnh Ngân Lĩnh mau chóng đạt thành hiệp nghị liên doanh với Samsung, làm Chu Cẩn Du có được chính tích lớn ở tỉnh Giang Nam. Cơn bão tài chính ập vào Hàn Quốc, tới nay đã có 30 xí nghiệp lớn xin bảo hộ phá sản hoặc thực tế đã nhập vào trình tự phá sản. Nguyên nhân do những kẻ đầu cơ tiền tệ mất đi mục tiêu ngon lành Hong Kong, phát tiết hết lên Hàn Quốc. Mặc dù Samsung không tới mức nguy cấp, nhưng cũng tích cực bán đi sản nghiệp phụ, toàn lực bảo toàn nghiệp vụ hạch tâm là bán dẫn, điện tử, điện gia dụng. Nhưng làm Samsung không ngờ, người lãnh đạo của mình, được xưng thần trong giới kinh doanh Hàn Quốc, Lý Kiện Hy, Lee Chae Yong, vì rơi vào vụ bê bối hối lộ Tổng thống năm 95, bị phán tù giam 2 năm, tới năm 97 chưa được Tổng thống đặc xá, lại rơi vào bê bối trốn thuế chấn động toàn quốc. Cấp phó của Lý Kiện Hy, phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Samsung, Phác Hạc Thù tiếp nhận chức vụ của Lý Kiện Hy, ông ta là người kế thừa trung thành quan niệm kinh doanh của Lý Kiện Hy. Do giới truyền thông gần như vạch trần tất cả chi tiết của vụ án trốn thuế, gia tộc Lý Kiện Hy rối loạn, thêm vào Hàn Quốc từ trên xuống dưới chó chạy gà bay vì nguy cơ kinh tế, nên không ai rảnh truy cứu rốt cuộc kẻ phản bội là ai. Có lẽ bọn họ không ngờ rằng, nếu không có bàn tay đằng sau thao tác, vụ án trốn thuế này phải 11 năm sau mới bị phát giác. Thế là Samsung đã lệch khỏi quỹ tích lịch sử vốn có của bọn họ. Trương Khắc biết Lý Kiện Hy sẽ đứng phía sau tiếp tục lãnh đạo Samsung. Nhưng không trực tiếp, sẽ không còn được làm theo ý muốn nữa rồi. Thành viên gia tộc Lý Kiện Hy cũng rời khỏi tổng bộ Hàn Quốc, tới chi nhánh nước ngoài tích lũy kinh nghiệm, trong mắt công chúng Hàn Quốc đó là biểu hiện gia tộc Lý Kiện Hy chủ động tước giảm quyền khống chế Samsung. Nhưng đó chỉ là sách lược lấy lui làm tiến, sinh cơ tương lai của Samsung vừa vặn không phải ở Hàn Quốc nữa, mà là thị trường hải ngoại, thành viên gia tộc Lý Kiện Hy không chế thị trường hải ngoại, sau này quay về khống chế tổng bộ có gì khó khăn. Đây hẳn là nguyên nhân Lý Tại Thù xuất hiện ở Kiến Nghiệp. Lý Tại Thù là con thứ của người sáng lập ra Samsung, giới truyền thông rất ít đưa tin về thành viên nữ trong gia tộc Lý Kiện Hy nên Trương Khắc không biết Xảo Trinh là ai. Bất kể là Hàn Quốc bùng phát nguy cơ kinh tế, bất kể tập đoàn Samsung đang gặp khó khăn, đám con cháu gia tộc như Lý Tại Thù không ủy khuất bản thân, một chiếc Ferrari chưa là cái gì, cũng không thể nói lái xe đi khoe khoang khắp nơi là hạng lông bông ăn chơi trác táng. Lý Kiện Hy hẳn phải hiểu tầm quan trọng thị trường Trung Quốc, ông ta không thể phái một kẻ tầm thường vô dụng tới tích lũy kinh nghiệm. Trương Khắc không hề xem thường Lý Tại Thù, chẳng qua có nghĩ cũng vô ích, y càng muốn vào thư viện đọc sách cả chiều hơn. Hoàng hôn nhận được điện thoại của Triệu Bằng nói cục lao động đã ra mặt phối hợp giải quyết vấn đề của công nhân nhà máy nhuộm, vườn sồi trừ an bài công tác, còn bỏ 100 vạn lập quỹ xúc tiến tái nghiệp. Vương Duy Quân gọi điện tới an ủi. Còn chửi mắng Điền Lực Sơn một phen, nói sẽ để truyền thông tuyên dương nghĩa cử của Cẩm Hồ, trong mắt ông ta Cẩm Hồ bị ép bỏ ra 100 vạn, bị ủy khuất, nên không thể để Cẩm Hồ quyên tặng miễn phí số tiền này. Trương Khắc chỉ thuận nước đẩy thuyền khách sáo vào câu, chỉ cần Cẩm Hồ không vì chuyện này bị oán hận, công nhân được giải quyết được công ăn việc làm, thành phố không phải tăng thêm gánh nặng, Điền Lực Sơn làm kẻ xấu một hồi cũng đáng. Chuyện này tạm thời xem như đã qua.
Trương Khắc nghĩ, chắc Điền Lực Sơn không còn tới thu y phục nữa. Rời khỏi thư viện tới ngõ học phủ mới phát hiện sơ suất, cái cửa hàng Hàn Quốc sớm bị đám sinh viên đợi mỏi mòn chen chật ních, làm sao còn chỗ trống được. Trương Khắc gọi điện cho Tôn Tĩnh Mông, hỏi cô đổi chỗ khác cải thiện bữa ăn được không? Biết ngay anh không đủ thành ý nên tôi đặt chỗ trước rồi. Ồ! Trương Khắc còn định dục cô nhanh chân thì thấy ngay Tôn Tĩnh Mông dáng vẻ thanh xuân thuần khiết đứng xa xa vẫy tay cười tươi tắn với y. Lúc này đèn đường đã bật lên, như có làn khói mỏng bao phủ, Tôn Tĩnh Mông duyên dáng đứng bên đường, đôi mắt giống một hồ nước mùa thu bị bóng tối trùm lên, một phong cảnh huyền bí mê hoặc nhất đêm tối. Nhà hàng Hàn Quốc trang trí rất cầu kỳ, đi trên cầu thang gỗ thấm màu tới tầng 2, thấy gần cửa sổ có một chỗ trống, Trương Khắc định đi tới bị Tôn Tĩnh Mông kéo lại. Đánh miệng sang bàn bên cạnh, mới nhận ra ở đó có hai người, trong đó hai người xoay lưng về phía họ là anh em Lý Tại Thù. Ngồi đối diện hai người kia cũng là một thanh niên với khuôn mặt Hàn Quốc điển hình, thấy Tôn Tĩnh Mông, ánh mắt cũng liếc qua một cái, Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông đi tới nghe thấy bọn họ dùng tiếng Hàn Quốc nói chuyện với nhau. Chương 666, tranh chấp ngoại giao. Ánh đèn tầng 2 hơi mờ, bên trên còn có một món đồ pha lê tạo hình hoa sen đựng nước. Bên trên có ngọn nến nổi bập bềnh, tăng thêm không ít tình thú. Phục vụ mang tới hai cốc trà lùa mạch bốc hơi nghi ngút, Tôn Tĩnh Mông ngồi xoay lưng với mỹ nữ ngực to, cầm thực đơn gọi món, Trương Khắc dựng tai lên nghe Lý Tại Thù nói. Trình độ tiếng Hàn của Trương Khắc không bằng tiếng Anh, lại thêm thường ngày ít dùng, nên nghe rất tốn công, song vẫn hiểu được. Chức vụ chuyên trách của Lý Tại Thù là phụ trách vận hành thương hiệu và marketing thị trường. Samsung cũng định lập công ty đầu tư hữu hạn ở Đài Loan, Hong Kong, thành lập khu Đại Trung Hoa, đặt hy vọng quật khởi tại thị trường Trung Quốc. Ở Trung Quốc theo tôi cũng chỉ có Ái Đạt là đáng coi trọng một chút, có điều nếu Samsung chúng tôi bắt đầu coi trọng thị trường nơi này, Ái Đạt cũng sẽ bị dẫm nát như con kiến thôi. Giọng điệu Lý Tại Thù ngông cuồng làm Trương Khắc cực kỳ khó chịu, nhưng chẳng lẽ đi tranh cãi mồm miệng với hắn, đành nỗ lực nghe tiếp. Hội trường từng nói. Trong mắt ông chỉ có hai đối thủ, một là Sony của Nhật, hai là Cưa của Mỹ, những đối thủ khác sẽ bị chúng tôi vượt qua, không cần quá quan tâm. Thanh niên phía đối diện nói. Năm ngoái Sony đang hừng hực hùng tâm tranh thị trường với Philips, nhưng bị Ái Đạt xen vào nên thất bại rút lui. Trước mặt Sony khổng lồ, một nghiệp vụ nho nhỏ có lẽ không đáng kể, song thất bại là thất bại, phân ngạch thị trường mất kia bị cầm hồ chiếm lấy. Samsung thì sao? Thất bại ở thị trường đầu đĩa còn chẳng phải làm nền cho Ái Đạt. Ngoài ra xem chiếc 19 trong tay tôi đây. Đưa chiếc di động ra. Kém gì di động Samsung trong nước không? Samsung vào thị trường nội địa thì đối thủ không phải chỉ có Ericsson, Motorola đâu. Nghe đối thủ khen ngợi Ái Đạt, Trương Khắc thấy rất dễ chịu. Ái Đạt quật khởi chẳng qua do DTHTW lũng đoạn nguồn lực quảng cáo, làm chúng dễ dàng mở cửa thị trường, chiếm lấy tiên cơ. Song không vấn đề gì thời gian qua chúng tôi nỗ lực rất nhiều với ban ngành liên quan ở Trung Quốc, đám người này rất dễ bị tiền mua chuộc, hiện giờ có chút thành quả rồi. Lý Tại Thù nghênh ngang nói. Không ngờ anh tới Trung Quốc du học 2 năm nghiên cứu tỉ mỉ về công ty này như thế. Có lẽ người khác thích đem thành công của Samsung coi là điển hình nghiên cứu, nhưng quan sát nghiên cứu một xí nghiệp đang trưởng thành cũng có lạc thú của nó. Thanh niên kia nói. Ban đầu tôi được giáo sư hướng dẫn bố trí lấy đó làm bài tập, bắt đầu nghiên cứu xí nghiệp này mới thấy thực sự không hề đơn giản. Tới đó quay sang mỹ nữ ngực to. Xảo Trinh thích văn hóa Trung Quốc phải không, em cũng có thể tới đây học đấy, chương trình của Đại học Sư phạm rất phù hợp với em. Cẩm Hồ 2 năm qua thành tích chói lọi, nhưng ở Đại học Đông Hải, Trương Khắc không nghĩ ra có giáo sư nào đi nghiên cứu ví dụ thành công của Cẩm Hồ, nghe ngữ khí tên này thì vị giáo sư kia nghiên cứu Cẩm Hồ đã lâu. Không phải đúng là Chu Cẩn Tỳ chứ. Đừng dung túng Xảo Trinh, nếu đây không phải thị trường 1.2 tỷ nhân khẩu thì cái loại ngôn ngữ thấp kém này có gì đáng học, Seoul, Hán Thành đáng lẽ phải đổi tên lâu rồi, thật không biết đám nghị sĩ làm ăn cái gì. Lý Tại Thù tức tối nói. Không ngờ Lý Tại Thù là một tên tư tưởng dân tộc cực đoan, Trương Khắc nghe hắn nói hế thì cau mày. Tên thanh niên kia thấy Trương Khắc cau mày thì sinh nghi, Lý Tại Thù thấy biểu hiện lạ của hắn hỏi. Sao, thấy lời của tôi không đúng à? Người sau anh đang nghe trộm chúng ta nói chuyện. Lý Tại Thù lúc này mới quay lại, nhìn thấy Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông ngồi sau lưng, đùng đùng nổi giận nhìn Trương Khắc.
quả nhiên là hạng lộn giống của thứ dân tộc thấp kém, dám nghe trộm người khác nói chuyện. Tôn Tĩnh Mông nghe không hiểu tiếng Hàn, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Tại Thù hung hăng chỉ Trương Khắc la hét, không biết xảy ra chuyện gì. Trương Khắc đứng dậy trừng mắt nhìn hắn. Cái dân tộc này chưa tới lượt đám cao ly bọn mày nói xấu. Rồi cầm cốc trà còn khá nóng hất thẳng vào mặt hắn. Muốn la hét thì xéo về nước của bọn mày. Á! Lý Tại Thù che đôi mắt bị trà nóng làm bỏng, rú thảm thiết, đại khái hắn chưa bao giờ bị đãi ngộ như vậy ở Trung Quốc, đang tuổi máu nóng làm sao chịu nổi, đưa tay ra định tóm cổ áo Trương Khắc, mà quên Tôn Tĩnh Mông đứng trước y. Á! Có kẻ vô lễ! Tôn Tĩnh Mông thét lên một tiếng trước, sau đó vung tay tát, tiếp sau đó là đạp Lý Tại Thù một phát làm hắn ngã lăn ra đường. Ở tầng 2 toàn là sinh viên trường xung quanh, không ai hiểu tiếng Hàn, chỉ thấy bên này tranh chấp, Trương Khắc hất trà nóng vào mặt người Hàn Quốc, lại nghe Tôn Tĩnh Mông la hét vô lễ, bà chủ 1978, đóa hoa của ngõ học phủ, sinh viên xung quanh có ai không biết, tức thì không để ý tới ai hất trà vào Lý Tại Thù, hùng hổ vây lấy bọn họ. Tôn Tĩnh Mông, sợ hãi, nép mình bên cạnh Trương Khắc, hỏi nhỏ. Làm thế đã đúng chưa? Trương Khắc choáng luôn, nhìn năm ngón tay đỏ lừ trên mặt Lý Tại Thù, không ngờ thân thủ Tôn Tĩnh Mông lại nhanh như thế, một tát một đá làm tên kia không kịp phản ứng. Thấy có bao nhiêu thanh niên quây xung quanh, Lý Tại Thù không dám ra tay nữa, chỉ dùng tiếng Hàn la hét. Báo cảnh sát, để họ bắt thằng lộn giống này. Mỹ nữ ngực to luống cuống không biết phải làm sao, tên thanh niên kia không dám có phản ứng thái quá, cầm di động gọi cảnh sát, không quên giải thích với đám đông. Kẻ này nghe trộm chúng tôi nói chuyện, còn lấy trà nóng hất người ta, còn chuyện vô lễ hoàn toàn do cô gái kia bịa đặt. Trương Khắc thấy tên này giờ cho kẻ ác cáo trạng, đi ngay tới tóm lấy cổ áo. Đây là nơi công cộng, các người nói chuyện oang oang, gặp đúng tôi hiểu tiếng Hàn, chẳng lẽ tôi phải bị tai lại? Các người xúc phạm dân tộc chúng tôi là dân tộc thấp kém, còn nói phải đổi tên siêu, tôi chỉ cau mày một cái, các người lớn tiếng chửi bới, chén trà này hất vào mặt còn là khách khí đấy. Tát cho hắn một phát. Lại dám đặt điều nói láo, mày gọi cảnh sát đi, bố mày đợi đấy. Tát thêm phát nữa mới ném hắn vào chỗ. Năm 97, sinh viên đại học còn chưa thấy người Hàn Quốc đáng ghét lắm, có điều hai cát tát của Trương Khắc làm người hả dạ, người vây quanh reo hò. Người kích động còn muốn xông tới muốn ra tay, khiến ba người Lý Tại Thù sợ hãi không dám gọi điện báo cảnh sát. Chủ quán là người Triều Tiên, chạy lên hỏi xảy ra chuyện gì, bảo ba người Lý Tại Thù đi trước. Báo cảnh sát. Trương Khắc không cho đi, nói với chủ quán. Bọn chúng ở nơi công cộng xúc phạm quốc gia, dân tộc chúng tôi, nói xấu tiếng Hán, lại cô cớ chửi người, gây ra tranh chấp, làm gì có chuyện cho chúng đi dễ dàng như thế. Lý Tại Thù thân phận không đơn giản, nếu để hắn thoát thân như thế rồi thông qua giao thiệp với lãnh sự quán là thành sự kiện ngoại giao rồi, phải đem tính chất sự kiện này định đoạt tầng cấp thấp, nên không thể để hắn đi. Mã Hải Long mau chóng dẫn người tới khống chế thế cục, không nói quen Trương Khắc, chỉ khống chế thế cục không cho mất kiểm soát, không để đám học sinh đánh ba người kia bị thương. Lúc này đám thời học bân, Đổng Dược Hoa cũng hay tin kéo tới, hưng phấn họ hét đòi đánh người. Đồn cảnh sát đồn Mã Liên sau khi nhận được tin báo 5 phút sau Hà Kỳ Vân dẫn vài cảnh sát tới, thấy cảnh sát, đám Lý Tại Thù hung hăng quát tháo muốn thông báo Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở Thượng Hải tới giải quyết. Lý Tại Thù giống lên. Đây là tranh chấp ngoại giao, các người phải trả giá đắt vì chuyện này. Chương 667, bản mặt nô tài. Nghe thấy hắn la hét gì đó về tranh chấp ngoại giao, cảnh sát có hơi ngán, cảnh sát sợ nhất là tranh chấp dân tộc. Hai là tranh chấp ngoại giao, đều nhìn sang đồn trưởng Hà Kỳ Vân. Tên thanh niên đi cùng Lý Tại Thù đã gọi điện văn phòng ngoại sự của Đại học Đông Hải, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc trước đó, nhưng trước mặt đám đông, hắn không dám nói tình tiết nghiêm trọng, chỉ nói là có chút tranh chấp nhỏ, hy vọng có người tới giải quyết. Thân phận của Lý Tại Thù rất đặc biệt, chỉ e không bao lâu sẽ kinh động toàn bộ ban ngành ngoại giao ở tỉnh Đông Hải. Trương Khắc thấy bọn chúng không thông báo cho công ty Samsung ở kiến nghiệp, đó mới là đối tượng cứu viện trực tiếp bọn chúng mới đúng, chắc sợ học sinh vây quanh biết thân phận của mình, ảnh hưởng tới hình tượng của Samsung trong nước. Với lại gia tộc Lý Hy Kiện ở Hàn Quốc đang rơi vào bê bối trốn thuế, nếu để xảy ra chuyện lớn, truyền thông Hàn Quốc phản ứng ra sao rất khó phán đoán.
Trương Khác biết bọn chúng lấy tranh chấp ngoại giao ra chẳng qua là gây áp lực với đám Hà Kỳ Vân thôi, cho rằng Hà Kỳ Vân giống cảnh sát bình thường khác, sẽ khuất phục để bọn chúng làm sằng làm bậy. Thời đó chính phủ trong nước rất thân thiện với Hàn Quốc, nói không chừng sẽ để bọn chúng thành công. Nếu như một quốc gia sợ tranh chấp ngoại giao mà ngay cả quyền chính đáng của người dân cũng không dám bảo vệ, thì nó còn con đường rất xa để trở thành nước lớn. Hừ! Hà Kỳ Vân nhìn xoáy vào Lý Tại Thù, nghiêm giọng quát. Tranh chấp ngoại giao, tưởng cảnh sát Trung Quốc dễ bị dọa à? Ngoan ngoãn theo chúng tôi về đồn khai báo sự việc, nếu không còng lại lôi đi. Quát cảnh sát bên cạnh. Đưa lên xe. Một tên cảnh sát sợ không dám đụng tới người Hàn, lại không dám trái ý đồn trường, hùng hổ định đi tới kéo tay Trương Khác bị Hà Kỳ Vân phất tay. Người này để tôi, cậu đưa ba người Hàn Quốc lên xe. Trương Khác không định ném tấm danh thiếp của Lý Tại Thù ra, chỉ cần hắn khuất phục là được rồi, với thái độ quan viên trong nước, có vạch trần thân phận của hắn cũng chẳng gây ra mấy ảnh hưởng, tin tức có thể do miệng cảnh sát truyền ra trước. Hà Kỳ Vân cùng Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông xuống lầu, hỏi nhỏ. Không phải nhìn chúng cô gái Hàn Quốc chứ, tôi khó khăn lắm mới lên được cái ghế này, cậu đừng làm tôi mất nó. Cái gì thế này? Sao một bầu nhiệt huyết bị hắn bôi nhọ bằng ý nghĩ thô bỉ như thế, Trương Khác uất ức vô cùng, phất tay bảo Hà Kỳ Vân phải làm gì nên làm nấy, Tôn Tĩnh Mông cười khúc khích. Đúng thế đấy, tên nhóc này háo sắc lắm. Trên xe cảnh sát, Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông ngồi ngay đối diện với ba người Lý Tại Thù, mắt cứ nhìn mỹ nữ ngực to, thực sự không nhìn ra dấu vết chỉnh sửa trên khuôn mặt hoàn mỹ đó. Phải thừa nhận là nữ nhân Hàn Quốc cũng có vưu vật đẹp tự nhiên. Chỉ là không hiểu hai cái đèn ô tô kia làm sao bồi dưỡng lên được, Trương Khắc nghĩ không một nữ nhân bình thường nào làm bầu ngực mình thành hùng vĩ tới thế, quá nửa là tự nhiên mà thành, thực sự tự nhiên thì càng kỳ diệu. Nhìn cái gì? Lý Tại Thù quát Trương Khắc. Trương Khắc nhếch mép cười khích miệt, không thèm để ý tới ánh mắt khiêu khích của hắn. Mỹ nữ ngực to dùng tiếng Hàn trách. Anh chỉ thích sinh sự, chuyện này anh sai trước, phải xin lỗi bọn họ. Em không muốn ngày đầu tới Hàn Quốc phải trải nghiệm đồn cảnh sát. Im mồm, em muốn đứng cùng lập trường với bọn chúng sao? Lý Tại Thù hạ giọng quát, vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc. Mỹ nữ ngực to mặt đầy tủi thân cúi đầu không nói, trông hết sức tội nghiệp. Tôn Tĩnh Mông khoác tay Trương Khác, miệng áp vào tai y, hỏi bọn họ nói gì. Xe cảnh sát nhỏ tẹo, Trương Khác nhấc chân lên là có thể đạp vào mặt Lý Tại Thù. Mỹ nữ ngực to dùng tiếng Hàn nói với Trương Khác. Cho dù anh hiểu tiếng Hàn, cũng mong anh đừng nói cho người khác, được không? Trương Khác quay sang cười với Tôn Tĩnh Mông. Người ta không cho tôi nói với cô. Tôn Tĩnh Mông trừng mắt lên. Này! Trương Khác dùng thứ tiếng Hàn chúc chắc hỏi. Cô tên là Lý Xảo Trinh à? Lý Hinh Dư lườm Trương Khác một cái, Xảo Trinh là tên gọi trong nhà, cô ta nhìn đi nơi khác. Dù giận anh mình vô lễ trước, cũng không có lý nào lúc này lại nói chuyện với Trương Khác. Hơn nữa ánh mắt Trương Khác rất mất lịch sự, cô liền khoanh tay che ngực. Lý Tại Thù bực mình hỏi cảnh sát ở đuôi xe. Sao còn chưa lái xe đi? Vội cái gì? Có Hà Kỳ Vân làm mẫu, cảnh sát khác cũng lớn gan hơn, quát. Chỉ có mày nhiều việc thôi à? Hà Kỳ Vân và hai cảnh sát khác ở trong quán ăn lấy lời khai nhân chứng. Thế nào cũng phải xác định đám Lý Tại Thù chửi mắng trước. Vừa khéo có một cô gái phục vụ người Triều Tiên chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc, lời nói của cô gái đó có sức mạnh nhất, lấy được lời làm chứng của cô ta, Hà Kỳ Vân nhẹ nhõm hẳn, chuyện thế này thì dễ giải quyết rồi. Trương Khác đợi trong xe cũng hơi chút sốt ruột, có điều lúc này Hà Kỳ Vân làm việc phải tỉ mỉ, tránh người ta chụp mũ. Nghe bên ngoài có động tĩnh, ai đó tới gần xe cảnh sát, ngữ khí rất bất thiện. Gần như là giáo huấn, đám Trương Khác trong xe nghe rõ ràng. Tôi là phó trưởng phòng Hà Hiểu Quang của văn phòng ngoại sự Đại học Đông Hải, nghe nói sinh viên Hàn Quốc ở trường tôi bị bắt, có chuyện gì xảy ra, các anh điều tra rõ chưa mà đã bắt người. Xảy ra tranh chấp ngoại giao thì sao đây, các anh có chịu trách nhiệm không? Thầy Hà, em ở trong xe. Tên thanh niên bên cạnh Lý Tại Thù nói vọng ra ngoài. Em là Kim Nam Dũng, kẻ đánh em cũng ở trong xe. Các anh mở xe ra, tôi đưa Lưu học sinh và hai người bạn cậu ta đi trước. Cửa xe bị một trung niên mặc đồ Tây đột ngột mở ra, cảnh sát bên ngoài không kịp ngăn cản.
Lúc này Hà Kỳ Vân đi ra ngoài, quát. Này, này, ông là ai? Hà Hiểu Quang không thèm để ý, nhìn Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông, không chút khách khí quát tháo. Cô cậu là sinh viên Đông Hải à? Ăn gan báo rồi sao mà đánh người, đây là hành vi phá hỏng quan hệ quốc tế, làm bạn bè quốc tế hiểu lầm Trung Quốc, không sợ bị đuổi học à? Trương Khác nhíu mày, y ngứa mắt nhất là loại người coi người nước ngoài là tổ tiên đội lên đầu, còn chụp mũ tùy tiện, lạnh nhạt nói với Hà Kỳ Vân từ sau đuổi tới. Kéo ông ta xuống. Hà Kỳ Vân không thèm nể nang, tóm lấy thắt lưng Hà Hiểu Quang kéo mạnh, ông ta không chú ý, đập mạnh cằm xuống sàn xe, thiếu chút nữa đi hai cái răng cửa, trông cực kỳ thảm hại. Hà Kỳ Vân quát. Ông còn gây trở ngại chúng tôi chấp pháp cẩn thận chúng tôi bắt vào đồn. Rồi đóng cửa xe lại. Tôi là phó trưởng phòng của văn phòng ngoại sự DS Đông Hải, anh có biết cách chấp phá dã man của các anh sẽ gây ra tranh chấp ngoại giao không? Hà Hiểu Quang không để ý tới mình vừa bị đối xử thô bạo, chỉ một lòng lo cho người Hàn, đúng là tên nô tài trung thành. Mẹ mày, con mắt nào của mày nhìn thấy bố mày chấp pháp dã man? Hà Kỳ Vân nhìn tới tận lúc này mới có kẻ không biết sống chết húc đầu vào họng súng của hắn. Bố mày ở Phú Xuân Cát bắt hơn 30 tên tiểu quỷ tử, 10 tên Hàn Quốc, cũng không một ai dám nói tranh chấp ngoại giao, dọa bố mày à? Mày gọi cả trưởng phòng của mày đến đây. Gọi lãnh đạo Đại học Đông Hải tới đây, còn hạng như mày, bố mày không tiếp. Trương Khác ở trong xe nghe mà buồn cười, nhìn Lý Tại Thù, Kim Nam Dũng chắc bọn chúng nghe tới sự kiện Phú Xuân Các rồi, vẻ mặt rất thú vị. Chương 668, ai xin lỗi ai? Trước khi xe đi, Đỗ Phi chạy tới, mở cửa xe cảnh sát thò đầu vào trong. Trương Khác giờ chân muốn đá hắn. Sao giờ mày mới tới? Thời gian tao rất eo hẹp. Buổi trưa nghe đám thời học bân nói rồi, mỗi tội không bỏ thời gian ra được. Đỗ Phi liếc mắt nhìn Lý Hinh Dư, cười hăng hắc. Tao có việc phải làm, tối không đợi hai người ăn cơm nữa. Và lại ai bảo hai người lén lút đi với nhau không gọi tao? Cái gì mà lén lén lút lút? Tôn Tĩnh Mông trợn mắt lên. Ai mà biết anh trốn đâu, người ta không tìm được đấy chứ. Chẳng lẽ hôm nay di động mất sóng à? Đỗ Phi cố giả ngốc. Thấy trước khi hắn đi còn nhìn Lý Hinh Dư cái nữa, té ra tên tiểu tử này chạy tới là để nhìn mỹ nữ ngực to. Đến khi xe chuyển bánh lại có thêm hai cảnh sát lên xe, Tôn Tĩnh Mông ngồi ở mé trong, dính sát người Trương Khác, ôm cánh tay y hỏi chuyện Phú Xuân Các là sao. Trương Khác lúc này không thể cho cô biết do y và Diệp Kiến Bân chọc chuyện này ra, viên cảnh sát bên cạnh nhiệt tình đem nguyên bản lời truyền ở bên ngoài kể cho Tôn Tĩnh Mông. Đám người này nếu tới đầu tư thì cho, còn nếu lấy danh nghĩa đầu tư tới làm loạn phép nước thì đuổi hết về nhà. Từ lúc Hà Kỳ Vân để lộ hắn là cảnh sát điều tra sự kiện Phú Xuân Các, hai tên Lý Tại Thù, Kim Nam Dung thái độ có chút khác thường, ghé đầu thì thào với nhau, Trương Khác không nghe rõ. Xe tới đồn, Trương Khác, Tôn Tĩnh Mông và đám Lý Tại Thù bị tách ra, Hà Kỳ Vân chu đáo phái một nữ cảnh sát trẻ xinh đẹp tới lấy lời khai, còn lấy trà thiết quan âm mà hắn cất kỹ ra chiêu đãi. Chuyện này không tầm thường, Hà Kỳ Vân tạm thời không rảnh tiếp đãi Trương Khác, hai nhóm người mà hắn đưa tới đồn cảnh sát đều là nhân vật dậm chân có thể làm mặt đất rung chuyển. Trương Khác khỏi nói, Lý Tại Thù mới tới một lúc đã vô số cú điện thoại gọi tới hỏi tình hình. Một lúc sau Hà Kỳ Vân tới nói. Lần này Lý Tại Thù tới kiến nghiệp với tư cách cá nhân, giám đốc công ty của hắn hiện đang chặn cửa đồn cảnh sát chúng tôi phải phái người tiếp đãi. Văn phòng ngoại sự của cục cũng phái người tới điều tra, người của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc đang trên đường, 3 tiếng nữa tới nơi. Đám Lý Tại Thù tuyên bố, Tổng lãnh sự quán không tới, bọn chúng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Phải đợi tận 3 tiếng nữa à? Trương Khác buồn chán nhìn đồng hồ, hiện là 7 giờ tối. Không sao, anh đi cho bọn chúng biết chính sách ngoại giao cởi mở của chúng ta đi, à, tên Kim Nam Dũng, và cô gái kia có thân phận gì? Kim Nam Dung vốn là nhân viên cao cấp của Samsung, tới đây du học cũng là do Samsung tài trợ, cô gái kia là Lý Hinh Dư, thành viên gia tộc Lý Kiệt Hy, năm nay 20 tuổi, tới đây du lịch. Thì ra tên là Lý Hinh Dư. Trương Khác giật mình, năm 2002 Lý Hinh Dư du học Nhật Bản treo cổ tự sát, vì là thành viên gia tộc Lý Kiệt Hy, lại tự sát ở nước ngoài, nên tất nhiên thành tin tức thế giới, nghe đồn là do gia tộc chỉ định hôn nhân không vừa ý cô.
Tuy báo không đăng ảnh, nhưng có lẽ trong gia tộc đó không có hai Lý Hinh Dư. Nhưng đó chỉ là tin đồn thôi, bí mật gia tộc làm sao bên ngoài biết dễ thế được. Có điều nghĩ cũng thấy tiếc, một cô gái khuôn mặt thiên sứ, bộ ngực ma quỷ như vậy mà có thể chỉ còn vài năm nữa là nở hết tuổi hoa rực rỡ của mình. Đương nhiên nói không chừng quỹ tích nhân sinh của cô đã sớm thay đổi rồi, như Samsung vậy, Trương Khắc thực sự mong là như thế. Lại nghĩ tới hai cái đèn ô tô đấy à? Tôn Tĩnh Mông thấy Trương Khắc rơi vào trạng thái thất thần, đưa tay ra xua xua trước mắt y. Đèn ô tô làm sao? Hà Kỳ Vân nghi hoặc hỏi. Tôn Tĩnh Mông đương nhiên không giải thích, chỉ cười ngượng ngùng. Hà Kỳ Vân là nhân vật cỡ nào chứ? Nhìn thấy thần sắc Tôn Tĩnh Mông là hiểu ý cười phá lên, đúng lúc này có cảnh sát tới gọi hắn có điện thoại. Vừa rồi nghĩ gì thế? Tôn Tĩnh Mông không chịu bỏ qua, vừa rồi Hà Kỳ Vân nhắc tới mỹ nhân Hàn Quốc là y thất thần, làm cô rất hoài nghi. Tôi nghĩ Lý Hinh Dư ở trong nhà nhất định phải chịu nhiều ủy khuất. Hả, điều này anh cũng nhìn ra được. Tôn Tĩnh Mông tròn mắt. Hay là lòng thương hương tiếc ngọc của anh lại phát tác quá mức rồi? Thế nào gọi là lại? Trương Khắc không hiểu. Anh thử nói xem. Tôn Tĩnh Mông mím môi không nói. Hà Kỳ Vân đi vào, nói là có điện thoại của Thiệu Tâm Văn và Diệp Tiểu Đồng, bọn họ vừa tổ chức hôn lễ ở quê Thiệu Tâm Văn trở về kiến nghiệp, nói tới góp vui. Anh Diệp cũng muốn tới. Có gì vui mà bọn họ góp? Trương Khắc thở dài. Cũng được, tôi đang có chuyện muốn nói với Tiểu Đồng. Bên phía Cẩm Hồ đã có Mã Hải Long giải thích thay, Trương Khắc tới giờ nhận được điện thoại của ba người Diêu Văn Thịnh, Kim Quốc Hải, Vương Duy Quân, thông báo cho ba người này là đủ, không sợ có kẻ bừa bãi nhảy ra gây áp lực cho Hà Kỳ Vân. Văn phòng ngoại sự cục công an thành phố do một phó sử trưởng dẫn đầu cùng ba cảnh sát đi tới, theo trình tự lấy lời khai của Trương Khắc, cũng không yêu cầu giao việc này cho bọn họ xử lý, sang phòng bên lấy lời khai đám Lý Tại Thù, dù bọn chúng không chịu lên tiếng thì trình tự luật pháp vẫn phải làm. Một lúc sau trưởng văn phòng ngoại sử Đại học Đông Hải cùng Thôi Quốc Hằng, Ngụy Đông Cường, Tịch Nhược Lâm đều chạy tới như trời sập xuống. Tịch Nhược Lâm biết chuyện từ đám thời học bân, không thể không thông báo trong viện. Mỗi điều không ai thông báo cho bên học viện âm nhạc, cứ như Tôn Tĩnh Mông tới để chơi vậy. Trương Khắc chẳng có tâm tình ứng phó với đám Thôi Quốc Hằng, Ngụy Đông Cường, bảo Hà Kỳ Vân ngăn họ ở ngoài, y và Tôn Tĩnh Mông trống trong phòng chơi cờ ca rô. Đại khí Hà Kỳ Vân chịu không nổi người Đại học Đông Hải làm phiền, đi vào xin Trương Khắc gặp mặt bọn họ. Cô gái trường cậu đúng là hung dữ, tưởng đồn cảnh sát chúng tôi bắt bớ ngược đãi hai người vậy. Tôi giải thích tình hình với bọn họ rồi, bọn họ đã đi giao lưu với đám Lý Tại Thù trước. Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông giấu giấy chơi cờ đi, đám Thôi Quốc Hằng, Ngụy Đông Cường và trưởng phòng Trương Hiểu Đông đi vào. Bọn họ mỗi người mỗi vẻ mặt. Đại khái thái độ cứng rắn của Hà Kỳ Vân đã được Hà Hiểu Quang kể cho bọn họ rồi, thêm vào hiểu tình huống, nên không lo trời sập xuống nữa. Tôi vừa mới giao thiệp với nhóm Kim Nam Dũng, họ tỏ ý chỉ cần em nhận sai về chuyện đánh người, bọn họ sẽ không truy cứu, trường học cũng không truy cứu. Trương Hiểu Đông biết bối cảnh của Trương Khắc, nói cách khác tên học sinh này thuộc hạng khó chơi, trường học không thể ép y cúi đầu. Xin lỗi nhận sai à? Trương Khắc cười lớn. Nói. Vì sao bọn chúng không xin lỗi trước, còn về phần liên lụy mọi người ăn tối không yên, tôi rất xin lỗi, chuyện kia cứ đợi tổng lãnh sự của họ tới. Tôi nghĩ chính phủ của chúng ta không tới mức vì tổng lãnh sự bọn họ tới mà bắt một học sinh phải xin lỗi. Đúng là mọi người quên cả bữa tối, Hà Kỳ Vân được Trương Khắc nhắc vội vàng sai người đi mua cơm hộp, hỏi. Viện trưởng Thôi, trưởng phòng Vương, mọi người chưa ăn tối hả? Thôi Quốc Hằng làm gì có tâm tình ăn cơm, Trương Hiểu Đông nói. Hay là chuẩn bị cơm cho ba người Hàn Quốc đã? Bọn họ à, chắc gì đã ăn được cơm hộp, thôi khỏi. Hà Kỳ Vân cười ha hả, hắn chẳng làm gì nổi đám Lý Tại Thù, nhưng cũng không có tâm tình hầu hạ chúng. Chương 669, thích làm gì thì làm. 9:30, Tổng lãnh sự Hàn Quốc là Hàn Dũng Thái xuất hiện ở kiến nghiệp. Hồ Tôn Khánh và lãnh đạo văn phòng ngoại sự tiếp đãi. Hồ Tôn Khánh chẳng muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng chuyện thuộc phân quản của ông ta, nếu không ra mặt chỉ có thể đẩy chuyện cho Tiêu Minh Kiến thôi, Tiêu Minh Kiến đưa đẩy nổi thì La Quân phải đích thân giải quyết rồi, Hồ Tôn Khánh sao có gan dám công khai đối đầu với La Quân.
trước khi Hồ Tôn Khánh tới đã nhận được điện thoại của La Quân. Đây chỉ là phản ứng kích động của một sinh viên bình thường bị người ta chửi, thành phố phải có lập trường chính trị, cũng không nên tùy tiện tiết lộ tình hình ra ngoài. Hồ Tôn Khánh rủa thầm trong bụng, trường khác mà là sinh viên bình thường thì làm gì có chuyện phức tạp thế này. Sớm đã bị người ta ấn đầu xuống bắt xin lỗi rồi. Lập trường chính trị của thành phố là gì? Trước kia sự kiện Phú Xuân Các đã được lập làm điển hình, đây là chuyện mất lòng hai bên, Hồ Tôn Khánh rất muốn tránh mà không tránh nổi. Bất kể địa vị của Samsung ghê gớm thế nào, nhưng ở tỉnh Đông Hải này không thể so được với Cẩm Hồ, không thể tiết lộ thân phận của Trương Khác, vậy chỉ có thể xử lý là xung đột của sinh viên rồi. Hồ Tôn Khánh uất ức sai quan viên văn phòng ngoại sự chính phủ tới đồn cảnh sát tìm hiểu tình hình, nhưng không được phép can dự vào, còn ông ta đi đón Hàn Dung Thái. Hàn Dung Thái không ngốc, hiện đám Lý Tại Thù vẫn bị nhốt ở đồn cảnh sát cấp thấp, sao chẳng hiểu lập trường của Kiến Nghiệp. Gặp Hồ Tôn Khánh cũng không nói kháng nghị gì cả, nếu lại xảy ra chuyện như Phú Xuân Các thì bây giờ lớn tiếng kháng nghị chỉ làm trò cười cho quốc tế, tùy tiện thăng cấp thành sự kiện ngoại giao, là chuyện chỉ kẻ ngu xuẩn thiếu hiểu biết mới làm. Hàn Dũng Thái và Hồ Tôn Khánh tới đồn cảnh sát trước tiên xem lời khai của Trương Khác và người xung quanh, rồi mới đi gặp đám Lý Tại Thù tìm hiểu tình huống. Hồ Tôn Khánh không muốn gặp Trương Khác, chỉ nói chuyện với Thôi Quốc Hằng, Trương Hiểu Đông, ông ta hiểu tình hình rồi. Chỉ còn xem bên phía Hàn Quốc muốn xuống thang ra sao. Trương Hiểu Đông, Thôi Quốc Hằng chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ xí xóa, nhưng Trương Khác như cục đá trong nhà xí vừa thối vừa cứng, nhưng y có bối cảnh không thể xem thường, trước đó lại cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc lập ra hiệp hội sáng nghiệp, rất được phía giáo dục chú ý. Một sinh viên như thế bọn họ không thể uy hiếp được, thái độ phía đồn cảnh sát lại cứng rắn khác thường. Ngụy Đông Cường là khốn đốn nhất. Hắn phải chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp, trước khi tới Trương Hiểu Đông đã nói rất nhiều lời dọa dẫm. Thấy Trương Hiểu Đông, Thôi Quốc Hằng ngồi đợi hơn 2 tiếng, giờ Hồ Tôn Khánh, Tổng lãnh sự Hàn Quốc cũng tới, với hắn mà nói đúng là ngày tận thế giáng xuống, hận Trương Khác tới tận xương thủy. Trước khi Hồ Tôn Khánh tới, Ngụy Đông Cường cũng ý đồ dọa nạt Trương Khác nhận sai, ai ngờ mới nói được 2 câu Trương Khác ngáp dài, cảnh sát liền mời hắn ra ngoài. Tiếp đó có 3 người nam nữ tới. Chẳng thèm chào họ họ một tiếng, vào thẳng phòng Trương Khác giờ vẫn chưa ra. Nhìn khuôn mặt u ám của Hồ Tôn Khánh ngồi ở ghế dài, lại nhìn Tịch Nhược Lâm từ đầu tới giờ không nói một lời, Ngụy Đông Cường hết sức bất an, không có dũng khí nói chuyện với Hồ Tôn Khánh, nói với Thôi Quốc Hằng. Viện trường, hay là tôi vào khuyên Trương Khác lần nữa, 3 người Hàn Quốc nói chỉ cần cúi đầu nhận sai là sẽ không truy cứu nữa mà. Lời này tất nhiên là muốn thể hiện trước mặt ngài Phó Thị trưởng Thường vụ. Cúi đầu nhận sai. Hồ Tôn Khánh nhướng mắt lên nhìn Ngụy Đông Cường. Vì sao phải cúi đầu nhận sai? Trong bụng chửi tổ tông 18 đời Trương Khác, nếu y có thể cúi đầu nhận sai đã chẳng hất trà vào mặt người ta. Quan trọng là ai có tư cách bảo y cúi đầu. Mời Đào Tấn ra à? Ông ta tức điên, sao mình gặp phải chuyện này? Thấy lãnh đạo DS Đông Hải kinh ngạc, mới nhớ chưa trao đổi lập trường với họ. Tôi đã tìm hiểu sự việc rồi, chỉ là xung đột nhỏ. Không ai đúng ai sai, phương diện nào chủ động nhận sai hòa giải chúng tôi cũng hoan nghênh. Nếu hai bên không đồng ý hòa giải thì sao? Trương Hiểu Đông hỏi thử. Không muốn à? Hồ Tôn Khánh tức tối nói. Vậy để phòng ngoại sự xử lý, theo quy định trị án xử lý. Bọn chúng thích làm gì thì làm. Thái độ của Hồ Tôn Khánh làm Thôi Quốc Hằng, Trương Hiểu Đông liên tưởng tới nhà Trương Khác đã vươn tay tới Hong Kong rồi. Có điều thành phố không thể ra mặt chống lưng cho một sinh viên. Đối phương là một trong số người thừa kế của gia tộc Lý Kiện Hy, vậy mà thành phố không ra sức lấy lòng, vậy nói rõ một vấn đề, có nhân vật cần lấy lòng hơn, quan trường là mạng lưới quan hệ chằng chịt, Trương Chi Hành có quan hệ mật thiết với TP Kiến Nghiệp là điều bình thường. Hồ Tôn Khánh tỏ thái độ rồi bọn họ không lo gì nữa, chỉ lấy làm lạ sao Trương Chi Hành không đánh tiếng với trường học. Ngụy Đông Cường kiến thức ít. Chỉ nghe ra oán khí trong lời Hồ Tôn Khánh, trong lòng sợ hãi bị lấy ra gánh trách nhiệm, thế là đem hoán hấn chút hết lên đầu Trương Khác, trong mắt hắn, hoàn toàn là do tính hoàn khố của Trương Khác gây ra, đã sinh sự lại không chịu cúi đầu nhận sai, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Tịch Nhược Lâm nhìn vấn đề càng đơn thuần hơn, nhưng đúng với bản chất sự việc nhất, chẳng qua chỉ là va chạm nhỏ rất bình thường, mấy người Hàn Quốc chửi bới, Trương Khác hất trà là phản ứng bình thường mà. Hồ Tôn Khánh ra mặt giải quyết đấy.
Diệp Kiến Bân trong phòng háy mắt với Trương Khác. Không hiểu lão ta đang chửi thầm trong bụng thế nào. Đó là chức trách thuộc phận sự của ông ta, trách được ai? Trương Khác chẳng thương hại cho hoàn cảnh khó của Hồ Tôn Khánh, vừa tán gẫu với Diệp Kiến Bân vừa chơi cờ ca rô với Tôn Tĩnh Mông được Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn tham mưu. Chuyến này định trực tiếp đối đầu với Samsung à? Diệp Kiến Bân hỏi. Tôi trao đổi điện thoại với Bí Thư La rồi, bảo thành phố tạm thời không tiết lộ thân phận của tôi, loại vấn đề thị phi này, chắc Hồ Tôn Khánh không tự ý chủ trương để người ta nắm thóp. Nhưng cũng khó nói lắm, chuyện ầm lên thế này, đám Chu Cẩn Tỳ đã biết, tên Kim Nam Dũng là học sinh của lão ta, ai biết lão ta có ngầm lộ ra không? Chẳng hay ho gì cả, tôi chỉ muốn bọn họ nhận sai với một học sinh bình thường thôi. Nếu cậu mà là học sinh bình thường, thì các phương diện đã ấn đầu cậu xuống nhận sai rồi. Diệp Kiến Bân cười. Đúng thế. Trương Khắc cười khổ. Anh nói là mất hết cả hứng thú. Chấp nhận hiện thực đi, cậu không lo Samsung biết thân phận của cậu sẽ đặc biệt nhắm vào Cẩm Hồ. Cái này không sợ. Trương Khắc lắc đầu. 2 năm qua chúng tôi và Khoa Vương ân oán không ít, vì sao không đặc biệt nhắm vào Khoa Vương? Vì chỉ cần bỏ xa Khoa Vương là đủ, Samsung nếu nhắm vào Cẩm Hồ sẽ lộ sơ hở, sẽ bị đối thủ cạnh tranh quan tâm và đồng tình với Cẩm Hồ, Samsung càng khó đối phó. Ồ, không phải cậu cố ý chọc giận người Samsung chứ? Diệp Kiến Bân vỡ lẽ, cười quỷ dị. Tên nhóc cậu âm hiểm quá đấy. Tôn Tĩnh Mông ngẩng đầu lên. Không ai âm hiểm hơn tên nhóc con này nữa rồi. Cô đánh cờ đi. Trương Khác gõ bàn cờ giấy, lại bảo Diệp Kiến Bân. Chẳng phải thế, nên tên Hàn Quốc khác nói câu đó tôi cũng không do dự hất trà ra. Có điều Lý Tại Thù lấy thân phận tư nhân tới kiến nghiệp không thể vì thăm bạn, tôi hoài nghi hắn tới khảo sát. Rất có khả năng, kế hoạch vườn sồi không thể không khiến các nơi chú ý, song nếu Samsung lập trung tâm nghiên cứu ở kiến nghiệp thì có chỗ nào bất lợi cho chúng ta? Đó là bước chuẩn bị bọn họ mở rộng thị trường trong nước, chẳng phải để phát triển kỹ thuật hạch tâm gì, không có lợi cho kiến nghiệp, lại tranh giành nguồn lực với chúng ta, nếu có cơ hội mà không chơi chúng một vố thì tôi quá thật thà hiền lành rồi. Trương Khác cười nhạt. Tôi đang mong thằng tiểu tử đó cứ nhìn thấy kiến nghiệp là thù hận tránh đường khác. Khó mà nói được, nhân viên phái chú của Samsung đâu phải hạng tầm thường, và lại Lý Tại Thù đâu quyết định nổi kế hoạch vận hành của Samsung. Diệp Kiến Bân trầm ngâm. Chương 670, còn có kẻ không biết điều. Sau khi Hàn Dũng Thái tới, đám Lý Tại Thù mau chóng nhận hòa giải, biểu thị xin lỗi vì những lời nói không thỏa đáng, bọn họ đâu phải kẻ ngu xuẩn vô tri, lập trường phía kiến nghiệp đã rõ, chẳng lẽ còn muốn làm thành tranh chấp ngoại giao sao? Còn rằng có chỉ chuốc nhục vào thân, không có lợi gì cho Samsung đầu tư vào nội địa. Lý Hinh Dư ký tên lên giấy hòa giải, ngón tay thon thả áp lên tờ giấy, khẽ đẩy ra giữ bàn, nhỏ nhẹ nói. Gây phiền phức cho hai bạn, tôi thực sự xin lỗi. Lúc cúi người xuống không quên lấy tay che ngực, hại Trương Khác bị Tôn Tĩnh Mông dẫm chân cho một phát. Trương Khác nhìn chữ ký rất có thần khí của Lý Hinh Dư, nhưng nghe thấy đằng sau có tiếng hử nhẹ rất chói tai. Quay đầu nhìn Ngụy Đông Cương, chẳng buồn nói gì với hạng ngu xuẩn này, nhìn đám Lý Tại Thù nói. Các anh dẫm chân lên mảnh đất này thì mong hãy giữ tôn trọng cơ bản nhất với nó. Đám Lý Tại Thù không nói gì, chỉ ký tên rồi vội vàng bỏ đi, chiếc Ferrari cũng đã có người đưa tới đồn cảnh sát, đương nhiên không ai nói cho hắn biết, trước đó xe của hắn đỗ ở chung cư lưu học sinh bị không ít thứ bẩn thỉu ném vào như cả thối trứng thối. Lý Tại Thù vào xe, thấy mấy chiếc xe đắt tiền đỗ ngoài đồn, tuy không bằng xe của hắn, nhưng ở Trung Quốc đều được tính là xe sang, sầm mặt hỏi. Đó toàn là xe của chúng à? Hắn lớn tới chừng này rồi chưa bao giờ bị thua thiệt như hôm nay. Chắc là thế. Kim Nam Dũng đang nghĩ, y là ai? Hắn tới Trung Quốc mấy năm rồi, hiểu biết không ít về quốc gia này, nếu hôm nay phát sinh tranh chấp với hai sinh viên bình thường đã không có kết cục như thế. Lý Hinh Dư khoanh tay trước ngực, im lặng không nói, cô mới tới Trung Quốc ngày thứ hai, không ngờ bị đưa vào đồn cảnh sát, đúng là xui xẻo, nhìn Lý Tại Thù, lòng oán trách, nam nhân đúng là tự đại, còn làm liên lụy tới mình. Di động của Kim Nam Dũng vang lên, nhận máy nói. Vâng, vâng, dạ, em sẽ chuyển lời thầy Chu cho anh ta. Cúp điện thoại nói. Giáo sư hướng dẫn của tôi hỏi thăm anh và Sảo Trinh, tỏ ý xin lỗi vì chuyện hôm nay.
Lý Hinh Dư nhìn thấy chiếc di động của Kim Nam Dũng tỏa ánh sáng xanh trong bóng tối rất đẹp, cả tiếng chuông vừa rồi cũng êm tai, nói. Anh Nam Dũng, cho em mượn cái di động xem nào. Kim Nam Dũng quay lại đưa di động cho Lý Hinh Dư. Ái Đạt khả năng là đối thủ cạnh tranh đáng kể của Samsung khi tiến vào nội địa đấy. Em không quan tâm tới chuyện công ty, đứng suốt ngày nói chuyện công ty trước mặt em được không? Lý Hinh Dư trách móc, mở di động ra, phát hiện màn hình này sáng hơn di động bình thường nhiều. Đẹp quá, màu lam này cũng rất đẹp. Kim Nam Dũng tựa hồ chẳng nghe lời cảnh cáo vừa rồi của Lý Hinh Dư, bảo Lý Tại Thù. Từ năm 95, Ái Đạt đã cùng Ti lập viện nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật quang điện, lấy kỹ thuật Ti làm nền tảng, hai năm qua thành công chế tạo ra ống nhị cực màu lam ít tổn hao điện năng. Lý Hinh Dư cau mày, cô không thích bên tai có người luôn miệng bàn việc kinh doanh, quay người đi ngắm nghía chiếc 19. Không ô không. Chuyện được giải quyết là tốt rồi. Hồ Tôn Khánh cười ha hả, dẫn nhân viên chính phủ đi. Cậu phải lấy làm mừng vì người Hàn Quốc không truy cứu. Ngụy Đông Cường lên mặt dạy dỗ Trương Khác. Về viết kiểm điểm cho tôi, trường học sẽ tăng cường giáo dục cậu. Anh không nói cũng không ai bảo câm đâu. Diệp Kiến Bân không chút khách khí nói, thi thoảng cũng gặp ở 1978, coi như biết nhau, người ở đây chỉ có mỗi mình hắn là mù mắt ăn nói lung tung, loại người thượng đội hạ đạp lại còn lúc nào bày ra cái vẻ đạo mạo đường hoàng, Diệp Kiến Bân chỉ muốn tát cho một cái. Nể Lâm Băng, Trương Khác không muốn Ngụy Đông Cường quá mất mặt, nói nhỏ. Chúng ta đi thôi. Gật đầu với Thôi Quốc Hằng một cái, còn Trương Hiểu Đông coi như không quen biết. Diệp Kiến Bân lạnh lùng nhìn Ngụy Đông Cường một cái rồi mới đi. Thôi Quốc Hằng vỗ vai Ngụy Đông Cường tím mặt vì bị Diệp Kiến Bân giáo huấn. Loại trường hợp này về sau ít lên tiếng thôi. Thái độ Thôi Quốc Hằng ôn hòa, song vẫn có ý trách Ngụy Đông Cường nói năng lung tung, đến cả phó thị trường thường vụ cũng bị kinh động ra mặt giải quyết cho học sinh này rồi, chẳng lẽ trường học còn không biết điều xử phạt nữa sao? Ngụy Đông Cường lòng càng khó chịu, bọn họ ra ngoài đồn cảnh sát. Thấy Hà Kỳ Vân và cảnh sát văn phòng ngoại sự tiễn chân đám Trương Khác đi. Hai chiếc Mercedes, một chiếc Toyota Crown, một chiếc Chevrolet phóng vút đi. Trương Hiểu Đông, Thôi Quốc Hằng tuy là quan viên cấp chính sử, nhưng đều không có xe riêng. Thế trận của đám Trương Khác đúng là rất bắt mặt, Trương Hiểu Đông đột nhiên nhớ ra gì đó. Lão Thôi, người vừa rồi có phải chủ tịch Diệp Kiến Bân của Thịnh Hâm không? À! Thôi Úc Hằng choàng tỉnh. Thảo nào tôi thấy quen quen, ra là thái tử Diệp gia. Ngụy Đông Cường há mồm, hơi ngạc nhiên, hắn gặp Diệp Kiến Bân vài lần ở 1978, nhưng không biết thân phận. Thôi Quốc Hằng lắc đầu, cơ quan trường là một tấm lưới chẳng sai chút nào, Trương Chi Hành ở tận Tân Vu mà vì con mình gây chuyện có người Diệp gia ra mặt giải quyết. Lão Trương, làm vài chén chứ. Dặn dò Ngụy Đông Cường. Tịch Nhược Lâm vài câu rồi đi. Tịch Nhược Lâm không đi cùng với Ngụy Đông Cường, đạp xe về ngõ học phủ, chuyện đã giải quyết xong, phải báo cho đám Đỗ Phi một tiếng để họ khỏi lo lắng. Tới quán nét sáng vực, Đỗ Phi và Mông Nhạc đi ra gọi cô. Cô tới đúng lúc quá, Trương Khác mời chúng ta đi ăn khuya. Tịch Nhược Lâm đầy nghi hoặc, khóa xe trước quán nét, một lúc sau chiếc BMW 140 được tuyệt đại đa số nam nhân coi là mong ước tối cao đi tới. Trương Khác, ở đồn có cho hai thằng Hàn Quốc thêm vài đấm không? Đỗ Phi ngồi vào xe hỏi Mã Hải Long, rồi giới thiệu cho hai người còn lại. Đây là chú Mã. Rời đồn cảnh sát thì đã là 11 giờ, đám Trương Khác liền tìm một quán ăn khuya. Nhớ tới cái bộ mặt của Ngụy Đồng Cường, Diệp Kiến Bân lại tức điên. Kẻ này không ra sao, nhãn quang cũng quá kém. Trương Khác nhìn rất thoáng. Bỏ đi. Loại người đó bận tâm làm gì? Y đúng là chẳng buồn để ý tới Ngụy Đông Cường. Hừ. Diệp Kiến Bân khinh bỉ hừ một tiếng, hỏi. Cậu nói thương hiệu ngoại như Samsung có cậy được cánh cổng của DTHTW không? Có khả năng, trước thực thi phân biệt giá cả cho dù không lập tức thủ tiêu cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Những thương hiệu có tuyến sản phẩm phong phú như Sony, Samsung, một khi khuếch trương là khuếch trương toàn diện. Bọn họ sẵn sàng bỏ ra cái giá nhất định vượt quá chướng ngại này. Trương Khác đưa tay gõ bàn trước mặt Diệp Tiểu Đồng. Kỳ nghỉ của cô đã kết thúc.
Diệp Tiểu Đồng trừng mắt lên, tuần trăng mật đã đành đi, giờ ngay cả kỳ nghỉ kết hôn bình thường cũng hỏng rồi. Tịch Nhược Lâm còn tưởng chuyến này được vào nhà hàng cao cấp, không ngờ là một quán ăn bình thường, đi vào trong thấy Hà Kỳ Vân cười với mình. Cô giáo Tiểu Tịch cũng tới ăn khuya à? Á, mọi người quen nhau. Tịch Nhược Lâm hơi xấu hổ, biểu hiện của cô ở đồn cảnh sát không thân thiện lắm. Trương Khác gọi chủ quán mang mấy cái ghế tới cho nhóm Đỗ Phi. Bàn Trương Khác không thể ngồi quá đông người, Mã Hải Long sang ngồi bàn bên cạnh, Tịch Nhược Lâm giật nảy mình, những người ban bên đầu mặc vest đen, lạnh lùng nghiêm nghị, trông có vẻ là vệ sĩ, thì ra bọn họ cũng đi cùng nhóm Trương Khác. Liếc nhìn Diệp Kiến Bân cao lớn, mặt vuông, mày rậm, nghe nói đây là chủ tịch Thịnh Hâm nổi tiếng, có vẻ mới hơn 30, nhìn Đỗ Phi và bọn họ rất thân thiết, không biết quan hệ ra sao. Gọi năm đĩa ốc hương, tôm cay, tán gẫu những đề tài không đâu vào đâu, ăn tới một giờ mới xong. Chương 671, lơ mơ làng màng. Đám Trương Khác xuống xe ở ngõ học phủ, túc xá 10 giờ 30 đã đóng cửa, tất nhiên phải để Tôn Tĩnh Mông và Tịch Nhược Lâm ngủ ở chung cư nghiên cứu sinh, đám Trương Khác thì tùy tiện kiếm cái góc nào ở quán nét mà ngủ, liền đưa hai cô gái về trước. Á, xe của tôi tối để ở ngõ học phủ, không khéo sáng sớm bị xe rác kéo mất. Khi Tịch Nhược Lâm lấy xe thì Tôn Tĩnh Mông không nói gì, đến khi vào trường mới, đột nhiên, nhớ ra, mọi người định cùng cô quay về lấy, Tôn Tĩnh Mông tóm lấy tay Trương Khác. Có con gia súc này theo là được. Trên đường quay lại, Trương Khác bịa mấy câu chuyện ma quỷ ra dọa, còn áp giọng lào khảo nói. Quay lại nhìn đi, tôi không có chân này. Tôn Tĩnh Mông tỉnh queo đi trước, ngay cả đầu cũng chẳng thèm quay lại, càng khỏi nói tới sợ hãi nép vào lòng y. Trương Khác mất hứng dẫm vào bóng Tôn Tĩnh Mông trải xuống lòng đường. Đột nhiên Tôn Tĩnh Mông quay ngoắt lại, Trương Khác giật mình, mũi thiếu chút nữa chạm vào trán cô, định trêu cô tập kích thất bại thì hai cánh môi đỏ mọng khiêu khích của Tôn Tĩnh Mông áp tới, cô nhón chân lên hôn y. Choáng váng, chạm vào cánh môi ướt mềm đó, chớp mắt đầu óc Trương Khác trống rỗng, Tôn Tĩnh Mông khép mắt lại, không thấy được đôi mắt trong như pha lê đó, chỉ có ánh trăng dịu chiếu xuống khuôn mặt mỹ lệ, bóng hàng mi mờ rung rung hiện trên gò má trắng nõn. Trương Khác chỉ ngỡ ngàng giây lát, vành mắt buông xuống, nhìn thấy cổ áo ren hoa mở rộng, dưới chiếc cổ thon dài là xương quai xanh mê hoặc, da ngực trắng mịn màng. Làm sao có thể kháng cự được sức dụ hoặc cực lớn đó, Trương Khác muốn tách hàm răng trắng kia ra nếm thử chiếc lưỡi nhỏ thích phát ra lời đánh đá kia, muốn sờ lên cặp mông nhỏ y nhìn mà thèm từ rất lâu, nghĩ là làm tay y nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Tôn Tĩnh Mông đặt lên cặp mông đầy sức sống, song tay mới chạm vào thì đột nhiên Tôn Tĩnh Mông mở mắt, tách khỏi môi y. Hỏi. Anh muốn làm gì? Gạt tay Trương Khác mới chạm lên mông mình, còn chưa kịp xoa bóp ra. Sao anh có thể như thế được? Trương Khác ngớ người lần thứ hai. Cô hôn tôi phải làm gì đó phối hợp chứ? À, còn tưởng hôn anh có gì khá biệt, thì ra cũng vô vị, anh cũng chẳng có gì ghê gớm. Nói xong Tôn Tĩnh Mông thản nhiên quay người bước về chỗ chiếc xe đạp của mình, mở khóa ngồi đằng sau, đợi Trương Khác tới chở. Trương Khác vừa tức mình vừa buồn cười, tưởng môi chạm nhau đã gọi là hôn sao. Y rất muốn đi tới cho cô bé đáo để này biết nụ hôn thực sự là thế nào, để xem đến lúc đó còn mạnh miệng được không, nhưng không nắm bắt được trái tim Tôn Tĩnh Mông, cứ thế mơ mơ hồ hồ chở Tôn Tĩnh Mông về. Động tác anh hất trà vào mặt tên Hàn Quốc đó thật là đẹp, khuôn mặt lúc đó cũng rất đẹp, như trăng trên trời vậy. Tôn Tĩnh Mông ôm hông Trương Khác, thò đầu tới hỏi. Biểu hiện của tôi hôm nay không tệ. Ví dụ kiểu gì thế? Trương Khác không cam lòng hỏi. Vì chuyện này mà vừa rồi cô hôn tôi lại không cho tôi sờ cô hả? Anh lăng nhăng như thế, sợ ai không sờ, lại muốn sờ tôi. Nghe nha đầu này nói gì thế? Trương Khác ngứa ngáy, đây là cái đạo lý quỷ quái gì vậy? Chuyện vừa rồi không cho phép nhớ tới, ngủ một giấc mai phải quên đi, anh không được có suy tính gì với tôi, càng tuyệt đối không được có chút ảo tưởng nào với tôi. Tôn Tĩnh Mông nhéo hông Trương Khác uy hiếp. Nhận lời đi. Được rồi, coi như hôm nay bị người ta trêu ghẹo một phen vậy, cho xe vào bãi, Trương Khác hỏi. Cô chắc vừa rồi không phải nụ hôn đầu của cô chứ? Đã bảo không được nhớ tới nó mà. Tôn Tĩnh Mông trừng mắt định đưa tay định nhéo miệng Trương Khác, y né người, Tôn Tĩnh Mông cố ý dậm chân ầm ầm, khiến tầng trên tầng dưới quát tháo om sòm, cô vội cùng Trương Khác trốn vào phòng. Tịch Nhược Lâm nghe hai trợ lý chủ nhiệm kia nói về căn phòng xa xỉ của Trương Khác của Đỗ Phi, đó là gian phòng cải tạo cứ như phòng hạng sang của khách sạn có sao.
Muộn rồi không về ký túc xá được cô ta và Tôn Tĩnh Mông cưu chiếm ổ thước, tính toán thế nhưng về phòng chẳng ai buồn ngủ, lấy Tú ra chơi, tới tận rạng sáng mới giải tán. Tịch Nhược Lâm và Túc Xá ngủ bù, Mông Nhạc cố gắng gượng đi học, Đỗ Phi thì tới hiện trường thi công. Sáng trời đổ mưa, hai chiếc ô bị Tịch Nhược Lâm một cái, Đỗ Phi, Mông Nhạc lấy nốt cái còn lại. Tôn Tĩnh Mông bị nhốt ở chung cư nghiên cứu sinh, cô đã có ý không đi xe đạp nữa, dù không mưa cũng lười chẳng muốn về, mượn áo của Trương Khác đi tắm, Trương Khác lười chui ngay vào chăn ngủ trước, nhưng bị Tôn Tĩnh Mông đá đít. Sang giường Đỗ Phi ngủ, tôi ngủ giường anh. Trương Khác triệt để hết hy vọng rồi, tâm tình cực tệ ôm chăn sang giường Đỗ Phi ngủ, ngủ một lèo tới trưa mới tỉnh, không thấy Tôn Tĩnh Mông trên giường mình, nghĩ nhà đầu này đi về rồi, bò dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa mới dẫm xuống đất thì thấy cô ta ôm gối ngủ ở mặt đất giữa hai giường. Ngủ thế nào mà ngã lăn xuống cũng không biết, quá giỏi. Trương Khác lắc đầu, nhìn Tôn Tĩnh Mông cuộn tròn như đứa trẻ con, một cái chân trắng như tuyết chân gác lên gối, mông hở hết cả ra. Chiếc áo sơ mi mượn của Trương Khác có hai cái cúc không cài, hai ngọn hỏa diệm sơn nhấp nhô lên xuống, mái tóc dài rối bời che đi qua nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cánh môi hồng mọng, làm Trương Khác nhớ lại nụ hôn bất ngờ đêm qua. Định bế Tôn Tĩnh Mông lên giường, người vừa cúi xuống thì nha đầu đó tỉnh lại, trố mắt nhìn Trương Khác một lúc, làm rõ tình huống rồi xoa cánh tay, kêu. Tôi bảo sao lại mơ bị anh đánh một trận mà. Rồi hành vi tiếp theo cứ như hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra hôm qua. Quên đã thể dứt khoát không đi chiếc xe đạp màu vàng, kiếm được của Trương Khác một bữa cơm rồi ung dung đạp xe về, làm chính Trương Khác cũng lẫn lộn, hay là mình cũng mơ. Thời gian qua, trong lòng Tạ Kiếm Nam không có lúc nào dễ chịu, tình hình kinh tế châu Á đột nhiên diễn biến xấu, chỉ còn lại 2 tháng, chẳng ai ngăn được cơn sóng dữ, Khoa Vương năm nay lỗ lớn đã là chuyện chắc chắn, tuy chuẩn bị trước, nhưng truyền thông ầm ĩ đưa tin, đổi lại là bất kỳ ai cũng chẳng có được tâm tình tốt đẹp. Mỗi năm đầu tháng 11, đề tài Tiêu Vương lại thành chủ đề nóng được giới truyền thông săn đón. Thường mà nói giới truyền thông khó mà có được con số chuẩn xác, chỉ căn cứ nhu cầu tuyên truyền đưa ra con số cần thiết, ví như lợi nhuận không đủ khả quan thì trọng điểm tuyên truyền doanh thu. Đầu tháng 11 Ái Đạt công bố con số kinh doanh 3 quý tiến hành dự đoán chi tiết về tài vụ quý 4, thế là tình hình thị trường đầu đĩa bị lột trần trước mặt công chúng, chẳng phải Khoa Vương muốn che giấu là che giấu được. Nhà báo có chuyên môn có thể từ dữ liệu của Ái Đạt và Bộ Điện tử suy ra tình hình tài vụ của Khoa Vương tới tháng 10. Lợi nhuận của Ái Đạt từ tháng 1 tới tháng 4 làm người ta há hốc mồm, mỗi tháng lãi 80 triệu, Khoa Vương tới tận tháng 4 mới hơi lãi một chút. Đầu tháng 5, Ái Đạt mượn xác lên thị trường chứng khoán, con số tài vụ nhập vào công ty trên thị trường chứng khoán, khấu trừ đi lợi nhuận thị trường nội địa bị cầm hồ lấy đi, nghiệp vụ đầu đĩa quý 2 của Ái Đạt vẫn duy trì mức cao 25 triệu đô la Hồng Kông. Quý 2 với Khoa Vương mà nói là nhẹ nhàng nhất, là thời gian mỹ hảo nhất, con số tiêu thụ tăng ổn định, thị trường hải ngoại liên tục đột phá, lợi nhuận tổng bộ Khoa Vương gần 100 triệu, bù đắp được chi phí marketing lớn ở quý 1. Tình thế tốt đẹp nếu cứ như thế tiếp tục duy trì, cho dù không so được với hào quang của Ái Đạt, thành tựu thương nghiệp cá nhân của Tạ Kiếm Nam cũng có thêm một điểm sáng. Chương 672, Khoa Vương khốn quẫn. Đầu tháng 7. Cơn bão tài chính càn quét toàn bộ Đông Nam Á mà không hề có nhiều dấu hiệu báo trước. Điện tử Ái Đạt cũng không tránh được, lợi nhuận Đông Nam Á giảm từ 40 triệu USD xuống còn chưa tới 4 triệu, áp lực thị trường Đông Nam Á truyền về trong nước, cạnh tranh thêm khốc liệt, lợi nhuận sụt giảm mạnh. Cơn bão tài chính tiếp tục lan đi, giá trị điện tử Ái Đạt trên thị trường chứng khoán từ mức cao nhất gần 12 tỷ tụt xuống còn chừng 5 tỷ. Thị trường đầu đĩa quý 4 vẫn không lạc quan. Nhưng Ái Đạt cùng lúc với công bố hàng loạt con số, cũng tuyên bố dùng tài chính dự trữ mua lại cổ phiếu công ty duy trì cổ phiếu không trượt mạnh. Khi mượn xác Ái Đạt có 600 triệu đô la Hồng Kông dự trữ, thêm vào lợi nhuận 2 quý, số tiền có thể sử dụng lên tới hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông, có thể tối đa mua 20% cổ phiếu từ thị trường. Duy trì giá cổ phiếu là điều quan trọng trấn an lòng tin của nhà đầu tư, tài chính thực sự cần dùng không cần nhiều đến thế. Cần 200,300 triệu đủ duy trì mức cổ phiếu hiện tại. Là long đầu sản nghiệp đầu đĩa còn, thê thảm như thế, tình trạng Khoa Vương thế nào khỏi nghĩ cũng biết. Quý 3 Khoa Vương phải bù lỗ cho thị trường Đông Nam Á gần 30 triệu, còn chưa tính tổn thất trước đó của công ty hải ngoại, làm người ta nản lòng là áp lực thị trường cứ tăng, lợi nhuận tiếp tục giảm. Tháng 7 Khoa Vương còn giữ lãi nhất định, tháng 8 chỉ còn cách mức thua lỗ một chút, tháng 9 Tân Nguyên phát động thế công giá cả.
Khoa Vương lúc này riêng tổn thất hàng tồn kho đã gần 30 triệu, lợi nhuận mỗi máy không còn, toàn năm khả năng có thể lỗ 150 triệu, chưa tính công ty hải ngoại. Lúc này vẫn chưa thấy dấu hiệu kinh tế khởi sắc. Đối lập với Khoa Vương là Tân Nguyên sống khỏe phây phây, Tân Nguyên chưa bao giờ coi Ái Đạt là đối thủ cạnh tranh, ngược lại trong quá trình 7 nhà máy nhỏ sát nhập, được Ái Đạt nâng đỡ toàn diện từ kỹ thuật, nghiệp vụ lẫn cung ứng linh kiện, thực hiện chiến lược sống dựa vào Ái Đạt. Tân Nguyên cũng không khởi động chiến lược marketing rầm rộ, mà bình ổn tiến lên từ cơ sở thị trường của các nhà máy nhỏ, bọn họ cũng chẳng kịp mở rộng tới Đông Nam Á, nên không bị tổn thất gì. Lượng tiêu thụ của Tân Nguyên đầu năm thậm chí không bằng 1/4 của Khoa Vương, tới giữa năm chỉ bằng 1/3 của Khoa Vương, nhưng bọn họ khống chế nghiêm ngặt marketing, quản lý chi tiêu, nắm được thời kỳ lợi nhuận cao cuối cùng của sản nghiệp đầu đĩa, tích lũy được số tài chính nhất định. Vào quý 3, khống chế chi phí sản xuất làm ưu thế của Tân Nguyên đột nhiên tăng mạnh, khi Khoa Vương đang vùng vẫy tránh thua lỗ thì Tân Nguyên dư giả tiếp tục tăng lực độ tuyên truyền thị trường. Đầu tháng 9, Tân Nguyên được Cẩm Hồ hạ giá linh kiện hỗ trợ, đi trước một bước phát động cơn bão giảm giá, mức tiêu thụ lập tức kéo gần khoảng cách với Khoa Vương chỉ còn 1/2, thành doanh nghiệp xếp thứ 6 trên thị trường đầu đĩa. Ái Đạt đứng đầu chiếm 32% thị trường, Tân Khoa thứ 2, Khoa Vương thứ 3 chiếm cứ 13%, Bộ Bộ Cao thứ 4, Ái Đa thứ 5, Tân Nguyên thứ 6 chiếm cứ 7%. Thêm vào con số tiêu thụ ở hải ngoại, Khoa Vương đứng trên Tân Khoa, nhưng có tác dụng gì? Tạ Kiếm Nam ngồi trong văn phòng đau đớn xem con số truyền thông dự đoán. Lúc này, Cẩm Hồ lại đem một phần đầu đĩa ủy thác cho Tân Nguyên sản xuất. Chi phí làm thay mặc dù thấp, mỗi chiếc lãi có 20, 30 đồng, nhưng lượng tiêu thụ của Ái Đạt cực lớn, mỗi tháng gần 20 vạn chiếc, một xí nghiệp mỗi tháng có 200, 300 vạn lợi nhuận, còn gì mà không thỏa mãn. Nếu Cẩm Hồ đem bộ phận này ủy thác cho Khoa Vương làm, Tạ Kiếm Nam hoài nghi mình liệu có dũng khí từ chối hay không. Mặc dù ba nhà liên thủ bắn hạ Cẩm Thành kiếm được chút bồi thường, đương nhiên khi nào lợi ích từ Cẩm Thành mới chuyển thành tiền mặt được thì chưa rõ, nhưng áp lực tài vụ của Khoa Vương là thực sự. Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Tạ Kiếm Nam, ngoài cửa thấp thoáng bóng hình xinh đẹp của Trần Tĩnh. Cao Khoa Khoa Vương từ tháng 10 dựa vào hỗ trợ linh kiện, kỹ thuật của Cẩm Hồ, tiến vào thị trường di động, đã có mở đầu không tệ. Với tư duy cố hữu của Tạ gia, không hiểu nổi vì sao trước đó Cẩm Hồ lại dốc sức nâng đỡ Tân Nguyên. Ngay cả khi cơn bão tài chính càn quét gây thiệt hại cho Ái Đạt, Cẩm Hồ không dựa vào ưu thế của mình chèn ép không gian lợi nhận của Tân Nguyên, thậm chí giảm giá hỗ trợ. Giờ đây lại nâng đỡ Cao Khoa Khoa Vương, đã nhìn ra được xu thế chuyển biến thành doanh nghiệp cung cấp linh kiện của Cẩm Hồ. Nhưng rốt cuộc mục tiêu của Cẩm Hồ là gì? Trần Tĩnh ôm tài liệu đi vào, nhìn Tạ Kiếm Nam bị báo chí làm tiểu tụy, đưa tài liệu cho hắn, không nói gì cả. Ánh mắt Trần Tĩnh nhìn y lạnh nhạt. Không còn sự ngưỡng mộ như trước kia nữa. Khoa Vương lỗ 150 triệu, làm một người từ nhỏ đã được bao phủ hào quang thiên tài thương nghiệp làm sao chịu đựng nổi. Đẩy trách nhiệm lên đầu cơ bão tài chính à? Nếu không có cơn bão tài chính, Khoa Vương đạt được mục tiêu lợi nhuận 300 triệu không khó, nhưng giới truyền thông nhất trí chỉ trích sách lượng marketing gần như đánh bạc và phương châm nhảy vọt của Khoa Vương là nguyên nhân căn bản. Khoa Vương thành đối tượng cho giới truyền thông chế nhạo. Bọn họ có phải định đạp lên Khoa Vương gây áp lực với DTHTW, thi triển quyền cước ở Đại hội Tiêu Vương? Tạ Kiếm Nam ngẩng đầu cười khổ, giờ hắn chẳng có tâm trạng thể hiện phong độ với Trần Tĩnh như trước kia nữa. Có lẽ, Trần Tĩnh đáp một tiếng, quan hệ với Tạ Kiếm Nam đã trở nên lãnh đạm, nhưng công tác vẫn phải duy trì, không thể phủi tay bỏ đi vào lúc này được. Ái Đạt, Hương Tuyết Hải rất có khả năng vượt trội ở Đại hội Tiêu Vương năm nay. Vấn đề tiền lương năm tới của Lưu Minh Huy, em nói chuyện với hắn hay để anh? Tạ Kiếm Nam hỏi. Khoản lương 80 vạn một năm với Khoa Vương hiện nay là quá xa xỉ. Để em nói. Trần Tĩnh biết thảo luận với Lưu Minh Huy vấn đề này là rất tàn khốc, nhưng cô là phó tổng giám đốc phân quản thị trường, không thể tùy tiện đùn đẩy trách nhiệm lên đầu người khác. Không chỉ là vấn đề của Lưu Minh Huy, mà toàn bộ người nhảy từ Ái Đạt sang năm ngoái đều làm người ta đau đầu. Được. Em đi nói với bọn họ đi, được thì tốt, không thì đường ai nấy đi. Tạ Kiếm Nam nói với giọng xa sút anh hùng lúc tuổi già. Lưu Minh Huy nhận được điện thoại Trần Tĩnh gọi tới văn phòng thì có chút thấp thỏm, lại sắp tới Đại hội Tiêu Vương rồi, lúc này hắn không quan tâm tới kế hoạch tuyên truyền năm sau mà nhớ lại một năm trước hắn cùng chín chủ quản tiêu thụ bỏ Ái Đạt sang Khoa Vương. Sắp hết một năm hợp đồng, Khoa Vương không có ai tìm hắn thảo luận kéo dài hợp đồng. Kết cục ra sao?
Lưu Minh Huy cũng có thể nghĩ ra. Đẩy cửa vào văn phòng của Trần Tĩnh, nhìn Trần Tĩnh cầm kính trên bàn đeo lên, đoan trang xinh đẹp, trong công ty ai cũng biết cô và Tạ Kiếm Nam đã rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, truy cứu căn nguyên là tranh chấp lợi ích giữa Đại Nhã và Chính Thái gây ra. Anh ngồi đi. Trần Tĩnh cảm thấy hơi khó mở miệng. Giám đốc Trần tìm tôi bàn chuyện an bài công tác năm sau. Lưu Minh Huy cố trấn tĩnh, chủ động nói. Trần Tĩnh lấy một cặp hồ sơ trong ngăn kéo ra, lật xem rồi đặt xuống, người hơi ngả về phía trước. Anh có khả năng quay về Cẩm Hồ không? Lưu Minh Huy hiểu tài liệu kia là cái gì, ngay cả Trần Tĩnh cũng không nhẫn tâm nói ra mới hỏi thế, trong mắt cô, về Cẩm Hồ với mình là con đường thích hợp. Chuyện tới mức này Lưu Minh Huy sao chẳng muốn quay đầu lại, không phải chỉ mình hắn nghĩ thế, Cẩm Hồ như mặt trời chính ngọ, chuyển công ty đâu phải chuyện đáng xấu hổ gì. Chương 673, lời mời. Đối diện với kiến nghị thiện chí chân thành của Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy không che giấu. Cẩm Hồ thiết lập công ty tiêu thụ mới, rất cần người, một số sẽ lựa chọn trở về, bên kia cũng tiếp nhận, tôi đã tiếp xúc với Dương Vân, khả năng do năm ngoái tôi rời Ái Đạt gây ảnh hưởng lớn. Không ai quyết được, phải xin chỉ thị người đó, hồ sơ chuyển đi, câu trả lời được gửi về chỉ có hai chữ, đã đọc. Trần Tĩnh không biết an ủi hắn ra sao, đưa cặp tài liệu cho hắn. Hay là anh mang về văn phòng xem, vài ngày nữa trả lời tôi cũng được. Lưu Minh Huy thầm nghĩ mình có thể chấp nhận mức lương thấp cỡ nào 20 vạn, 10 vạn. Cuối cùng giữ chút tôn nghiêm nói. Tôi định làm xong việc trong tay sẽ đi Quảng Đông. Bạn học tôi mới một nhà máy điện tử ở đó, muốn cùng sáng nghiệp. Tốt quá, có gì cần giúp anh cứ nói. Trần Tĩnh tốn nửa ngày nói chuyện với những người đi theo Lưu Minh Huy, có bốn người quay lại Cẩm Hồ, một người ở lại nhận mức lương của Khoa Vương, bốn người khác rời Khoa Vương. Mức lương hạ xuống còn 1/5, thậm chí 1/6 thật khó khiến ai chấp nhận được, cứ nhìn những người ở lại Ái Đạt, dù không phải ai cũng bay cao, song đủ để người cùng lứa hâm mộ rồi. Với Trần Tĩnh, chuyện đau đầu không chỉ có thế. Khoa Vương dùng hình thức thu tiền đảm bảo từ nhà phân phối có được gần 200 triệu, nhưng hiện giờ tin tức Khoa Vương năm nay có thể lỗ lớn bị giới truyền thông lộ ra, các nhà tiêu thụ bắt đầu lo cho an toàn khoản tiền đảm bảo của bọn họ rồi. Khoa Vương một năm trước tài sản cố định chỉ có gần 200 triệu, nói tới tài sản của Khoa Vương, đa phần gắn vào thương hiệu này. Giá trị thương hiệu cần không ngừng đầu tư thị trường để duy trì, tài sản cố định cũng theo thời gian không ngừng giảm giá. Năm nay lỗ vốn là không thể tránh khỏi, quan trọng làm sao để xoay chuyển thế yếu, đầu tiên phải giữ được lòng tin của nhà phân phối vào Khoa Vương. Khoa Vương chỉ cần thay đổi đường lối kinh doanh cấp tiến hiện nay, giảm đầu tư thị trường quá lớn, áp dụng đường lối cạnh tranh ôn hòa, thì sinh tồn được không quá khó. Hơn nửa năm qua Khoa Vương cũng đầu tư lớn vào nghiên cứu, chi phí sản xuất ít hơn doanh nghiệp khác, chỉ vì chi phí marketing đội giá lên quá cao, đó là nguyên nhân trực tiếp khiến Khoa Vương lỗ lớn. Quy mô nghiệp vụ đầu đĩa của Ái Đạt gấp đôi Khoa Vương, nhưng đầu tư tuyên truyền bằng 1/3 Khoa Vương. Đương nhiên muốn đảo ngược lại không phải chuyện dễ dàng. Chuyện cấp bách nhất hiện nay là tìm nguồn tài chính ổn định để cải thiện kết cấu tài chính. Tiếc là mấy đại cổ đông của Khoa Vương không thể đầu tư thêm nữa, vay ngân hàng cũng khó khăn. Trần Tĩnh ngồi lặng im trong văn phòng, không hiểu thoát khỏi khốn cảnh này ra sao, trong lòng nghĩ, nếu là anh ta, sẽ đối diện với khốn cảnh này ra sao. Bỏ mặc Khoa Vương, dồn tinh lực lên cao khoa Khoa Vương. Đứng ở tầng 12 khu nghiên cứu phát triển tổng hợp của Khoa Vương có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ là nhà xưởng của khu công nghiệp nối tiếp nhau như nấm mọc sau mưa, đang không ngừng lan ra bốn phía. Trần Tĩnh cảm khái, một năm trước tới đây Ái Đạt tuy có tiếng tăm, nhưng quy mô khu công nghiệp còn thua xa hiện nay. Ái Đạt và Khoa Vương liên tục hai lần đoạt Tiêu Vương đem lại cho Hải Châu sức ảnh hưởng và thanh danh lớn, ngày càng nhiều doanh nghiệp tới Hải Châu đầu tư. Hai năm qua tốc độ mời gọi đầu tư của Hải Châu sánh ngang với Huệ Sơn, chỉ có điều cơ sở kém hơn Huệ Sơn một chút. Tài chính địa phương được triệt để cải thiện, chỉ riêng ba trấn Tân Kiều, Ích Long Tượng Sơn, đã cống hiến cho tài chính địa phương gần 1 tỷ thuế thu. Ngân hàng thương nghiệp Hải Châu thành lập chưa tới một năm phát huy được sức ảnh hưởng khá trọng yếu trong hoạt động kinh tế ở Hải Châu. Lý Nghị Hoa dám nghĩ dám làm, sau khi nhậm chức đuổi 3/4 cán bộ trung tầng của quỹ tín dụng, mạnh mẽ thúc đẩy cải cách. Oán thán dậy trời, năm ba ngày lại có người bao vây cơ quan chính phủ thành ủy. Nhưng Đường Học Kiêm ủng hộ kiên định, Lý Nghị Hoa vượt qua được khó khăn, chỉ trong một năm, nợ xấu, khoản vay lãi suất không tốt được cải thiện về căn bản, quy mô tiền gửi mau chóng mở rộng lên tới 2 tỷ,
cung cấp lượng máu lớn cho việc phát triển kinh tế Hải Châu. Tiếc rằng ngân hàng thương nghiệp bao phủ dưới cái bóng của Trương Khác sẽ không để Khoa Vương huy động vốn, Tạ Kiếm Nam từng có ý thông qua Tô Giật Quần làm công tác với Lý Nghị Hoa, nhưng bị từ chối không nể nang gì, lý do đơn giản là. Cho dù tôi đồng ý cho Khoa Vương vay, cuối cùng có thông qua hay không là ở hội đồng thẩm tra khoản vay. Vậy là con đường tài chính của Khoa Vương bị bịt kín rồi, quý 2 tiêu thụ khả quan khiến Khoa Vương lạc quan mù quáng, cho rằng kết cấu tài chính sẽ cải thiện cùng lợi nhuận, không vay tiền dài hạn từ ngân hàng. Nhưng ai ngờ được tình thế quý 3 xấu đi như vậy. Không, anh ta đã lường trước được. Trần Tĩnh nhớ tới khuôn mặt ấy, cả thành phố như bao phủ bởi nụ cười của y. Tạ Kiếm Nam gõ cửa đi vào, thấy Trần Tĩnh đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, không đoán được ra trong lòng cô đang nghĩ gì, hỏi. Anh đi kiến nghiệp đây, em có đi cùng anh không? À, còn vài việc chưa làm xong. Trần Tĩnh kiếm cớ tránh khỏi ở riêng bên hắn quá lâu, từ Hải Châu tới kiến nghiệp mất 3 tiếng, không kiếm được chủ đề gì để nói, chẳng phải càng thêm khó chịu. Hoàng hôn, Trần Tĩnh một mình lái xe xuất phát, cô không quan tâm Tạ Kiếm Nam tới kiến nghiệp làm gì. Còn cô tới tìm Tạ Tử Gia, sau đó cùng tới Bắc Kinh tham dự đại hội Tiêu Vương. Tới kiến nghiệp nhận được điện thoại của Tạ Tử Gia, mới biết Tạ Kiếm Nam tới kiến nghiệp để gặp Lý Tại Thù, Tạ Tử Gia cũng bị kéo đi ăn cơm, có lẽ Tạ Tử Gia tự bám theo cũng chưa biết chừng. Trần Tĩnh chẳng muốn làm quen Lý Tại Thù, lái xe vào Đại học Đông Hải đợi Tạ Tử Gia, qua ngõ học phủ phát hiện ra có một vài cửa hàng mở cửa kinh doanh rồi. Đột nhiên thấy Trương Khác mặc áo gió màu xám một mình ngồi trên chiếc ghế dài đọc sách. Đêm thu kiến nghiệp không lạnh lắm, rất nhiều sinh viên tụ tập bên những chiếc ghế dài trò chuyện. Rất tò mò không biết Trương Khác xem sách gì, nhưng không dám đối diện với y, có lẽ không dám đối diện bản thân trong giấc mơ hoang đường ấy. Trương Khác ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, Trần Tĩnh giật mình, phanh gấp xe lại. À, trùng hợp quá, 2 tiếng trước ở chỗ này tôi gặp Tạ Kiếm Nam đấy. Trương Khác chỉ đồng hồ nói. Còn tưởng cô đi với tiểu ma nữ kia chứ. Trần Tĩnh nghĩ chắc Trương Khác cũng đau đầu vì Tạ Tử Gia, cười duyên dáng. Tử Gia à, nó đi cùng Kiếm Nam ăn tối rồi, tôi vừa tới kiến nghiệp. Cô vừa từ Hải Châu tới, vậy chắc là chưa ăn cơm, chưa muộn đâu, tới chỗ họ còn kịp đấy. Trần Tĩnh khẽ lắc đầu. Bọn họ mới chuyên vụ của Samsung ăn cơm. Trương Khác đứng dậy, gập sách lại, làm một động tác màu mè của quý tộc châu Âu xưa. Quý cô cho kẻ hèn này vinh hạnh mời một bữa cơm chứ. Kiếm được một bữa cơm của anh thật không dễ. Trần Tĩnh mỉm cười điệu đà gật đầu, vẫn tò mò Trương Khác xem sách gì. Anh đang đọc gì thế? Trương Khác mở sách ra trước mặt Trần Tĩnh, là Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, ngồi vào xe. Buồn chán đọc tiêu khiển thôi. Không học xấu theo chứ hả? Học xấu cái gì? Á! Trần Tĩnh đột nhiên cảm thấy đùa như vậy không thích hợp, nếu nói xấu, Trương Khác đâu tử tế gì, mặt nóng lên. Ngõ học phủ vẫn chỉ có nhà hàng Hàn Quốc kia kinh doanh, Trương Khác chẳng mặt mũi nào vào ăn như thể không chuyện gì xảy ra, chỉ đường cho Trần Tĩnh tới nhà hàng Tây ngon nhất khu Đông Hoa. Chuyên vụ là cấp quản lý cao hơn trưởng phòng, chức danh chỉ có ở Nhật Hàn. Chương 674, đến hẹn lại lên. Đi vào nhà hàng, nhìn thấy Kim Nam Dũng và Mỹ Nữ ngực to, Trương Khác nhún vai. Trùng hợp quá, muốn nói không có duyên phận cũng không được. Cứ tưởng Tạ Kiếm Nam mới Lý Tại Thù thì hai người này cũng có mặt không ngờ lại trốn ở đây hẹn hò. Thấy khuôn mặt chất nhà của Trương Khác, Lý Hinh Dư quay mặt đi, không che giấu lửa giận trong mắt. Kim Nam Dũng sắc mặt rất khó coi, nếu là người khác nhìn thấy kẻ tát mình 2 cái xuất hiện trước mặt cũng không thể có sắc mặt tử tế, không may lại chỉ còn bàn trống bên cạnh, chỉ đành nhẫn nhịn nhìn Trương Khác và Trần Tĩnh ngồi xuống. Trần Tĩnh nghi hoặc nhìn Trương Khác. Sao y đi đâu cũng trêu chọc vào những cô gái xinh đẹp cực điểm thế. Hai người Hàn Quốc, mấy ngày trước có chút va chạm không vui. Ồ, Trần Tĩnh không ngờ Trương Khác biết nói tiếng địa phương Tân Thái. Lý Hinh Dư không nhịn được muốn nghe Trương Khác nói gì, nhưng lọt vào tai lại là thứ tiếng kỳ quái, tò mò nghiêng đầu qua, thấy ngay Trương Khác đang nhe răng cười với mình mới biết chúng bẫy y, tức giận vì bị bỡn cợt thấy Kim Nam Dũng cũng không muốn ngồi cùng Trương Khác, liền đề nghị đi chỗ khác. Đợi bọn họ đi rồi Trương Khác mới giải thích nguyên do. Trần Tĩnh quay đầu lại nhìn theo hướng Lý Hinh Dư biến mất. Samsung là đối thủ cạnh tranh mà Cẩm Hồ nhất định phải đối diện, nghe nói di động của Samsung cũng có ý tiến vào thị trường nội địa. Có lẽ không phải chỉ một mình Samsung đâu. Trương Khác lắc đầu.
Một mặt là thị trường trong nước đã mở cửa với bên ngoài rồi, mặt khác các doanh nghiệp Nhật Hàn cũng gửi gắp hy vọng vào thị trường nội địa. Trần Tĩnh không tiện thảo luận sâu hơn chủ đề này, gọi món ăn xong, kể lại tình huống gần đây của Khoa Vương, Trương Khắc nghe tới chuyện Lưu Minh Huy cũng chỉ nhếch môi một chút. Trương Khắc nhìn khuôn mặt Trần Tĩnh có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, cười nói. Cô nghĩ tôi là loại người nhỏ nhen chấp nhặt sao? Đơn giản là hắn không thích hợp với Cẩm Hồ nữa, cũng không tìm được vị trí ở Cẩm Hồ. Lưu Minh Huy nếu không rời Cẩm Hồ thì có lẽ hiện đang chấp trưởng một phương như Tương Vi, Chu Nhất Bình rồi, nhưng ai ngờ một năm sau Cẩm Hồ có thành tựu như hiện nay. Trần Tĩnh tiếc cho Lưu Minh Huy. Đang nói chuyện thì Trương Khắc có điện thoại, Trần Tĩnh có thể nghe thấy giọng nam nhân trung niên từ bên kia. Trương Khắc nhận được điện thoại không tránh mình làm Trần Tĩnh cảm thấy rất ấm áp, không cho phép bản thân có cảm giác đó. Cầm ly nước nhấp một ngụm, nhìn tiểu nam nhân ít nhất phải kém mình 6 tuổi này. Điện thoại của bí thư Triệu Dương. Trương Khắc đặt di động xuống. Ông ấy tới tỉnh họp, lát nữa tôi phải đi gặp. Trần Tĩnh không hỏi bí thư Thành ủy Huệ Sơn và Trương Khắc gặp nhau có chuyện gì, thực sự không tiện hỏi, mắt nhìn chiếc di động của Trương Khắc, ngoại hình giống 19, nhưng to hơn một chút, không rõ là chất liệu gì, trông giống da, chắc là di động làm riêng cho y. Tạ Tử Gia chẳng bao lâu đã vội về trước, gọi điện cho Trần Tĩnh rồi tới thẳng nhà hàng Tây, thấy Trương Khắc cũng không tỏ ra bất ngờ, cũng chẳng kỵ huý nói. Ê, anh lợi hại đấy, làm chuyên vụ của Samsung chú ở Hoa Đông hận tới tận xương, thì ra mấy tên Hàn Quốc hôm đó đều có lai lịch, không may đụng phải anh. Không phải là anh thấy cô gái Hàn Quốc xinh đẹp kia nên cố ý kiếm chuyện chứ? Trương Khắc không còn gì để nói, chẳng lẽ nhân phẩm của mình làm người ta không tin tưởng thế sao? Trần Tĩnh cười trêu. Đúng là rất xinh đẹp, nữ nhân nhìn thấy cũng động lòng. Ý, chị gặp rồi à? Tạ Tử Gia ngạc nhiên. Em còn chưa được gặp, nghe nói buổi tối sẽ cùng ăn cơm, nhưng lại có hai người không tham gia, sao chị biết? Vừa rồi có hai người Hàn Quốc bị Trương Khắc làm tức giận bỏ đi rồi. Hừ, chuyện gì cũng toàn chỉ nghe người khác nói lại. Tạ Tử Gia tự giận dỗi một câu rồi quay sang Trương Khắc. Anh đừng nghĩ tôi bán đứng anh nhé. Có điều đúng là thú vị, không biết Samsung và Cẩm Hồ chính diện giao phong với nhau sẽ ra sao. Không cho cô cơ hội thấy kịch hay đâu. Trương Khắc nghĩ, chắc chỉ hạng Chu Cẩn Tì, Tạ Kiếm Nam mới bán đứng thân phận của y, chỉ là sao Kim Nam Dũng không tham gia, chẳng lẽ chiều lòng Lý Hinh Dư. Cười với Tạ Tử Gia. Chắc cô muốn hợp tác với Samsung, có tiến triển gì không? Chẳng phải vì anh quá tham lam sao? Tạ Tử Gia giảo môi. Có điều thấy cái bản mặt của tên Hàn Quốc đó còn đáng ghét hơn, nên tôi vẫn hợp tác với anh. Không muốn nhắc tới chuyện hôm nay đụng đầu vào tường, quay sang chuyện khác. Nghe nói Đại hội Tiêu Vương năm nay sẽ mở cửa với thương hiệu nước ngoài, anh có tự tin bỏ Tiêu Vương vào túi không? Ai nói Cẩm Hồ muốn cạnh tranh Tiêu Vương? Trương Khắc thầm nghĩ lúc này Lý Tại Thù gặp mặt Tạ Kiếm Nam chắc là muốn rút kinh nghiệm Tiêu Vương từ Khoa Vương. Không ái đạt thì hương tuyết hải. Chẳng phải là chuyện của nội bộ Cẩm Hồ à? Tạ Tử Gia nói chuyện không khéo léo như Trần Tĩnh, cũng chẳng thèm suy xét lập trường khác nhau của hai bên. Chắc là Hương Tuyết Hải hả? Trần Tĩnh cũng cho rằng nếu Cẩm Hồ muốn Tiêu Vương nhấc tay là có, không ngờ năm nay DTHTW mở cửa cho thương hiệu ngoại. Trương Khác chỉ cười trừ không đáp, mặc Tạ Tử Gia suy đoán. Nếu là Trần Tĩnh sẽ không nhắc tới chuyện này nữa, song Tạ Tử Gia lại khác. Giới truyền thông mấy ngày qua đều cho đăng những tin bất lợi về Khoa Vương, đoán Khoa Vương lỗ bao nhiêu, còn chẳng phải vì Cẩm Hồ công bố số liệu tài vụ, anh muốn áp chế hào quang của Tiêu Vương cũng được, nhưng hại tôi vào Trần Tĩnh chuyến này chỉ có thể lén lút tới Bắc Kinh, anh có chịu trách nhiệm không? Khoa Vương muốn tiếp tục vận hành thì công tác tuyên truyền phải duy trì, phải tham gia đại hội Tiêu Vương, Khoa Vương là Tiêu Vương lại không có thành tựu tương ứng với kỳ vọng, thời gian qua như bị đun trong vạc dầu. Vì tránh bị phóng viên đeo bám phát điên, người Khoa Vương không dám công bố hành trình của mình, phân tán ra lén lút tới Bắc Kinh. Trương Khắc nghĩ Trần Tĩnh tới Bắc Kinh bị đám phóng viên tóm được thì khổ. Bao giờ anh đi Bắc Kinh? Tạ Tử Gia hỏi. Còn chưa xác định có đi hay không? Anh đưa hai chúng tôi đi cùng nhé, tôi biết anh thế sẽ nấp sau lưng giở trò, chúng tôi cũng chỉ muốn thoát khỏi đám phóng viên thôi mà. Tạ Tử Gia chớp chớp mắt, làm vẻ đáng yêu. Trương Khắc thiếu chút nữa bật cười, dáng vẻ này không phù hợp với tiểu ma nữ chút nào. Nếu hai cô không thấy tàu hỏa quá chậm cũng được, mai tôi để cho hai cô một phòng có giường mềm. Xem đồng hồ tới giờ hẹn với Triệu Dương liền tạm biệt trời đi.
Bất kể Huệ Sơn mời gọi đầu tư xuất sắc tới đâu, nhưng từ đầu thập niên 90 tới nay, các thương hiệu nổi danh của Huệ Sơn liên tục đi xuống, làm chính phủ Huệ Sơn mất mặt. Đặc biệt chuyến này Kiến Nghiệp dẫn tiến nhà máy Tinh Viên gây tiếng vang lớn, càng làm Huệ Sơn ảm đạm, Triệu Dương sao có thể coi như không có gì được. Hai lần Tiêu Vương xuất hiện ở Hải Châu, khiến danh tiếng Hải Châu ở trong nước tăng vọt, nên Triệu Dương từ trước đó rất lâu đã suy tính tới khả năng Hương Tuyết Hải cạnh tranh Tiêu Vương, nên lần này lên tỉnh họp, có hơi hội đương nhiên muốn gặp Trương Khác bàn bạc. Gặp Triệu Dương xong, hôm sau Trương Khác lên tàu hỏa tới Bắc Kinh. Trần Tĩnh còn cho rằng sẽ có một đám đông theo Trương Khác, cùng Tạ Tử Gia ngồi xe thương vụ của vườn rồi đến ga tàu mới phát hiện trừ Phó Tuấn chỉ có hai nhân viên công tác tùy tùng, trông có vẻ như giống cùng Trương Khác hẹn riêng vậy. Ngồi tàu hỏa có cảm giác nhàn tàn thoải mái tới không ngờ, nhìn rừng cây lác đác, ánh lam chiều lượn lờ sau những khoảnh ruộng lúc chiều tà, thực sự là đi máy bay không sao so được. Chương 675, đêm nghe tiếng suối chảy. Thi thoảng ngồi tàu hỏa một chuyến cảm giác không tệ đâu, tôi gần như quên mất cảm giác này rồi. Tạ Tử Gia không chịu an phận nhảy nhót qua lại trên con đường hẹp, từ lúc cô ta lên tàu chưa có một phút nào chịu ngồi yên, cứ như con nai con lần đầu khám phá thế giới. Cô chỉ mặc chiếc áo dệt kim màu vàng nhạt, chiếc quần jean xanh, nổi bật vóc người thon thả đều đặn. Trương Khác chống tay lên bàn gấp, khách trong toa này vừa lên xe đều chui vào phòng cả rồi, Trương Khác không tiện vào phòng hai cô gái, nên ngồi ở lối đi trò chuyện tán gẫu. Nghe Trần Tĩnh kể tối hôm qua Tạ Kiếm Nam đã đi thành phố Kim Sơn, không biết là gặp cha mẹ hay là vì chuyện cơ sở chế tạo điện tử. Những người khác của Khoa Vương tham gia đại hội Tiêu Vương có người hôm nay lên đường, có người ngày mai cùng Tạ Kiếm Nam ngồi máy bay xuất phát từ Kim Sơn. Loa trên nóc toa tàu rè rè, tiếng dương cầm mang theo chút u buồn thoang thoảng lan tỏa, làm người ta quên đi tiếng xình xịch của tàu hỏa. Trần Tĩnh chống cằm chăm chú nhìn bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo có chút ưu tư, chiếc áo len trắng bó chặt người như khoe hết bầu ngực ngạo nghễ, vòng eo nhỏ xinh, vóc dáng mê người hơn Tạ Tử Gia non nớt nhiều, huống hồ phong vận quyến rũ nhu mì trên khuôn mặt kia cũng không phải điều Tạ Tử Gia lúc này có thể so bì. Nghe thấy phòng bên cạnh có người dùng tiếng Hàn Quốc trò chuyện, Tạ Tử Gia nghiêng tai lắng nghe chốc lát rồi háy mắt với Trương Khác. Đúng là không phải oan gia không chạm trán, sao lúc lên tàu không gặp bọn họ nhỉ? Khách ở toa giường mềm có thể lên tàu trước nửa tiếng, nhóm bọn họ bấm đúng giờ mới tới, không gặp nhau là bình thường. Thời ấy phòng riêng cách âm rất kém, muốn làm chuyện gì gì đó hoặc nói lớn đều không được, cơ hội nghe giọng nói của Lý Hinh Dư không có nhiều. Nhưng giọng nói êm ái trong trẻo đó nghe một lần là người ta khó quên, cứ nghe lại liên tưởng tới khuôn mặt thiên sứ và bộ ngực ma quỷ, là nam nhân bình thường đều có dục vọng lan tỏa trong lòng. Có lẽ bọn họ cũng muốn cảm thụ sự nhàn tàn trên tàu hỏa. Lý Hinh Dư mở cửa phòng ra, đúng lúc Trương Khác quay đầu lại, trong toa tàu khá nóng, áo khoác của Lý Hinh Dư đều để trong phòng, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, nhìn thấy ánh mắt Trương Khác, lập tức lấy tay che đi bầu ngực. Tạ Tử Gia phì cười. Động tác của Lý Hinh Dư làm như ánh mắt của Trương Khác có thể lột hết áo của cô ta ra vậy. Trần Tĩnh cũng mím môi cười, lườm Trương Khác mặt đầy vẻ vô tội, sóng mắt đong đưa quyến rũ vô hạn. Trương Khác nhún vai dở khóc dở cười, chẳng lẽ ánh mắt mình thực sự khiến cô ta có cảm giác bị lột trần. Mặc dù vô tội, nhưng y rất thích dáng vẻ đó của Lý Hinh Dư. Lý Hinh Dư cũng vì động tác vô thức của mình mà đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt Trương Khác, tay ôm trước ngực không biết phải làm sao. Nên quay lại phòng hay đi về phòng mình. Lý Hinh Dư đứng đờ ra ở cửa làm Lý Tại Thù thấy lạ, thò đầu ra thấy Tạ Tử Gia đang vất vả nhịn cười, hắn vốn định thân thiết chào hỏi thì nhìn thấy Trương Khác ngồi sau Tạ Tử Gia, lời ra nửa chừng thì nghẹn lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Làm mọi người bất ngờ là Lý Tại Thù không nhào tới đấm đá mà khom mình xin lỗi. Xin lỗi, trước đó chúng tôi đã mạo phạm. Nắm vai Lý Hinh Dư kéo vào phòng. Trương Khác ưỡn thẳng lưng. Gật đầu không nói gì, thấy Lý Hinh Dư trước khi vào phòng ánh mắt còn có thần thái khác lạ, hẳn là hôm qua đã biết thân phận của mình từ Lý Tại Thù. Nhìn cái vẻ nghiêm túc của anh, hình như hai người Hàn Quốc đó xông tới tóm lấy anh đánh một trận mới là bình thường vậy. Trần Tĩnh đưa cánh tay trắng đỡ trán, nghĩ chắc Lý Tại Thù chắc không ngờ rằng cuốn sách Trương Khác đang nghiêm trang ngồi đọc lại là Lộc Đỉnh Ký. Trương Khác đặt quyển truyện lên bàn. Đối thủ càng bình tĩnh càng làm người ta đau đầu. Nếu hắn thực sự là người lịch sự lễ độ thì đã xin lỗi ở đồn cảnh sát rồi. Trần Tĩnh gật đầu, người Lý Kiện Hy chọn đưa tới thị trường Trung Quốc mà Samsung hết sức coi trọng đương nhiên không phải là hạng tầm thường.
anh ta có thái độ như thế cũng là một lời khẳng định với thành tựu của Cẩm Hồ. Trương Khắc đang định đáp lời Trần Tĩnh thì Tạ Tử Gia ghé tới nhìn vào mắt y. Trương Khắc quay đầu đi né tránh. Tạ Tử Gia than. Không biết một ánh mắt thế nào mới khiến người ta có cảm giác bị lộ sạch đồ. Xem ra chữ trên những quả bóng ở trước ký túc xá nữ là đúng rồi. Trần Tĩnh nhịn cười không nổi, cô cũng đã nghe Tạ Tử Gia kể chuyện những quả bóng ở trước ký túc xá nữ rồi, tay bịt miệng, tay ôm bụng, chỉ sợ quá buông thả làm cho Lý Hinh Dư trong phòng nghe thấy thành quá thất lễ, khuôn mặt trắng trẻo vì nhịn cười mà đỏ dừ. Trương Khắc không biết lấy gì chống đỡ. À, không còn sớm nữa, tôi về phòng ngủ đây. Không thể ở lại đây cho một cô bé non nớt quỷ quái, một cô gái nửa thục nữ trêu ghẹo được, Trương Khắc cầm sách chuồn về phòng. Đám Lý Tại Thù lúc này đi Bắc Kinh đương nhiên là vì tham gia đại hội Tiêu Vương lần thứ tư, có gặp nhau cũng bình thường, Trương Khắc bật đèn nóc toa lên, lấy một cái gối đệm lưng, đọc đoạn miêu tả vi thước ra trêu chọc tiểu quẩn chúa Mộc Kiếm Bình trong cung. Nghe thấy phòng sát bên mở ra, giọng nói trong mềm mại của Lý Hinh Dư vang lên, đang chúc ngủ ngon, đối tượng là Kim Nam Dũng. Không biết quan hệ giữa hai người đó là gì, vì sao mấy năm sau đi du học Nhật Bản rồi tự sát. Đêm ngủ lại lần nữa mơ thấy chi tiết Lý Hinh Dư tự sát, Trương Khắc giật mình bừng tỉnh, đầu và vào vách, xoa xoa cái trái đau buốt. Lý Hinh Dư tự sát được truyền thông đăng tin tường tận, cô buộc dây vào vòi nước, thòng vào cổ, quỳ trong bồn tắm, chết không hề chống cự. Thời gian đó trang tin trên mạng đua nhau theo dõi tin về cái chết của Lý Hinh Dư, cho dù không quan tâm lắm tới tin tức kiểu này. Song tin đập vào mặt nên cũng có xem, song không rõ ràng như giấc mơ vừa rồi. Loa quảng bá trên tàu đã ngừng phát, chỉ còn nghe tiếng bánh xe nghiến trên đường ray, bên ngoài là bóng đêm tĩnh mịch, đang ở một vùng nông thôn nào đó, đất trời phủ lớp sương khói mờ nhạt. Trương Khắc cứ ngồi ngây ra, đầu óc trống rỗng, một mỹ nữ như vậy tự tử đúng vào lúc tuổi hoa rực rỡ, là nam nhân đều cảm thấy tiếc nuối. Lấy thuốc lá từ trong túi ra. Vừa ra ngoài thì vừa khéo thấy Lý Hinh Dư cũng khoác áo đi ra, Trương Khắc giơ bao thuốc lá lên, tránh cô hiểu lầm mình theo đuôi. Nhà vệ sinh và khu hút thuốc đều đặt ở giữa hai toa tàu, thấy Lý Hinh Dư đi vào nhà vệ sinh, Trương Khắc đứng ở khu hút thuốc, nghe tiếng nước chảy róc rách, một lúc sau Lý Hinh Dư mặt đỏ như gấc chín đi ra, chắc hẳn hối hận cho dù có thất lễ cũng phải đợi một lúc nữa mới vào nhà vệ sinh, chắc cũng không ngờ nhà vệ sinh trong tàu ở Trung Quốc không có vòi nước che đi tiếng động kích thích nam nhân kia. Này! Trương Hinh Dư nhả khỏi trong miệng ra, gọi Lý Hinh Dư đang vội vã đi về phòng. Nghe nói cô thích văn hóa Trung Quốc. Bắt chuyện với một cô gái Hàn Quốc có cái hay này, không lo họ nghe một câu đã tránh đi. Mặc dù Lý Hinh Dư không muốn nói chuyện với Trương Khắc, nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn đứng đợi cho Trương Khắc nói hết. Samsung coi Trung Quốc là thị trường trọng yếu tới khai thác, song lại không đủ tôn trọng văn hóa Trung Quốc, ít nhiều làm người ta nuối tiếc. Trương Khắc vỗ trán. Tôi có một cuốn sách được người Trung Quốc coi là thánh kinh, hẳn có ích cho việc học văn hóa Trung Quốc của cô. Không đợi cho Lý Hinh Dư từ chối, Trương Khắc về phòng lấy tập 1 của Lộc Đỉnh Ký đưa cho cô. Tiếng Trung của cô rất tốt, đọc quyển sách này hẳn không vất vả đâu. Chương 676. Bị cưỡng ép nhét vào tay một cuốn sách dày, với Lý Hinh Dư không có thói quen từ chối người khác, chỉ còn cách tiếp nhận, người này khi nãy hình như cũng xem nó. Cô không khỏi có chút tò mò, lại có chút bất an. Cuốn sách này khi nào phải trả anh? Không cần, cuốn sách này lúc nào tôi cũng mang theo người vài bản. Trương Khắc nhếch mép người, cảm giác cười như thế ý vị quá rõ, nghiêm túc nói. Cuốn Lộc Đỉnh Ký này nhân viên công tác của Cẩm Hồ ai cũng có một cuốn, là tài liệu kiểu thánh kinh. Nhìn Lý Hinh Dư đi như chạy về phòng, Trương Khắc cười đắc ý. Này, có ai đi dụ dỗ các cô gái như anh không hả? Trần Tĩnh thò đầu ra khỏi phòng, cười khẽ. Nếu cô ấy nghiêm túc đọc, phát hiện bị bơn cợt, sẽ chẳng có thêm ấn tượng tốt với anh đâu. Không phải tôi cố ý nghe trộm đâu đấy, chỉ vì không muốn lỗ mãng mở cửa kinh động hai người thôi. Trương Khắc và Trần Tĩnh ai nấy đứng ở cửa phòng mình, nghiêm túc thảo luận kiến thức tán gái. Nói không chừng cô ấy xem một cuốn bị mê mẩn, muốn mượn tôi cuốn thứ hai thì sao? Có thể lắm chứ. Trần Tĩnh cười dí dỏm. Tôi còn tưởng anh muốn từ miệng cô ấy biết chuyện Samsung tham gia đại hội Tiêu Vương cơ. Tôi lại hy sinh bản thân vì chuyện nhỏ nhặt đó à? Trương Khắc thần bí nói. Đối thủ của Cẩm Hồ lần này không phải là thương hiệu ngoại như Samsung, mà là DTHTW. Hôm sau xuống tàu mới phát hiện ra Lý Tại Thù lần này thông minh hơn một chút,
trừ hắn và Kim Nam Dũng, Lý Hinh Dư còn có 3 nhân viên công tác dáng vẻ giống vệ sĩ, cứ như hôm nọ không có vệ sĩ nên mới bị thiệt trong tay Trương Khác vậy. Lý Hinh Dư trốn tránh không nhìn Trương Khác, thi thoảng ánh mắt chạm nhau cũng vội né đi. Đêm qua Trương Khác nghe thấy phòng bên có tiếng lật sách rất khuya, nghĩ ít nhất cuốn Lộc Đỉnh Ký có thể khiến cô ấy say mê. Tàu tới Bắc Kinh vào 8 giờ sáng, Trương Khác có an bài khác, không thể đi cùng hai cô gái, công ty tiêu thụ của Khoa Vương ở Bắc Kinh phái xe tới đón bọn họ. Trước khi tách ra ở ga tàu, Trần Tĩnh mua một tuần san vào xe đọc, tít ngay trang nhất không ngờ là, thương hiệu dân tộc cần bảo hộ cẩn thận, xem nội dung bài viết này, mới nhớ ra hôm qua Trương Khác có nói, đối thủ lần này của Cẩm Hồ là DTHTW. Tới văn phòng Khoa Vương ở Bắc Kinh mới biết khả năng DTHTW chấp nhận thương hiệu nước ngoài được báo sáng Bắc Kinh cho đăng hôm qua. Giới truyền thông Bắc Kinh vì mối quan hệ lợi ích cho nên không ít tờ báo ngứa mắt với DTHTW, loại tin tức kiểu này xưa nay được báo sáng Bắc Kinh một tờ báo mới tích cực cho đăng. Trần Tĩnh mặc dù không muốn đối diện với phóng viên, nhưng né tránh họ thì không giữ được thị trường cùng lòng tin của nhà phân phối vào Khoa Vương, cho nên vẫn phải lấy dũng khí đối diện. May mà một bộ phận lớn phóng viên bị thu hút bởi đề tài thương hiệu nước ngoài vào thị trường, cho nên ngay trên cuộc họp báo Trần Tĩnh cũng bị hỏi câu kiểu như, Khoa Vương nhìn nhận thế nào về việc thương hiệu ngoại vào thị trường. Cho dù rất nhiều người không muốn thấy Cẩm Hồ một mình hưởng hết vinh quang, nhưng thương hiệu ngoại tràn vào trong nước cũng có tác động lớn với Khoa Vương, cho nên dù để Tạ Kiếm Nam trả lời cũng sẽ đáp. Mở cửa với thương hiệu ngoại nên là một quá trình tuần tự, không thể vì mở cửa mà bất chấp sống chết của doanh nghiệp trong nước. Có một số thương hiệu ngoại qua 10 thậm chí trăm năm phát triển, còn thương hiệu trong nước thường chỉ có vài chục năm vài năm lịch sử, hai tuyển thủ không cùng hạng cân nếu đấu trên một võ đài là sự bất công lớn. DTHTW cho tới bây giờ vẫn không công bố phương án cụ thể của Đại hội Tiêu Vương, hẳn là vấn đề có chấp nhận thương hiệu ngoại hay không ngay trong nội bộ cũng có chia rẽ lớn. Trương Khác hôm qua đi gặp Triệu Dương nói không chừng là muốn thông qua chính phủ địa phương gây áp lực với DTHTW. Trong hoàn cảnh chia rẽ như thế, nếu gây thêm áp lực, có khả năng khiến chuyển xoay chuyển theo hướng ngược lại, đây đại khái là đối thủ lần này là DTHTW. Người ngoài rất khó lý giải bên trong rốt cuộc ẩn chứa tranh chấp thế nào, nghi vấn xôn xao, DTHTW một mực giữ im lặng, có lẽ đang quan sát phản ứng bên ngoài. 6 giờ chiều, trong tòa nhà Ái Đạt ở Trung Quan Thôn, tập đoàn Ái Đạt mở cuộc họp báo biểu thị tỉnh táo nhận thức chênh lệch giữa xí nghiệp trong nước và doanh nghiệp ngoại. Tuyên bố không muốn làm lá xanh cho thương hiệu ngoại, nếu có thương hiệu ngoại tham gia cạnh tranh Tiêu Vương, có khả năng sẽ từ bỏ. Mọi người nhìn rõ mũi giáo của Ái Đạt chỉ vào đâu, nhưng không dự liệu được một doanh nghiệp lại công khai đứng ra chống đối DTHTW, cuộc họp báo này làm giới truyền thông kinh ngạc. Nhưng nghĩ thì cũng chẳng có gì lạ, cuộc cạnh tranh thời gian quảng cáo Hoàng Kim, không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, mà cũng là ván cờ giữ doanh nghiệp với DTHTW. Ái Đạt lựa chọn thời cơ này đưa ra tuyên bố từ phương diện khác thể hiện Ái Đạt rất có hứng thú với Tiêu Vương. Ái Đạt là doanh nghiệp có sức cạnh tranh Tiêu Vương nhất, DTHTW thì đương nhiên muốn cạnh tranh càng khốc liệt càng tốt, càng có nhiều doanh nghiệp mạnh tham gia cạnh tranh càng tốt. Ái Đạt lại không muốn phải trả cái giá quá cao. Ái Đạt nửa tháng trước công bố số liệu tài vụ, tiếp đó giới truyền thông nhất trí tung ra phân tích Khoa Vương có thể lỗ lớn, ý tứ ra sao khỏi phải nói. Ái Đạt muốn cảnh tỉnh công chúng lẫn doanh nghiệp về Tiêu Vương, hạ bớt kỳ vọng các doanh nghiệp vào Tiêu Vương. Ái Đạt bỏ cạnh tranh Tiêu Vương không phải là vấn đề lớn, nhưng lại để doanh nghiệp ngoại thành Tiêu Vương sẽ tạo thành ảnh hưởng ra sao thì không ai dự liệu được. Tới hoàng hôn, DTHTW tổ chức người ra đường điều tra hiện trường, nếu thương hiệu ngoại thành Tiêu Vương, trước đó Trần Tĩnh nhận được thông báo của DTHTW. Mời cô và những đại biểu xí nghiệp khác tới trung tâm Mai Địa Á tham gia buổi tọa đàm về phương án cạnh tranh Tiêu Vương. Trần Tĩnh và Tạ Tử ra tới nơi, thấy Phó Tuấn ngồi trên ghế sofa ở một góc đại sảnh, mới hiểu Trương Khác, Dương Vân và Chu Nhất Bình đã được mới tới đây sau khi cuộc họp báo kết thúc, lúc này bọn họ đang thương thảo với lãnh đạo DTHTW. Những người được mời chủ yếu là đại biểu năm ngoái cạnh tranh quảng cáo giờ vàng. Trừ những đại biểu đó ra, Trần Tĩnh còn thấy Tiêu Thụy Dân của Liên Tín, Đông Hưng và Liên Tấn tất nhiên cũng không bỏ qua đại hội này, chỉ là Trần Tĩnh không quen họ. Trương Khác thảo luận với lãnh đạo DTHTW xong, quay lại phòng khách, thấy hai cô gái liền tới chào. Giờ tôi mới thực sự hiểu câu nói của anh đấy. Trần Tĩnh chăm chú nhìn Trương Khác, mỉm cười nói. Thái độ với DTHTW như thế liệu có quá cứng rắn không? Chẳng qua là cái kế cũ xì, Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Thương thôi.
Tạ Tử Gia rầu môi nói nhỏ, cô và Trần Tĩnh đều hiểu rõ Cẩm Hồ, đương nhiên hiểu Hương Tuyết Hải rất có khả năng nhảy ra tranh Tiêu Vương, Ái Đạt lúc này nhảy ra thu hút ánh mắt của các xí nghiệp khác, không phải Minh Thu Sản Đạo ám độ Trần Thương, thì là gì? Mặc dù Hương Tuyết Hải và Ái Đạt có quan hệ mật thiết, nhưng thực lực khác nhau, Trương Khác lại không thể lấy tài chính của Ái Đạt cấp cho Hương Tuyết Hải miễn phí được. Trương Khác chẳng để ý tới lời châm chọc của Tạ Tử Gia, trả lời Trần Tĩnh. Thái độ phải ra sao mới tính là không cứng rắn. Nhưng mà liên lụy tới các cô tới tham gia buổi tọa đàm này, cô sẽ không bắt tôi chịu trách nhiệm gì chứ hả? Trần Tĩnh mặt hơi hồng, trước đó nói chịu trách nhiệm chỉ là do tính điêu toa ương ngạnh của Tạ Tử Gia, liền đổi đề tài. Các anh có ở lại tham gia buổi tọa đàm không? Trương Khác hất đầu về phía đám Chu Nhất Bình. Có bọn họ ở lại là được, dù sao Cẩm Hồ cũng gây cho các cô chút phiền toái, thế này nhé. Kỹ thuật sản xuất The TDD mà Cẩm Hồ có được từ ti có thể cho Cao Khoa Khoa Vương sử dụng miễn phí, coi như chút bồi thường. Chương 677, không làm máy hút máu. Á, Trần Tĩnh sừng sốt, Cẩm Hồ trước kia phải tốn 50 triệu đô la Mỹ mới có được kỹ thuật này, trong đó không có kỹ thuật hạch tâm chip cơ bản, nhưng có thể nói có toàn bộ kỹ thuật linh phụ kiện khác, ngay Cẩm Hồ trong nhất thời cũng không thể tiêu hóa hết. Trương Khác nói xong câu đó rồi đi. Trần Tĩnh vẫn chưa hết sững sờ, Tạ Tử Gia xua xua tay trước mặt cô, hỏi. Chị chắc là anh ta không nói đùa chứ, hay là chị bị anh ta lừa lên giường rồi? Em nói cái gì vậy? Trần Tĩnh gạt tay Tạ Tử Gia ra, mặt đỏ như máu, câu nói vô tâm của Tạ Tử Gia trúng vào bí mật giấu trong lòng kia, cô muốn quên đi giấc mơ kia, song sao nói quên là quên dễ như thế được. Nhưng cô không hiểu lời vừa rồi của Trương Khác, có thể nói đó là quyết định vừa mới rồi. Đó là kỹ thuật ti nghiên cứu gần 10 năm, Cẩm Hồ tốn tới 50 triệu đô la Mỹ mới có được, là kỹ thuật hạng 2 bị trong nghề châm biếm, nhưng lúc này Cao Khoa Khoa Vương có nỗ lực ra sao cũng không thể có được từ tay doanh nghiệp hải ngoại. Lúc rời đại sảnh Trương Khác còn nhìn Tiêu Thụy Dân một cái. Tuy Ái Đạt và Liên Tín là đối thủ cạnh tranh, nhưng ở vấn đề thương hiệu ngoại tiến vào thị trường nội địa, Liên Tín bị ép phải đứng cùng lập trường với Ái Đạt. Tới khi bóng lưng Trương Khác biến mất, Tiêu Thụy Dân cũng không hề có ý tới bắt chuyện. Chiếc 19 được Trương Khác tặng ở Hong Kong vẫn trong cặp tài liệu của ông ta, mặc dù Liên Tín không có năng lực thực hiện một kế hoạch khổng lồ như vườn sồi, nhưng có thể lập trung tâm nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng ở Liên Tín, nhận được chiếc 19, tâm tư này của ông ta càng kiên định. Tiêu Thụy Dân ngoại trừ lực lượng kỹ thuật điều từ Viện Nghiên cứu Kỹ thuật 20 ra, càng hy vọng dùng lương cao thuê chuyên gia kỹ thuật kinh nghiệm phong phú, nhưng trong bộ chỉ cho phép thuê 5 người. Cắn răng bỏ ra khoán lương 50 vạn một năm. Ông ta tranh thủ được ở trong bộ được 40 vạn thuê một chuyên gia thực sự để lãnh đạo, 10 vạn còn lại thuê 4 sinh viên đại học xuất sắc mới tốt nghiệp, để tự bồi dưỡng. Còn về phần công ty Nam Phương có quyền lực cho công ty khác dán mác sản xuất thay thì Tiêu Thụy Dân cũng phải chấp nhận, đó là kết quả thỏa hiệp, Chu Hưng Đông trong bộ được những lãnh đạo cũ ủng hộ, ông ta không áp chế được. Tiêu Thụy Dân nhìn qua phía Trần Tĩnh, nhưng không nhận ra cô. Vì hiện Cao Khoa Khoa Vương chỉ có liên hệ với City Nam Phương, song một cô gái xinh đẹp xuất hiện ở đây còn nói chuyện thân mật với người đứng sau Cẩm Hồ, đủ khiến ông ta chú ý. Trần Tĩnh vẫn chưa hết kinh ngạc bởi những lời của Trương Khác, thấy Tiêu Thụy Dân nhìn mình, rất tự nhiên đi tới đưa tay ra. Chào Giám đốc Tiêu, tôi là Trần Tĩnh, Chủ tịch Cao Khoa Khoa Vương, đã ngưỡng mộ ông từ lâu. Tiêu Thụy Dân khách khí đứng dậy, nghĩ Cao Khoa Khoa Vương ở Hải Châu. Cô gái xinh đẹp như thế quen tên nhóc kia cũng không có gì là lạ. Ở vấn đề cho thuê nhãn hiệu, Tiêu Thụy Dân và đám Chu Hưng Đông có chia rẽ lớn, nhưng Chu Hưng Đông có được sự ủng hộ lớn trong bộ, Tiêu Thụy Dân vì thế hết sức thống khổ, đó là hành vi vì chính thích thay đổi cái lợi nhỏ trước mắt, tổn hại nền móng của Liên Tín. Cho dù như thế Tiêu Thụy Dân không có gì bất mãn với Cao Khoa Khoa Vương. Dựa vào năng lực sáng tạo như thế, Cao Khoa Khoa Vương là xí nghiệp đáng được tôn trọng. Chỉ trách bản thân Liên Tín kém cỏi, không kháng cự được dụ hoặc của chi phí dán nhãn hiệu, chính vì thế Liên Tín muốn vượt qua Ái Đạt càng khó, nực cười một tháng trước mình còn nghĩ đã bỏ được Ái Đạt lại đằng sau. Không biết phương án trước kia của phòng tin tức DTHTW là gì, có điều phương án đưa ra trong buổi tọa đàm không phải làm người ta quá khó chấp nhận. Đoạn quảng cáo 5 giây sau tin tức thời sự tới dự báo thời tiết sẽ không cho doanh nghiệp nước ngoài tham gia, còn các giờ quảng cáo hoàng kim khác. Doanh nghiệp ngoại ngưỡng giá hơn 50%, còn đoạn khác là 30%. Sau cuộc tọa đàm, DTHTW mở cuộc họp báo công bố phương án này, khi ấy cách đại hội chưa tới 48 tiếng.
Trần Tín Sinh tới tòa nhà Ái Đạt mới biết được phương án này. Mặc dù ép được DTHTW phải dựng lên tường lũy không cho thương hiệu ngoại dễ dàng chiếm được tài nguyên quảng cáo chủ yếu nhất trong nước, song bọn họ có kinh nghiệm tuyên truyền phong phú, mà mở cửa là xu thế lớn không thể nghịch chuyển, chỉ cần bọn họ thích ứng được với thị trường trong nước là chúng ta sẽ vất vả. Trương Khắc hỏi sang chuyện khác. Anh tới Kim Sơn một chuyến, cảm giác ra sao? Từ các dấu hiệu hiện tại ví như Samsung kiến lập một trung tâm nghiên cứu phát triển cỡ lớn ở Kim Sơn, còn thay đổi chiến lược quảng cáo nhắm vào quần thể người tiêu dùng, có thể nhìn ra đường lối kinh doanh của bọn họ đã thay đổi, rất có khả năng bọn họ sẽ lui khỏi thị trường tầm trung thấp, hoặc sẽ hợp tác với doanh nghiệp trong nước khai thác thị trường tầm trung thấp, tập trung vào khai thác thị trường cao cấp. Trần Tín Sinh trầm tư nói. Trương Khắc gật đầu. Chi tiêu bình quân trong nước ở mức độ khá thấp, nên nhắc tới thị trường trong nước rất dễ đem nhãn quang tập trung vào thị trường tầm thấp, mà không nhìn thấy rằng, phần trăm người thu nhập cao trong con số 1.3 tỷ dân kia không kém hai nước Nhật Hàn, đó mới là nơi có lợi nhuận lớn nhất, sức mua cao nhất, là mảng chúng ta phải ra sức cạnh tranh với Samsung, thế mới có thể đứng ngang hàng với họ. Tôi muốn Cẩm Hồ tham dự cạnh tranh toàn cầu chứ không phải thành cái máy hút máu kinh tế khu vực. Máy hút máu kinh tế khu vực. Trần Tín Sinh chưa bao giờ nghe thấy danh từ này. À, một doanh nghiệp vô trách nhiệm xả chất thải, hy sinh môi trường lấy lợi nhuận, không phải là hút máu tài nguyên thiên nhiên khu vực là gì. Một doanh nghiệp lấy giá thấp thuê công nhân giá rẻ, không phải hút máu tài nguyên nhân lực khu vực là gì. Một doanh nghiệp thông qua đút lót hối lộ tha hóa quan viên có được chính sách lợi cho mình, chẳng phải hút máu quốc gia, hút máu địa phương là gì. Trương Khắc giải thích, nếu Cẩm Hồ thành một doanh nghiệp như thế, tôi nghĩ các vị phục vụ cho nó cũng chẳng thấy có mấy thành tựu. Đám Trần Tín Sinh nghe những lời này chỉ im lặng, không biết bao nhiêu nhà doanh nghiệp trong nước nghe những lời này của Trương Khá sẽ tỏ thái độ khinh bỉ. Điều này có thể lấy làm văn hóa hạch tâm của Cẩm Hồ để phát triển không? Tô Tân Đông hỏi. Điều này để sau hãy nói, tôi cũng chỉ tùy ý nghĩ tới thôi. Trương Khắc gạt đi. Cứ để Giám đốc Trần nói tiếp về chuyến đi Kim Sơn đã. Cơ sở điện tử chính thái và Gia Tín làm hẳn là để nhắm vào chúng ta. Bọn họ nhìn thấy khả năng Cẩm Hồ phát triển theo hướng nhà cung cấp linh kiện, bọn họ không có kỹ thuật hạch tâm nhưng có thể làm thay cho doanh nghiệp ngoại để chia một chén canh thị trường trong nước. Lấy lời Khác thiếu ra mà nói bọn họ chính là máy hút máu nguồn lực lao động giá rẻ. Trần Tín Sinh trình bày. Không biết bọn họ và Samsung đã tiếp xúc ở mức độ nào, chỉ sợ bọn họ liên hợp với Samsung thành lập bố cục chuỗi sản nghiệp ở trong nước, như vậy không cần tới 2 năm. Cẩm Hồ sẽ mất hết ưu thế ở bức tường thuế quan và sức lao động giá rẻ. Chỉ còn 2 năm thôi, không dễ dàng gì. Trương Khắc day chán. Tôi vừa đưa ra một quyết định có thể khiến mọi người kinh ngạc. Tôi muốn đem kỹ thuật sản xuất di động chúng ta có được từ ti công khai với doanh nghiệp trong khu công nghiệp điện tử Hải Châu, cho họ sử dụng miễn phí. Chương 678, Nam nhân khó hiểu. Mặc dù tổng bộ của Samsung Trung Quốc ở Bắc Kinh, nhưng đám Lý Tại Thù vẫn lựa chọn ở trong khách sạn Vương Phủ. Khi phương án của DTHTW đưa ra thì ba người Lý Tại Thù đang uống cà phê trong một quán ở đại sảnh khách sạn, Phó Tổng Giám đốc Samsung Trung Quốc là Lý Chính Chiết gọi điện thông báo cho hắn tin tức này. Lý Tại Thù đặt điện thoại xuống, nói với Kim Nam Dũng. Vậy là anh nói đúng rồi, ở cái quốc gia này phải suy nghĩ tới chính trị. Ái Đạt dám đứng ra chống đối DTHTW là điều chúng tôi không dự liệu trước được. Xem ra cần phải có hợp tác mật thiết hơn với một số người ở quốc gia này mới được. Anh tới giúp tôi nhé. Cho dù muốn giúp anh thì cũng phải đợi tôi học xong đã. Kim Nam Dũng tự cho rằng mình có nhận thức rất sâu về quốc gia này, nếu Samsung có thể dễ dàng tham gia cạnh tranh Tiêu Vương mới là lạ, nhưng phương án công bố nghiêm khắc ngoài dữ liệu của hắn, phương án này tung ra, khó mà thay đổi lớn trong vòng vài năm tới. Bàn xung quanh đã có nhân viên tùy tùng chiếm cứ, không sợ bị người khác nghe thấy. Kim Nam Dũng cùng Lý Tại Thù trao đổi một số cái nhìn về việc khai thác thị trường. Lý Tại Thù không quên cốc trà nóng hất vào mặt, Kim Nam Dũng cũng không quên hai cái tát nhớ đời, nhưng Cẩm Hồ là đối thủ đáng tôn trọng, không thể tùy tiện đem oán hận thể hiện ra mặt. Mặc dù ở châu Á, Samsung có sức mạnh tuyệt đối so với Cẩm Hồ, nhưng ở Trung Quốc, Samsung không thể nói một câu là nghiền nát Cẩm Hồ được. Lý Hinh Dư không muốn nhốt mình trong phòng, ra đây lại toàn nghe chuyện kinh doanh. Cô buồn chán ngoái cốc cà phê, nghĩ chẳng bằng về phòng đọc quyển sách kia cho xong. Thi thoảng cũng ôm má nghe bọn họ nói gì đó, đấy là đề tài về Cẩm Hồ, giống như từ nhỏ cô thích nghe ông nội kể chuyện sáng lập Samsung vậy,
thấy người sáng lập ra xí nghiệp lớn đều có sức hút phi phàm. Đây là một thị trường khổng lồ đầy tiềm lực, Bắc Kinh có nhiều khách sạn cao cấp như thế, người ở trong đó không thể toàn là người ngoại quốc như chúng ta, quốc gia này có sức mua đồ cao cấp không thể xem nhẹ, Samsung nếu muốn xâm nhập toàn diện vào thị trường này phải có nhiều kỹ xảo hơn vượt qua chướng ngại thể chế thiết lập cho xí nghiệp bản địa. Ở đất nước này, lợi ích giữa địa phương với nhau không nhất trí, địa phương này làm giả sản phẩm xí nghiệp địa phương khác thậm chí còn được chính phủ đương địa bảo hộ. Kim Nam Dũng phân tích. Cho nên chuyện chúng ta muốn làm không khó, quan trọng là đem lợi ích địa phương trói buộc vào bố cục của chúng ta. Lúc đó anh sẽ thấy vô số kẻ chủ động giúp chúng ta vượt qua chướng ngại thể chế, ngoài ra thanh niên ở đây được nhà nước đầu tư giáo dục bậc cao, song giá lao động lại cực rẻ, Samsung nên chuyển cơ sở chế tạo sang đây, không chỉ vì chiếm lĩnh thị trường này mà vì cung cấp ưu thế giá cả cho chiến lược toàn cầu. Lý Tại Thù gật đầu. Năng lực hành động của công ty chú ở đây quá yếu. Đường lối kinh doanh cũng có vấn đề, hội trưởng nhiều lần nhấn mạnh, trừ vợ và con không thể thay đổi thì tất cả đều có thể thay đổi. Cho nên công ty ở đây cũng phải thay đổi triệt để. Hai ngày nữa anh đi với tôi không yên tâm với đám người ở công ty. Trần Tĩnh cả tối tâm tư không ở phương án cạnh tranh đại hội, mà là bị câu nói của Trương Khác làm lòng cô nổi sóng. Trong phòng, Tạ Tử Gia cứ nhảy nhót không ngừng, ép Trần Tĩnh khai báo, bí mật, giữa cô và Trương Khác. Chị nhất định là bị y lừa lên giường rồi, có điều chị cũng lãi lớn, như Úc Bình làm tình nhân cho lão già Chu Phú Minh kia hơn một năm, cũng thế mà, có sao đâu. Người thường khó mà hiểu nổi quan điểm luân lý của Tạ Tử Gia và Úc Bình rất hợp lý cũng là điều Trần Tĩnh không hiểu nổi, nghe cô bé điêu ngoa bám lấy, Trần Tĩnh bịt tai hét lớn. Chị nói không có là không có mà, em là con gái sao hơi tí là nói lời thô tục như thế. Lên giường cái gì mà lên giường. Tạ Tử Gia không chịu buông tha, thốt lên. Qua, không thèm lên giường, tác chiến dã ngoại sao, Trần Tĩnh, chị thật dễ nể. Con bé điên kia chị giết em bây giờ. Trần Tĩnh trừng mắt lên dọa dẫm. Hi hi, Trần Tĩnh. Tạ Tử Gia đi tới ôm vai Trần Tĩnh, thổi phù một hơi vào tai cô, thì thầm. Rốt cuộc tên đó và Lục Ca ai làm chuyện ấy giỏi hơn, qua, cứu tôi với, giết người bịt miệng. Trần Tĩnh giơ tay đuổi đánh Tạ Tử Gia. Tạ Tử Gia vừa chạy vừa cười nắc nẻ còn hỏi tư vị làm chuyện đó ra sao, rồi đủ các loại vấn đề cổ quái, làm Trần Tĩnh mặt đỏ như gấc chín, toát hết mới bắt được Tạ Tử Gia, ấn lên giường bẹo má không cho cô bé nói lung tung. Tạ Tử Gia kêu lớn xin tha, Trần Tĩnh buông tay, Tạ Tử Gia xoa hai cái má đau rát nói. Thật không sao hiểu nổi, y không thể vô duyên vô cớ đem kỹ thuật tốn bao tiền mới có được cho Cao Khoa Khoa Vương dùng miễn phí, hay là y có ý đồ với chị. Làm sao chị biết được? Trần Tĩnh nằm ngửa ra giường thở dốc, nhìn đèn pha lê trên trần, tâm tư nghĩ tới điều không nên nghĩ, nhưng khả năng đó quá nhỏ. Cho dù y có ý đồ cũng chẳng sao, nếu được dùng miễn phí kỹ thuật của Cẩm Hồ thì chị lên giường với y cũng lãi, phía Lục Ca em sẽ giữ bí mật hộ trí. Em lại bắt đầu rồi đấy, ngứa ra à? Trần Tĩnh quay người lại béo má Tạ Tử Gia. Tạ Tử Gia cười chảy nước mắt, mãi mới nói được. Hay là nói cho Úc Bình biết đi, chị ta nhất định cũng cho rằng chị và tên đó có bí mật không thể nói ra ngoài. Bỏ đi, nói không chừng chị nghe nhầm rồi. Chả lẽ cả hai người đều nghe nhầm? Có thể lắm chứ. Trần Tĩnh bày ra một vẻ mặt rất chắc chắn, Trương Khác là nam nhân làm cô khó hiểu, nhưng mong rằng đêm không mơ giấc mơ như thế nữa. Trần Tĩnh không gọi điện cho Trương Khác xác nhận việc này, cũng không nói với bất kỳ ai biết. Ngày 7 tháng 11. Tất cả đều có vẻ hết sức bình thường, Lưu Minh Huy gọi điện tới, hôm nay hắn chính thức rời Khoa Vương. Buổi sáng Tạ Kiếm Nam từ Kim Sơn bay tới, Úc Bình cũng tới Bắc Kinh. Úc Bình hiện không còn đảm nhận bất kỳ chức vụ gì ở Khoa Vương nữa, cô ta nói là muốn tới để một lần nữa cảm thụ không khí sôi trào trong cuộc cạnh tranh Tiêu Vương, cùng bái phỏng cao tầng Liên Tín và Bộ Bưu Điện. Ở sân bay đón Úc Bình, Trần Tĩnh thăm dò. Nếu như chúng ta có được kỹ thuật chế tạo di động của Ti từ Cẩm Hồ thì Cao Khoa Khoa Vương có thể làm gì? Úc Bình hỏi lại luôn. Cô không sốt chứ, chuyện này mà cũng nghĩ tới à? Nếu như thì sao? Tạ Tử Gia truy hỏi. Úc Bình muốn gạt bỏ chủ đề này, nhưng không chịu nổi ánh mắt mong đợi của Tạ Tử Gia, nói. Nếu thực sự là thế nói không chừng chúng ta có thể đem toàn bộ Khoa Vương nằm dưới cờ của mình. Á! Tạ Tử Gia làm bộ vỡ lẽ. Hái mắt với Trần Tĩnh, ôm lấy cổ cô thì thầm. Nói không chừng y làm như thế là vì đả kích Lục Ca.
Trần Tĩnh lườm Tạ Tử Gia một cái, đêm qua cả cô và Tạ Tử Gia đều không ngủ ngon, nhưng không đoán ra được ý đồ của Trương Khắc là gì, thực ra chỉ có cô không đoán ra thôi. Tạ Tử Gia có vẻ nghĩ ra cái gì đó kích động không ngủ được, nhưng con bé đầu óc cổ quái chẳng ai hiểu nổi, nên cô không dám chắc sợ đi hỏi lại bị màn trêu chọc nữa. Úc Bình chẳng hiểu ra sao, không coi đây là vấn đề nghiêm túc để suy tính. Ngày hôm đó Ái Đạt lẫn Hương Tuyết Hải đều không có tin tức gì truyền ra, nghe nói có vô số phóng viên bao vây tòa nhà Ái Đạt, nhưng cao tầng của Cẩm Hồ đều chuyển đi nơi khác rồi. Ngày 8 tháng 11, khác với mọi năm, Đại hội Tiêu Vương năm nay do Phó Giám đốc DTH Tiền Văn Đông đích thân chủ trì, mặc dù có nhiều hạn chế nghiêm ngặt nhưng Samsung, Sony vẫn lần đầu tham gia đại hội. Chương 679, toàn một lũ ngốc. Tiêu Vương đầu tiên Khổng Phủ Yến mất hào quang, Tiêu Vương nhiệt độ thị trường dần giảm xuống, Tiêu Vương thứ hai Ái Đạt vẫn cứ phong quang vô hạn, Tiêu Vương thứ ba Khoa Vương chẳng được hưởng thụ một năm phong quang đã rơi vào bóng tối thua lỗ. Kết cục khác nhau của ba Tiêu Vương khiến công chúng và giới truyền thông phải nghĩ lại về khái niệm Tiêu Vương, một số học giả dần nhận thức được thương hiệu mở rộng quá nhanh khiến mắt xích sản xuất, quản lý, lưu thông vật tư lỏng lẻo nghiêm trọng, đem nguy hại lâu dài cho doanh nghiệp. Bất kể thế nào Đại hội Tiêu Vương lại một lần nữa mở màn náo nhiệt, đại biểu doanh nghiệp tham gia vẫn đông nghịt, quy mô còn lớn hơn lần trước, ngay cả khi báo danh tham gia đã phải sơ tuyển. Trần Tĩnh, Tạ Kiếm Nam đeo kính râm từ trong xe đi xuống, phóng viên lập tức bám lấy đưa ra những câu hỏi cay độc chói tai như pháo liên châu, phải dùng kính râm che bất biểu hiện trên mặt. Tạ Tử Gia, Úc Bình đánh xe thêm một vòng mới vào, hiển nhiên không muốn bị phóng viên vây ở cổng. Cao tầng Khoa Vương có biện pháp gì với khoản thua lỗ lớn? Nếu tiếp tục thua lỗ sẽ làm sao? Khoa Vương có hối hận vì sách lược năm ngoái? Đúng là những câu hỏi làm người ta không dễ chịu nhưng không thể không kiên nhẫn giải thích, chẳng phải là giải thích với giới truyền thông mà thông qua họ giải thích với nhà phân phối. Thua lỗ là do nguyên nhân hoàn cảnh bên ngoài, Khoa Vương có năng lực xoay chuyển tình thế vào năm sau. Tới tận khi Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông xuất hiện thì sự chú ý của phóng viên mới bị hút sang đó. Trần Tĩnh kín đáo lau mồ hôi, nghĩ Trương Khắc để Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông đích thân ra mặt đại khái là muốn thể hiện tự tin Ái Đạt đoạt Tiêu Vương lần này. Không thấy Trương Khắc cũng như người của Hương Tuyết Hải, hẳn là bọn họ thừa lúc phóng viên không chú ý đã lặng lẽ vào hội trường rồi. Đại biểu của Samsung, Sony tới cũng được phóng viên nhiệt tình quan tâm, đám Trần Tĩnh mới thoát thân vào được hội trường. Đi vào hội trường không cho phép phóng viên ra vào, cả người được thả lỏng. Tạ Tử Gia và Úc Bình không bị phóng viên đã vào từ trước rồi. Phương thức vẫn như năm ngoái, đầu tiên các doanh nghiệp có ý muốn cạnh tranh quảng cáo trong khoảng thời gian Hoàng Kim trước tiên đấu giá kín, chọn ra 40 doanh nghiệp trả giá cao nhất, tiếp đó đấu giá công khai. Ái Đạt và Hương Tuyết Hải đều lọt vào vòng trong không làm Trần Tĩnh ngạc nhiên chút nào, cô biết Ái Đạt sẽ hiểm hộ của Hương Tuyết Hải đoạt Tiêu Vương lần này, đó là phân tích của Tạ Tử Gia, cô tin vào đầu óc thiên tài đó. 40 đại biểu doanh nghiệp đi vào khu vực chính giữ hội trường tham gia cạnh tranh công khai. Tô Tân Đông đại biểu Ái Đạt ngồi hàng sau cùng, Đào Hành Kiện đại biểu Hương Tuyết Hải ngồi hàng đầu tiên, hai người bọn họ ngồi cách xa như thế làm Trần Tĩnh không hiểu vì sao. Tạ Tử Gia chọc hông Trần Tĩnh, cô quay đầu nhìn lại thì thấy lúc này Trương Khắc mới xuất hiện, không ngờ lại còn mặc đồ thể thao, thở hồng hộc, trán ướt mồ hôi, hình như vừa chạy bộ tới. Bọn họ chơi trò gì thế? Tạ Tử Gia hỏi nhỏ Trần Tĩnh. Tô Tân Đông ngồi đằng sau, phải chăng muốn các đại biểu khác phải quay đầu lại quan sát sắc mặt ông ta, vì thế phân tán chú ý. Cẩm Hồ cũng phải chơi trò kỹ xảo vặt này. Tạ Kiếm Nam nói một câu, không hẳn châm chọc hay coi thường. Vì câu nói hôm qua, Trần Tĩnh nhìn thấy Trương Khắc đi vào, trái tim không chịu nghe lời đập loạn cả lên, cảm giác mà cô đã rất lâu rồi, thấy mình thật vô dụng, Trần Tĩnh cưỡng ép mình không quay đầu lại nhìn y. Tiền Văn Đông chủ trì đấu giá công khai, giá thấp nhất là 15 triệu, ít hơn năm ngoái, Trần Tĩnh tâm tư rối loạn, căn bản chẳng nghe rõ Tiền Văn Đông đang nói gì, chỉ nghe thấy gần như ngay sau khi ông ta công bố giá thấp nhất Tô Tân Đông giơ biển hô. 150 triệu. Toàn hội trường náo động, không ít đại biểu đứng dậy nhìn Tô Tân Đông ngồi ở trong góc, ngay cả Tiền Tân Đông trên bục cũng luống cuống, chắc chắn ông ta không ngờ lần đầu báo giá đã vọt lên gấp 10 lần. Những doanh nghiệp có ý cạnh tranh Tiêu Vương thấy Ái Đạt khí thế hùng hồ như quyết chiếm lấy Tiêu Vương, đều không khỏi do dự. Song cái giá 150 triệu vẫn chấp nhận được, bọn họ không cam tâm để Ái Đạt đoạt Tiêu Vương dễ như thế, tâm tình rất phức tạp, tiếc rằng thời gian cho bọn họ suy nghĩ quá ngắn. Tiền Văn Đông đứng trên bục,
Sau hai lần hô giá, chán ông ta toát mồ hôi rồi, nhìn thấy các doanh nghiệp khác lo trước sợ sau, nếu Tiêu Vương bị Ái Đạt đoạt được như vậy thì lần này ông ta ra chủ trì đấu giá chẳng phải thành trò cười. Tất cả thủ đoạn trước đó dày công chuẩn bị đều không dùng được, ông ta hận không thể ném việc này cho người khác, thế mới biết đứng ngoài nhìn thì vị trí này bắt mắt thế nào, nổi bật thế nào, chỉ khi đứng vào mới biết đó tuyệt đối không phải cảm giác để hưởng thụ. Đáng chết, tất cả vì hôm trước Cẩm Hồ yêu cầu mong có nhân vật trọng lượng hơn chủ trì cạnh tranh Tiêu Vương. Tiền Văn Đông bị giày vò, các đại biểu doanh nghiệp cũng bị giày vò, cái giá này có thể chấp nhận được, nhưng đoán không ra giới hạn Ái Đạt là gì. Lại sợ lúc này cạnh tranh quá kịch liệt đẩy giá bình quân đoạn còn lại trong khoảng thời gian Hoàng Kim đẩy lên, kết cục chỉ DTHTW có lợi. Hay là bỏ Tiêu Vương, mọi người cùng hòa bình phân chia các đoạn thời gian khác. Sự quật khởi của Ái Đạt chỉ vẻn vẹn ở trong sản nghiệp đầu đĩa nhỏ xíu thôi, các đại biểu ngồi ở khu đấu giá công khai này có ai không phải doanh nghiệp thứ nhất thứ hai trong sản nghiệp của mình, ai cam tâm từ bỏ cơ hội một năm mới có một lần để thành Tiêu Vương vạn vạn người chú ý. 160 triệu. Trước khi Tiền Văn Đông hô giá lần thứ ba, Đào Hành Kiện giơ biển. Mọi người không chấn động mà lại nhẹ nhõm hẳn, phảng phất bỏ đi được tảng đá đè lên ngực, cuối cùng cũng có doanh nghiệp nhảy ra cạnh tranh với Ái Đạt rồi, bắt đầu xem rốt cuộc là doanh nghiệp giơ biển số 3 là doanh nghiệp nào. Hương Tuyết Hải. Cái tên không xa lạ, một xí nghiệp chế tạo điện tử gia dụng từng sánh ngang Thanh Đảo Hải Nhĩ, nhưng sau năm 93 đã đi xuống rồi, bị Thanh Đảo Hải Nhĩ bỏ quá xa. Đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người, mấy năm qua Hương Tuyết Hải không có hành động gì lớn bắt mắt, trong danh sách xí nghiệp không có nhiều tư liệu liên quan. Có người mơ hồ đoán Hương Tuyết Hải và Ái Đạt có liên quan, nhưng thời gian rất ngắn không cho bọn họ nghĩ sâu hơn. Hương Tuyết Hải chỉ tăng thêm 10 triệu, mọi người nghĩ cái giá này hẳn còn kém xa giới hạn của Ái Đạt, cứ tạm xem tiếp ra sao đã. Tiền Văn Đông liên tục hai lần hô giá, các đại biểu khác quay lại nhìn phản ứng của Tô Tân Đông. Quả nhiên là thế. Tạ Kiếm Nam cau mày phân tích nhỏ. Những doanh nghiệp khác đều tuyên truyền rầm rộ vì đại hội Tiêu Vương này, Hương Tuyết Hải lại im hơi lặng tiếng để lạc hướng sự chú ý của bọn họ. DTHTW sao lại để một phó giám đốc không quen nghiệp vụ lên chủ trì cạnh tranh? Nếu là một chủ nhiệm của phòng tin tức quảng cáo, người đó sẽ chỉ ngay ra quan hệ giữa Ái Đạt và Cẩm Hồ, cho dù không có doanh nghiệp đầu đĩa khác phá đám, thì cũng có người không để Hương Tuyết Hải nhẹ nhàng như vậy, giờ thì muộn quá rồi. Tạ Tử Gia khinh bỉ nói. Các lãnh đạo mỗi ngày không uống rượu với thư ký thì chỉ đạo công tác cho các nữ diễn viên, thời gian đâu mà xem tư liệu các doanh nghiệp. Trần Tĩnh giật tay áo Tự Tử Gia, nhắc cô chú ý thân phận con gái, những lời này sao bô bô nói ra như thế được. Tích tắc đó, Tô Tân Đông cầm biển lên nhìn Tiền Văn Đông, không một đại biểu nào nghi ngờ hắn sẽ giơ biển báo một cái giá áp đảo nữa, mặc dù động tác đó hơi chậm chạp, tới khi tiếng gõ búa vang lên mọi người mới giật mình tỉnh lại. Vậy là Tiêu Vương chỉ qua hai lần hô giá đã lọt vào tay Hương Tuyết Hải. Tạ Tử Gia chẳng thèm che miệng, ngáp dài nói. Toàn một lũ ngốc, nhạt nhẽo, vậy mà nghe chỉ kể năm ngoái hay lắm, biết thế này em đã chẳng đến đây. Chương 680, điên rồ. Tiền Văn Đông tựa hồ quên luôn cả trình tự bình thường phải tuyên bố Hương Tuyết Hải thắng cuộc, ông ta hối hả chạy xuống sai người lấy tư liệu của Hương Tuyết Hải, toàn hội trường cũng quên vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng tân Tiêu Vương. Tạ Kiếm Nam chú ý tới chương khác, thấy y bình thản khoanh tay mỉm cười, tựa hồ đã dự liệu trước được cục diện này, hắn biết dù có người kịp thời tỉnh ngộ cũng không chống nổi Ái Đạt và Hương Tuyết Hải liên hợp giáp kích, cuối cùng tối đa Hương Tuyết Hải bỏ ra thêm vài chục triệu nữa là thành công. Trần Tĩnh càng hiểu rõ vì sao chương khác lại nói đối thủ lần này là DTHTW. Qua một đoạn hỗn loạn ngắn, Tiền Văn Đông quay lại bục đấu giá, tuyên bố Hương Tuyết Hải đoạt được Tiêu Vương. Đào Hành Kiện đứng dậy tiếp nhận vỗ tay như sấm xung quanh. Tiếp theo là cạnh tranh thời lượng quảng cáo còn lại, do hạn chế không có 3 doanh nghiệp cùng ngành quảng cáo ở thời gian này nên mức độ kịch liệt cũng khác nhau, giá lần lượt từ 60 triệu tới 140 triệu. Làm mọi người bất ngờ là Tô Tân Đông ngoại trừ lần đầu báo giá ra thì từ đầu tới cuối ngồi im lặng, khi quan hệ giữa Hương Tuyết Hải và Ái Đạt bị người ta moi ra, các đại biểu mới choàng tỉnh, tất cả hành động của Ái Đạt chỉ là để đưa Hương Tuyết Hải lên ngôi vị Tiêu Vương. Sau mấy lượt đấu giá kết thúc có thời gian nghỉ ngắn, DTHTW đưa ra điều chỉnh, cạnh tranh khoảng thời gian thứ yếu trước. Tô Tân Đông giao lại biển báo giá cho Dương Vân, cả buổi sáng Dương Vân chỉ giơ biển 2 lần, lấy giá 12 triệu đoạt lấy 2 đoạn quảng cáo. Samsung giơ biển 3 lần, người muốn bắn tỉa doanh nghiệp ngoại không chỉ có một mình Ái Đạt, chỉ có một lần thành công,
giá bị đẩy cao tới 8 triệu, lại còn phải trả giá bù 30%. Buổi sáng Ái Đạt và Hương Tuyết Hải liên thủ căn bản không có cao trào, DTHTW quyết đoán điều chỉnh cạnh tranh thời lượng giờ vàng sang buổi chiều, hy vọng có thể đưa lên cao trào. Đó là cảm thụ của đại biểu doanh nghiệp, còn với các phóng viên mà nói thì khác hẳn. Giờ mới phát hiện ra trước đó tin tức về Hương Tuyết Hải gần như là không có, tức là càng có nhiều tin tức để khai thác, Ái Đạt lần nữa bỏ cạnh tranh giờ vàng, khác hẳn dữ liệu của giới truyền thông, cho nên đám Tô Tân Đông và ra khỏi hội trường bị phóng viên vây tới như bầy ong. Tôi biết các bạn có rất nhiều điều muốn hỏi. Tô Tân Đông đối diện với số micro, máy ghi âm chĩa vào người, đưa tay ra hiệu bọn họ bình tĩnh. Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử Cẩm Hồ và Tập đoàn Ái Đạt trong đêm hôm qua đã thông qua một quyết định trọng yếu, mong nhân dịp này các bạn phóng viên giúp chúng tôi truyền đạt. Chúng tôi quyết định đem kỹ thuật chế tạo DTDD có được từ TI vào tháng 4 công khai miễn phí cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp điện tử Hải Châu. Lời Tô Tân Đông chưa dứt, trong ngoài hội trường lặng ngắt như tờ, dù người không nghe thấy Tô Tân Đông nói gì cũng bị sự im lặng bất thường mất bất giác cũng im lặng quay đầu lại. Hắn ta thần kinh sao? Không ít người nghe được lời Tô Tân Đông nói nghĩ như thế. Giám đốc Tô, xin hỏi có phải vừa rồi tôi nghe nhầm gì đó không, hình như ông vừa nói. Kỹ thuật chế tạo DTDD không phải căn cơ của tập đoàn Ái Đạt sao? Không phải là vũ khí sắc bén để Ái Đạt tiến xa trong sản nghiệp di động sao? Vì sao Ái Đạt lại công khai với bên ngoài? Công khai tức là sao? Các doanh nghiệp khác có thể tùy ý sử dụng. Thu phí hay miễn phí? Chỉ những xí nghiệp tới khu điện tử công nghiệp Hải Châu trước đó mới có ưu đãi này sao? Công khai toàn bộ hay công khai một phần không quan trọng? Trí nhớ tôi không tốt lắm, Ái Đạt phải bỏ 50 triệu đô la Mỹ mới có được kỹ thuật này của Tiker mà, tại sao lại chia cho người khác hưởng chung? Không phải chính phủ địa phương gây áp lực cho các vị, bắt Ái Đạt phải đưa ra quyết định khó hiểu này chứ? Một loạt những câu hỏi liên tiếp đưa ra, các phóng viên xung quanh chen lấn xô đẩy. Ai cũng muốn là người đầu tiên được trả lời. Khung cảnh bất thình lình chuyển từ tĩnh lặng sang náo nhiệt sục sôi, những phóng viên đang phỏng vấn doanh nghiệp khác cũng bỏ đối tượng phỏng vấn, quay cả sang phía Tô Tân Đông. Những đại biểu bị bỏ rơi cũng không để ý, vội vàng chạy tới nghe tuyên đó làm người ta không thể tưởng tượng nổi kia. Tạ Kiếm Nam vốn muốn xem Tô Tân Đông sẽ trả lời nghi vấn buổi sáng của phóng viên ra sao, nên đặc biệt cùng Trần Tĩnh chọn một vị trí tốt đợi xem trò hay. Nghe thấy Tô Tân Đông đột ngột đưa ra tuyên bố trên, mồm cứ há hốc ra. Cẩm Hồ cung cấp linh kiện cùng thiết kế di động của Cao Khoa Khoa Vương chẳng lẽ không phải vì muốn thành nhà phân phối linh kiện sao? Nếu bọn họ công khai kỹ thuật này thì làm sao giữ được địa vị lũng đoạn thị trường? Tạ Kiếm Nam không nhìn Tô Tân Đông hay Trần Tín Sinh, mà nhìn người đã khiến cả ngành đầu đĩa bao phủ dưới cái bóng của y, người đó đang ngậm một cọng cỏ đứng ở cửa hội trường. Trần Tĩnh cũng nhìn y, khẽ vỗ trán. Cảm thấy đầu óc mình sắp điên rồi, y lấy đâu ra cọng cỏ mà ngậm thế kia. Tạ Tử Gia bĩu môi. Định bắt chiếc châu Nhuận Phát à? Trương Khác người hơi nghiêng nghiêng dựa vào cửa, miệng ngậm cọng cỏ, chẳng phải hình tượng của châu Nhuận Phát trong phim thần bài là gì. Tiêu Thụy Dân chưa rời khỏi hội trường, Ái Đạt là đối thủ có trọng lượng nhất của Liên Tín, là uy hiếp lớn nhất của Liên Tín chứ không phải doanh nghiệp di động nước ngoài, ông ta không thể không quan tâm tới lời nói của Tô Tân Đông. Phải biết rằng ông ta trước đó phải hao tâm tổn trí nghĩ cách dẫn tiến kỹ thuật chế tạo DTDD vào Gia Tín chứ không phải chỉ là kênh tiêu thụ cho di động ngoại. Doanh nghiệp hải ngoại không chỉ muốn thông qua sản phẩm di động của bọn họ mưu lợi ở nội địa, càng muốn thông qua lũng đoạn kỹ thuật, thông qua cung ứng linh kiện không ngừng hút lợi ở trong nước. Là một người có thể coi là bán chuyên gia, Tiêu Thụy Dân biết chiếc 19 có nâng cấp kỹ thuật nhất định, còn chiếc Y08 hoàn toàn là kỹ thuật của TI, nói cách khác. Chỉ cần doanh nghiệp điện tử Hải Châu có năng lực tiêu hóa kỹ thuật của TI, có thể sản xuất ra được những chiếc di động sánh ngang Y08. Đương nhiên giấy phép sản xuất di động là một vấn đề, nhưng Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng có thể thực hiện nội địa hóa trên 50%, như thế đa phần các doanh nghiệp kia có thể cung cấp linh phụ kiện, hoặc trở thành một Cao Khoa Khoa Vương nữa cũng là một lựa chọn tốt. Phải biết thị trường thông tấn di động trong nước trong tương lai sẽ là cực cực lớn. Trung tuần tháng 10. Tỉnh Đông Hải là nơi đầu tiên có 10 triệu người dùng di động, đó là con số tích lũy trong cả 10 năm, so với 1.3 tỷ dân đúng là ít tới đáng thương, nhưng trong 10 triệu người dùng di động đó, có 40% xuất hiện trong năm nay. Điều này có nghĩa là gì? Là thị trường di động trong nước đang phát triển với tốc độ tên lửa. Tập đoàn Ái Đạt vì sao lại đột nhiên lên cơn? Đó là ý nghĩ đầu tiên của Tiêu Thụy Dân,
ông ta biết Ái Đạt do hạn chế trình độ kỹ thuật nên sản lượng 19 không thể tăng lên được. Trong thời gian ngắn, lợi nhuận của bọn họ chủ yếu là nhờ vào Y08. Một khi công khai kỹ thuật, trừ ưu thuế marketing và thương hiệu thì Ái Đạt không còn ưu thế nào so với doanh nghiệp khác nữa. Rốt cuộc Ái Đạt muốn làm cái gì? Tiêu Thụy Dân rất muốn xông vào đám đông túm lấy cổ áo Tô Tân Đông hỏi câu này, ông ta đưa mắt tìm người thanh niên kia, y bị bức tường người che khuất. Không chỉ Tiêu Thụy Dân muốn xông tới, tất cả doanh nghiệp nghiệp muốn tiến vào sản nghiệp di động, nhưng không có giấy phép sản xuất lại không có kỹ thuật đều muốn hỏi Tô Tân Đông cho rõ ngọn ngành. Chưa có giấy phép sản xuất thì có thể làm linh kiện trước, nắm được kỹ thuật chế tạo rồi tranh thủ giấy phép chẳng phải đơn giản sao. Quan trọng là phải tìm được cửa tiến quân trước đã. Chương 681, khung phương án. Đám Lý Tại Thù cũng chưa đi, mới nghe Tô Tân Đông nói thế tưởng tiếng Hán của mình kém nên nghe nhầm. Lý Hinh Dư tuy nghe được Tôn Tân Đông nhưng cô không quan tâm mấy tới chuyện thương nghiệp, chẳng tỏ ra ngạc nhiên mấy, chỉ vất vả né tránh người khác chen lấn chạm vào người. Lý Tại Thù đương nhiên không nhìn thấu ý đồ của Ái Đạt, nhưng hắn có thể nhìn ra quyết định này sẽ gây ảnh hưởng lớn cỡ nào cho kế hoạch định sẵn của Samsung. Gần như không thể thông qua kỹ thuật chế tạo di động hạng 2 tiến vào thị trường nội địa kiếm lợi nữa, như vậy chỉ có thể trực tiếp dựa vào sản phẩm để chiếm thị trường, nhưng cái hạn ngạch chết tiết kia, cái tường lũy khốn kiếp kia hạn chế sản phẩm nước ngoài nhập vào nội địa quy mô lớn, huống hồ lúc này kỹ thuật chế tạo di động của Samsung cũng không có mấy ưu thế đặc biệt. Tên khốn kiếp chết tiệt, rốt cuộc y muốn chơi trò gì? Lý Tại Thù áp giọng dùng tiếng Hàn nghiến răng nói. Đúng là khó hiểu. Kim Nam Dũng bình tĩnh hơn. Tựa hồ bọn họ chẳng có lợi gì. Giáo sư hướng dẫn của tôi còn phán đoán Cẩm Hồ có dã tâm thành doanh nghiệp cung cấp linh kiện di động trong nước. Những doanh nghiệp như chúng ta bị thể chế lập chướng ngại hạn chế, trong 2 năm tới không biết Cẩm Hồ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Đó là chuyện vươn tay ra là có, sao bọn họ lại từ bỏ? Chẳng lẽ bọn họ không thể ngay từ đầu hướng lên đỉnh kim tử tháp sao? Dòng người xô đẩy, Lý Hinh Dư vẫn cố sức không để bị chạm vào, nhưng sao có thể tránh được? Nghe hai người kia thảo luận nhìn không được xen vào một câu, cô biết từ trong lòng bọn họ khinh rẻ cái quốc gia này. Ái Đạt và Hương Tuyết Hải liên thủ, chỉ 2 lượt báo giá đã chiếm lấy Tiêu Vương, làm Tiền Văn Đông cảm thấy hết sức uất hận. Buổi sáng kết thúc đấu giá, gọi phó chủ nhiệm phòng tin tức quảng cáo Lâu Quân Tường tới quát tháo một hồi. Còn nói là trước đó đã tiến hành điều tra nghiên cứu tỉ mỉ, giá Tiêu Vương có thể lên tới 260 triệu các anh điều tra kiểu gì hả, toàn đám ăn không ngồi rồi. Tiền Văn Đông tất nhiên không chịu thừa nhận mình bị Ái Đạt và Hương Tuyết Hải vờn trong lòng bàn tay, Lâu Quân Tường tất nhiên cũng không có gan chỉ ra do ông ta thất sách vô dụng, mãi sau khi xong hết tất cả rồi mới xem tư liệu của Hương Tuyết Hải. Dù thế nào cũng đâu thể công khai chỉ trích Ái Đạt, Hương Tuyết Hải quá giảo hoạt. Không hiểu chuyện buổi sáng khiến bao nhiêu người cười trộm, Tiền Văn Đông cực kỳ tức tối, nên gọi Lâu Quân Tường tới chửi bới một trận, hối hận vì đá Đàm Hy Tùng sang một bên cướp lấy chuyện này, lại nói. Cậu phụ trách ký hợp đồng với Hương Tuyết Hải, tất cả điều kiện ưu đãi thắt chặt vào, không thể để bọn chúng dùng giá bằng một nửa Khoa Vương lại hưởng thụ chính sách ưu đãi tương đương. Tiền Văn Đông còn chưa nói dứt lời đã có nhân viên gõ cửa vào báo cáo quyết định kinh người Tô Tân Đông vừa công bố. Vì thấy hiện trường quá chật, Tô Tân Đông muốn mượn chỗ của DTHTW mở cuộc họp báo. Tiền Văn Đông và Lâu Quân Tường không hiểu Ái Đạt làm trò gì, đưa mặt nhìn nhau, Lâu Quân Tường thấy lãnh đạo còn chưa nguôi giận. Kiến nghị. Đâu cần cấp Ái Đạt ưu đãi gì, nếu ai cũng chạy tới nói một câu mượn chỗ là mượn chỗ được thì chúng ta thành cái gì. Tiền Văn Đông lần này không trách Lâu Quân Tường, nhưng lại nói. Cậu mau đi an bài. Lâu Quân Tướng ngớ người, một lúc sau mới hiểu ra, một tin tức mang tính oanh động như thế phòng thời sự khẳng định sẽ tích cực theo sát. Phó Giám đốc Triệu Tiến Dũng phân quản bên đó có mâu thuẫn không phải chỉ ngày một ngày hai với Tiền Văn Đông. Bên này ngang nhiên làm khó Ái Đạt không phải để người ta nắm thóp à. Và lại Ái Đạt cũng đâu phải hạng dễ chơi. Lâu Quân Tường hối hận vừa rồi nói lỡ lời, thấy Tiền Văn Đông không có ý trách móc mới hơi yên tâm, chắc cũng biết mình không có ý xấu. DTHTW lấy hội trường lớn nhất ra dùng cho đại hội Tiêu Vương rồi, nhưng lúc này an bài cho cả phóng viên truyền thông khác vào, DTHTW tất nhiên không dám độc quyền lũng đoạn tin tức khiến tất cả chĩa mũi giáo vào mình. Vì đưa tin Tiêu Vương, số phóng viên còn đông hơn cả số đại biểu doanh nghiệp, nên vào hội trường không còn đủ chỗ ngồi nữa, đành phải đứng tham gia cuộc họp báo ngắn này. Trần Tín Sinh đại biểu cho Ái Đạt nói ngắn gọn. Hôm nay, tôi đại biểu tập đoàn Ái Đạt chính trọng tuyên bố một quyết định,
chúng tôi sẽ đem kỹ thuật chế tạo DTDD cơ sở làm nên chiếc 18, chia sẻ với doanh nghiệp chỉ định đặc biệt trong khu công nghiệp điện tử Hải Châu, khu cao tân hành lang số kiến nghiệp. Doanh nghiệp chỉ định đặc biệt là doanh nghiệp có đầu tư xây dựng sản xuất hoặc nghiên cứu làm chủ thể trong khu. Vì tránh kỹ thuật này bị lạm dụng, chúng tôi sẽ có chỉ định, không phải là vì thu lợi, kỹ thuật này không chia sẻ cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, còn với xí nghiệp trong nước nỗ lực tiến vào lĩnh vực tương quan chúng tôi sẽ nới lỏng giới hạn. Tập đoàn Ái Đạt trịnh trọng hứa, chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu lợi ích sở hữu tri thức vào với các xí nghiệp được cấp quyền. Chúng tôi hy vọng có thể cùng thành lập một cơ cấu chuyên môn thẩm duyệt tất cả các đơn xin phép, xuất phát từ suy nghĩ thể hiện Ái Đạt quyết tâm không mưu lợi từ chuyện này, cơ cấu này do Ái Đạt cùng đại biểu chính phủ hai khu công nghiệp cùng thẩm hạch. Còn chưa nói xong phía dưới đã có một loạt người giơ tay xin hỏi, Trần Tín Sinh không cho bọn họ cơ hội đưa ra câu hỏi nói ngay. Hôm nay chúng tôi chỉ mong nhờ các bạn phóng viên công bố quyết định này ra, lát nữa sẽ có bảng liệt kê danh sách kỹ thuật công bố. Xem đồng hồ. Chiếm dụng thời gian bữa trưa của mọi người thế này thật áy náy. Ngoài ra Ái Đạt hôm nay là khách cũng không thể lấn chủ, trước đại hội nhà phân phối ở Hải Châu, chúng tôi sẽ công bố cụ thể. Hôm nay không làm lỡ thời gian của mọi người nữa. Đờ mơ, trong đầu vô số người ở dưới hiện lên cái từ này, một câu cũng không cho hỏi, thế chẳng phải hành hạ người ta sao? Ai cũng muốn biết dụng tâm của Ái Đạt là gì, 50 triệu đô la Mỹ đâu phải đùa, đột nhiên đem ra dùng chung, nếu không phải điên, nhất định có kế hoạch lớn hơn nữa. Đáp án mọi người muốn biết nhất không được tiết lộ. Như vậy làm sao có ai chịu rời đi? DTHTW vì buổi chiều tiếp tục tiến hành đấu giá, phái người hiệp trợ đám Trần Tín Sinh rút lui từ lối đi riêng của bọn họ. Đương nhiên bọn họ cũng không phải dễ đối phó, rời khỏi hội trường liền, bắt cóc đám Trần Tín Sinh tới phòng thời sự. Thấy Trần Tín Sinh đi rồi, những người khác đều tản đi. Định đợi buổi chiều Ái Đạt tham gia đấu giá, chút giận cũng chưa muộn. Nhưng cũng có người không đi, bọn họ thấy thanh niên đứng sau tất cả kia chưa đi, phải tóm được y, moi bí mật trong miệng y ra để thỏa mãn tò mò. Đám Tạ Kiếm Nam, Tiêu Thụy Dân đều canh ở cửa hội trường, kẻ duy nhất mặc đồ thể thao trong đám đông ăn mặc trang trọng rất bắt mắt, Trương Khác đang được đám Phó Tuấn tháp thùng chậm chậm theo dòng người di chuyển ra ngoài hội trường. Biết những lời tối hôm qua Trương Khác nói không phải đặc biệt nhắm vào Khoa Vương, tâm tư Trần Tĩnh đột nhiên trở nên phức tạp, có chút thất vọng, càng kích động hơn, tò mò hơn. Tạ Tử Gia tới hiện giờ chỉ nói đúng một câu. Tên này điên rồi, có điều em thích. Khi nói câu đó ánh mắt tiểu ma đầu sáng rực, đầy phấn khích. Úc Bình rất ít nói, nhớ lại lời Trần Tĩnh, Tạ Tử Gia nói lúc mình xuống máy bay, té ra bọn họ đã biết từ trước rồi. Tạ Kiếm Nam muốn đi, nhưng không cam tâm. Quyết định này ảnh hưởng lớn tới kế hoạch xây dựng cơ sở công nghiệp điện tử ở Kim Sơn, nhưng ảnh hưởng ra sao chưa nói ngay được. Chương 682, Hùng tâm của Cẩm Hồ. Cũng không phải hoàn toàn là ảnh hưởng xấu, quyết định này chắc chắn xúc tiến chuỗi sản nghiệp di động nội địa ở Hải Châu, kiến nghiệp. Trần Tín Sinh đã nói rõ gạt nhà đầu tư nước ngoài sang một bên, nhưng cơ sở chế tạo công nghiệp điện tử Kim Sơn mục đích ban đầu là để sản xuất thay cho doanh nghiệp nước ngoài. Tạm thời chỉ có thể dự đoán được hai tác dụng rõ ràng. Một là doanh nghiệp di động ngoại sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh mạnh hơn trong nước, đặc biệt ở sản phẩm tầm trung và thấp, như thế bọn họ càng cấp thiết tiến vào trong nước, song một phương diện khác các doanh nghiệp trong nước được Cẩm Hồ hỗ trợ, nói không chừng sẽ giới hạn tốc độ doanh nghiệp hải ngoại tiến vào trong nước. Đối với Kim Sơn, ảnh hưởng xấu có thể thấy ngay tức thì, cơ sở chế tạo điện tử công nghiệp trong mắt ban ngành quốc gia sẽ thành cái gân gà. Tất cả đều dựa vào chính phủ Kim Sơn đầu tư. Tạ Kiếm Nam nghĩ tới đó thì cau mày, Kim Nam Dũng chen tới nói với hắn. Chuyên vụ muốn mời giám đốc Tạ cùng ăn trưa. Tạ Kiếm Nam nhớ ra, lúc này Lý Tại Thù chắc cũng đang rất đau đầu, quyết định này của Cẩm Hồ đã hoàn toàn đánh loạn thế trận của bọn họ, không biết kế hoạch cạnh tranh buổi chiều có bị ép thay đổi không, có khi hai bên vì chuyện này có thể tăng cường hợp tác cũng chưa biết chứng. Nhưng Khoa Vương cũng là doanh nghiệp trong khu công nghiệp điện tử Hải Châu. Cẩm Hồ không thể vô duyên vô cớ gạt bỏ Khoa Vương ra khỏi vụ này, hay là lấy điều kiện chính thái tử bỏ kế hoạch ở Kim Sơn để trao đổi. Suy nghĩ của Tạ Kiếm Nam rất loạn, không biết có nên từ chối lời mời của Kim Nam Dũng hay không, vì Trương Khác đã nhìn sang bên này, hắn nhìn sang Trần Tĩnh. Trần Tĩnh không nói gì, Tạ Tử ra hừ một tiếng. Chưa em có việc khác, không đi. Chắc lần trước ăn cơm thái độ trịnh thượng của Lý Tại Thù vẫn khiến trong lòng cô bé có chút khó chịu. Hiện cần phải quyết đoán, Tạ Kiếm Nam không nói thêm nữa, đi theo Kim Nam Dũng. Tiêu Thụy Dân đợi ở cửa,
muốn hỏi Trương Khắc liệu Liên Tín đưa cơ sở sản xuất tới Hải Châu hoặc Kiến Nghiệp thì có được hưởng kỹ thuật này không? Vừa rồi Tiêu Thụy Dân thấy giám đốc của Đông Hưng, Liên Tấn như kiến bò chảo nóng, bọn họ không biết thân phận thực của Trương Khắc, đều dẫn cấp dưới vội vàng chạy đi, chắc là nhờ cấp trên trong Bộ Công nghiệp Điện tử liên hệ với Cẩm Hồ. Nơi này ồn ào náo loạn, chẳng thể gọi điện được, bảo một cấp dưới về bộ báo cáo tình hình, ông ta muốn nói chuyện với Trương Khắc trước còn chiếm cứ chủ động. Đáng tiếc khi còn cách 6-7 mét, Tiêu Thụy Dân đang định đưa tay ra vẫy thì có một quan viên của phòng thời sự DTHTW chạy tới gọi Trương Khắc, bọn họ nói qua loa vài câu, Trương Khắc liền theo hắn quay lại. Tiêu Thụy Dân ảo não không thôi, đành về trước, chuyện này nói không chừng cần trong bộ ra mặt. Trần Tĩnh thấy trước khi quay đầu lại còn mỉm cười tỏ ý xin lỗi mình, trong lòng cũng thoải mái, Trương Khắc bị DTHTW tóm lấy rồi, không dễ dàng thoát thân được, nói với Tạ Tử Gia và Úc Bình. Đi thôi, không có cơ hội nữa rồi. Úc Bình vỗ đầu than. Ai, hôm qua tôi còn tưởng hai cô bị điên, ai ngờ thì ra người của Cẩm Hồ mới là kẻ điên. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với Triệu Tiến Dũng, nhưng Trương Khắc không thể không nể mặt phó giám đốc DTHTW, nếu không sẽ đắc tội với toàn bộ DTHTW, cho dù sau này địa vị giang hồ của Cẩm Hồ có ổn định thì đánh một nhóm người cũng phải lôi kéo một nhóm người khác mới là đạo kiểm chế chính xác, huống hồ hiện giờ căn cơ còn chưa vững. Nên đành theo bọn họ. Sau khi có thông tấn di động, tin tức truyền bá làm người ta ứng phó không kịp, vừa ra khỏi thang máy thì di động trong túi Trương Khắc lẫn trong tay Phó Tuấn đồng loạt vang lên. Trương Khắc lấy di động ra, đã được bao lâu đâu, vậy mà La Quân đã gọi điện thoại tới tìm rồi, Trương Khắc không nghe vội nhìn di động trong tay Phó Tuấn, một của Cao Chân, còn một số là máy để bàn Kiến Nghiệp. Trương Khắc nhận cú điện thoại từ máy để bàn trước. Alo, tìm hộ Trương Khắc. Tôi Triệu Hữu Trác của tỉnh ủy. Thường ủy tỉnh ủy, thư ký trưởng tỉnh ủy Triệu Hữu Trác, Trương Khắc chưa bao giờ tiếp xúc với hắn, chắc là hắn gọi thay cho Đào Tấn, không ngờ Đào Tấn cũng có lúc thiếu kiên nhẫn. Cao Trân tất nhiên gọi thay cho Lý Viễn Hồ, bọn họ đều muốn lập tức tìm Trương Khắc xác nhận thực hư. Quyết định này có tác dụng xúc tiến trực tiếp với kế hoạch hành lang số, sẽ có rất nhiều doanh nghiệp tham đồ miễn phí tới Kiến Nghiệp, Hải Châu xây dựng nhà xưởng, thiết lập cơ cấu nghiên cứu phát triển. Mau chóng hình thành quân thể sản nghiệp quy mô. Đó là cái lợi mà Đào Tấn, Lý Viễn Hồ, La Quân đứng ở góc độ của mình nhìn thấy. Ba cú điện thoại, đều không thể xem nhẹ, Trương Khắc tất nhiên không thể không làm cao chút nào đã nói hết tất cả, chỉ nói chuyện đơn giản, xác định đó đúng là quyết định Cẩm Hồ đưa ra, còn chuyện cụ thể sẽ phái Chu Du làm đại biểu báo cáo với họ, hiện không thể nói vài ba lời qua điện thoại là xong được. Trên đường từ thang máy tới phòng khách phòng thời sự, có mấy bước chân đã nhận được điện thoại của Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh. Bên phía Hải Châu thì rất trấn tĩnh, tới giờ vẫn chưa có điện thoại gọi tới. Trương Khắc giao di động cho Phó Tuấn, dặn nếu bên Hải Châu gọi tới bảo Đinh Hòe phụ trách ra mặt xử lý, còn nơi khác gọi tới tùy tình hình. Đi vào phòng khách thấy Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đào Hành Kiệt, Diệp Tiểu Đồng đang nói chuyện với Triệu Tiến Dũng. Triệu Tiến Dũng là một người trung niên hói, béo béo, vóc người cao to, nhìn Trương Khắc đi vào. Ông ta đứng dậy đưa tay ra bắt, chào hỏi xong nói ngay. Tôi biết Cẩm Hồ có sách lược thông tin định sẵn, nhưng DTHTW cũng nên có chút đãi ngộ đặc thù chứ nhỉ, tôi xin đề xuất ra ba câu hỏi. Coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân cũng được. Trương Khắc khó mà từ chối được yêu cầu của ông ta, cười nói. Có một vài ý đồ thực sự không để cho người ngoài biết. Triệu Tiến Dũng cũng cười lớn. Vậy tôi hỏi câu đầu tiên. Ti có thái độ gì về vấn đề gì? Trong hợp đồng của chúng tôi ký với Ti, không có giới hạn Cẩm Hồ phát tán công khai với bên thứ ba, công khai kỹ thuật chỉ có lợi không có hại với Ti, dù là thế hôm qua chúng tôi vẫn liên hệ với cao tầng Ti và được họ hiểu cho. Một câu trả lời rất tiêu chuẩn. Triệu Tiến Dũng xoa cái đầu hỏi Trần Tín Sinh. Câu này hỏi giám đốc Trần chắc cũng sẽ được trả lời tương tự phải không? Đây là câu hỏi thứ hai à? Trần Tín Sinh đùa. Không, không. Triệu Tiến Dũng vội xua tay. Câu hỏi thứ hai là, ý đồ của Cẩm Hồ là gì? Câu hỏi này rất rộng, có thể tính là hai câu được không? Trương Khắc mỉm cười hỏi lại. Ha ha ha, câu nói này làm tôi nhận thức được phong thái của Khắc thiếu gia rồi, được tính là câu hỏi cuối cùng. Triệu Tiến Dũng cười sảng khoái nói. Trương Khắc đưa ngón tay ra chấm nước chè vẽ hai cái vòng tròn, nói. Chúng tôi đúng là có vài ý đồ không cho bên ngoài biết, chưa nói đâu xa, ngay vấn đề trong nước, mấy doanh nghiệp di động nội địa,
bao gồm Cẩm Hồ có một bức tường vây quanh, say sưa đánh chén bữa ăn, nhưng quên có doanh nghiệp ngoại muốn vượt tường xông vào, bọn họ không chỉ muốn chiếm lấy bữa ăn, còn muốn nuốt sạch cả doanh nghiệp nội địa. Gốc của bức tường này đã lung lay, Cẩm Hồ nhìn ra nên mới có quyết định này. Lần này Cẩm Hồ công khai chống lại thương hiệu ngoại tham gia cạnh tranh Tiêu Vương cũng xuất phát từ suy tính ấy. Tất nhiên Triệu Tiến Dũng liên tưởng tới hành vi của Ái Đạt mấy ngày trước. Nói như thế quá chí công vô tư, thuyết phục không được người khác. Trương Khắc thẳng thắn trả lời. Đưa ra quyết định này Cẩm Hồ cũng không hẳn là tổn hại, chỉ không đạt được lợi nhuận ở mức tối đa mà thôi. Nhưng xét từ góc độ lợi ích lâu dài, hình thức một quần thể sản nghiệp hoàn chỉnh mà chắc chắn ở Kiến Nghiệp và Hải Châu với Cẩm Hồ mà nói lợi nhiều hơn hại. Chúng ta phải thừa nhận một sự thật thế này, dù kế hoạch vườn sồi có triển khai thuận lợi, Cẩm Hồ cũng không thể một mình làm hết mọi việc. Đối thủ của Cẩm Hồ không phải là Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng mà là Motorola, Samsung, Sony. Rất khó khăn, nhưng Cẩm Hồ phải làm thế, cho nên chúng tôi phải trì hoãn thời gian bức tường này đổ. Tới đó Trương Khắc giang tay ra. Trả lời nhiều vấn đề không thể tiết lộ như thế, Giám đốc Triệu thấy xứng đáng với hai câu hỏi chưa? Trần Tín Sinh lúc còn làm ty Trung Quốc có tiếp xúc với Triệu Tiến Dũng, nên nói chuyện tùy tiện hơn. Giám đốc Triệu thả cho chúng tôi đi ăn cơm chứ? Cơm công tác của DTHTW chúng tôi không dám hưởng thụ hơn. Là một trong số những nhân vật tầng trên cùng của hệ thống thông tin trong nước, Triệu Tiến Dũng hiểu rõ Trương Khắc hơn nhiều phó giám đốc khác, một vài bài báo truy tung nguồn gốc của Cẩm Hồ do chính tay ông ta ngăn cản không cho công bố. Cho dù bối cảnh của Cẩm Hồ hoàn toàn thanh bạch thì đem chân tướng về Trương Khắc công bố ra sẽ gây nghi ngờ lớn, hoàn cảnh chính trị hiện nay không cho phép có nghi ngờ này xuất hiện, đó là giới hạn tin tức mẫn cảm không được vượt qua. Trước đó khi cho đăng hạng mục nhà máy tinh viên cũng cố ý làm nhạt đi tác dụng của Cẩm Hồ. Triệu Tiến Dũng có thói quen khi suy nghĩ là đưa tay ve cằm, ông ta cảm khái nói. Khí độ đại trí giả ngu này trước đó tôi chưa được thấy, cho nên lòng hiếu kỳ mới lớn như vậy thật là hổ thẹn. Tin tức này đưa ra sẽ kinh động tới cao tầng, mọi người chắc chắn sẽ bận tối mắt, không tiện giữ bọn họ lại hỏi tới cùng, lần nữa bắt tay Trương Khắc. Buổi chiều còn tiếp tục cạnh tranh. Cẩm Hồ sẽ không vắng mặt chứ. Tôi mong có vinh hạnh mời một trong số các vị ở lại dùng cơm, mặc dù chỉ là cơm công tác. Ông ta muốn tìm hiểu toàn diện về doanh nghiệp này, thông qua người sống, chứ không phải qua tài liệu lạnh băng. Chương 683, cơ hội của Cao Khoa Khoa Vương. Trương Khắc nhìn ba người Dương Vân, Đào Hành Kiệt, Diệp Tiểu Đồng. Hay là mọi người ở lại giao lưu thêm với Giám đốc Triệu. Tuy Hương Tuyết Hải giành được Tiêu Vương. Nhưng có đãi ngộ thế nào phải tiếp tục đàm phán với DTHTW, với tình thế ngày hôm nay phải đề phòng Tiền Văn Đông làm khó Hương Tuyết Hải. Lúc này một nhân viên DTH gõ cửa đi vào thì thầm với Triệu Tiến Dũng vài câu, Triệu Tiến Dũng giang tay nói. Bộ trưởng Bộ Bưu Điện Cảnh Trọng Dương đã gọi điện tới tận văn phòng tôi đòi người rồi. Tôi trả lời sau đây, nói mọi người đi ăn cơm rồi nhé. Tốc độ nhanh thật. Trương Khắc đoán lúc này Thiêu Thụy Dân chắc còn chưa rời khỏi cổng lớn DTHTW. Bọn họ tung ra mồi nhử lớn như thế, chính là hy vọng Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng bị mắc câu, ba doanh nghiệp này tất nhiên không cam tâm nhận đãi ngộ bằng với doanh nghiệp khác. Tốt thôi, cửa đã mở thì tất nhiên không cần lập thêm chướng ngại gì với họ, nhưng bọn họ muốn có được thêm cái gì thì phải chuẩn bị sẵn sàng bỏ ra thêm cái gì đó. Trương Khắc nhìn Trần Tín Sinh một cái. Hắn hiểu ý cùng Cảnh Trọng Dương trao đổi ngắn gọn, rồi lại gọi cho Tiêu Thụy Dân, hẹn gặp nhau ở tòa nhà Ái Đạt đàm phán. Ngọc Uyên đàm khung cảnh u tĩnh, nhưng Bắc Kinh chưa tháng 11 bầu trời vì gió cát mà âm trầm u ám, chẳng khác gì sắc mặt Tạ Kiếm Nam, Lý Tại Thù, Kim Nam Dũng lúc này. Lý Hinh Dư buồn chán, nhưng chẳng muốn theo vệ sĩ dạo phố, thành phố này nhiều bão cát, không tốt cho da. Mặc chiếc áo khoác đen bên ngoài áo len đỏ. Lý Hinh Dư yên tĩnh ngồi trong cửa hàng Tây, nhìn lá đỏ bên ngoài cửa sổ, tiêu hao thời gian nhàm chán. Đám Tạ Kiếm Nam, Lý Tại Thù thì chẳng nhàn nhã được như thế, trên đường tới đây, Tạ Kiếm Nam đã đem tin tức báo cho Chu Cẩn Tỳ và Tạ Hán Tĩnh, quyết định điên cuồng của Cẩm Hồ làm hai người họ giật mình, Tạ Hán Tĩnh không nói gì, chỉ bảo hắn mật thiết giám sát động tĩnh của Cẩm Hồ, Chu Cẩn Tỳ lại nói. Đừng cho rằng Khoa Vương là xí nghiệp ở khu công nghiệp Hải Châu mà mang ảo tưởng gì. Có thể mấy công ty mang danh nghĩa Khoa Vương chỉ Cao Khoa Khoa Vương là được cấp quyền. Tạ Tử Gia vừa ăn kem vừa hỏi Trần Tĩnh. Tên đó sẽ không bỏ qua cơ hội làm người ta tức điên. Ha,
cứ nhớ lại cái dáng vẻ ngậm cọng cỏ của y là em lại ăn rất ngon. Nuốt ực cả một miếng kem lớn, nuốt xong hối hận ngay, từ cổ họng tới dạ dày lạnh như muốn đóng băng lại, há hốc miệng ra đưa tay bịt lấy kêu không ra tiếng. Trần Tĩnh bật cười, Tạ Tử Gia luôn có những hành động ngốc nghếch, nhưng như thế mới làm người bên cạnh thấy có chút cân bằng tâm lý. Cô múc một thìa canh nóng cho Tạ Tử Gia uống, mùa thu ở Bắc Kinh nhiệt độ rất thấp, nuốt một miếng kem lớn như thế cảm giác chắc chắn không dễ chịu chút nào. Ba cô gái cười đùa tự nhiên như xung quanh không có ai, tiếng cười trong trẻo, dung mạo xinh đẹp, làm những khách hàng khác trong nhà hàng cứ quay sang nhìn suốt. Nghĩ tới khả năng Tạ Tử Gia nói, Úc Bình hỏi. Y chính miệng nói sẽ công khai tất cả kỹ thuật với Cao Khoa Khoa Vương sao? Anh ta nói thế đấy, tôi và Tử Gia còn tưởng anh ta nói đùa. Trần Tĩnh gật đầu. Làm sao? Chí hướng của Cẩm Hồ rất cao xa, còn chúng ta chỉ là con chim nhỏ kiếm ăn quanh tổ, cho nên mới thấy bọn họ điên cuồng. Úc Bình trầm tư nói. Đem so với việc đi suy đoán ý đồ của bọn họ không bằng chúng ta hãy nghĩ xem phải làm gì tận dụng cho tốt. Bộ khung cơ bản của phương án đã nói qua rồi, không thể cấp quyền vô hạn chế, cũng không thể cấp quyền cho tất cả, mà là có tính chọn lọc. Nói cách khác, rất có khả năng không mấy công ty được cấp quyền toàn bộ kỹ thuật đâu. Đương nhiên rồi. Tạ Tử Gia kéo dài giọng. Tiểu Tĩnh thì phải khác người ta chứ. Cút. Trần Tĩnh đạp chân Tạ Tử Gia không cho nha đầu điên khùng này nói ba lăng nhăng. Miệng của em phải khâu lại người ta mới yên tĩnh được. Úc Bình không rõ chuyện giữ Trần Tĩnh và Trương khác, có lẽ nha đầu điên kia gán ghép bậy bạ cũng chưa biết chừng, nhưng trông có vẻ xấu hổ, đáng để người ta suy nghĩ. Ai cũng đã nhìn ra hố ngăn cách giữa Đại Nhã và Chính Thái không thể san lấp, người bị gia tộc trói buộc như Trần Tĩnh và Tạ Kiếm Nam không thể hoàn toàn trở mặt với nhau được, song tình cảm đã nguội lạnh hẳn rồi, Tạ Kiếm Nam đã nửa công khai đưa cô gái tên Uyển Nhi tới Hải Châu ở. Úc Bình vuốt mái tóc, nhớ lại chàng trai hết năm nay mới tròn 20 tuổi kia, trong mắt cô ta, nam nhân có quyền thế và tài phú mới có sức hút. Tôi đang suy nghĩ lời của Tử Gia. Nói không chừng có một ngày chúng ta có thể thôn tính ngược lại Khoa Vương đấy. Vậy Lục ca của tôi còn chẳng phải trốn vào một góc khóc lóc sụt sùi hay sao? Tạ Tử Gia nói tỉnh queo, hoàn toàn càng chẳng có vẻ thương hại Tạ Kiếm Nam, còn rất khao khát tương lai mà Úc Bình nói. Có điều rất hay đấy, nói không chừng tên đó cũng muốn nhìn thấy kết cục này, tôi dám khẳng định tên đó sẽ không cho quá nhiều công ty được toàn bộ ủy quyền kỹ thuật đâu, chúng ta sẽ có ưu thế nhất định. Cẩm Hồ dù có trí công vô tư đến đâu cũng nhân cơ hội hỗ trợ kỹ thuật thẩm thấu vào quần thể sản nghiệp này, y muốn đứng trên đỉnh kim tự tháp mà. Tiêu Thụy Dân buổi chiều còn phải tới Mai Địa Á đấu thầu, phái một phó tổng giám đốc tới tiếp xúc với Ái Đạt trước, Ái Đạt có nói sẽ thành lập một cơ cấu thẩm tra để tránh kỹ thuật bị lạm dụng, kết quả lý tưởng nhất chính là Liên Tín có thể phái đại biểu tham gia cơ cấu này, như thế mới phát huy được ảnh hưởng lớn hơn. Nghĩ tới đó Tiêu Thụy Dân đột nhiên nhớ ra, nếu Liên Tấn Đông Hưng cũng có suy nghĩ này, chẳng phải cơ cấu này có địa vị ngang bằng hiệp hội ngành nghề. Tiêu Thụy dần dần bình tĩnh lại, cùng lúc suy nghĩ tới lợi ích của Liên Tín cũng suy tính sâu hơn ý đồ của Ái Đạt, lúc này thật khó mà tưởng tượng ra được quyết định này sẽ có ảnh hưởng lớn cỡ nào, khả năng không bao lâu nữa, toàn bộ sản nghiệp di động trong nước không thoát khỏi ảnh hưởng này, đây chính là dã tâm của Ái Đạt sao. Song hiện không phải lúc nghĩ những chuyện này, phải gạt nó ra khỏi đầu óc, chiều còn phải cạnh tranh quảng cáo nữa. Tiêu Thụy Dân tới trung tâm Mai Đại Á thì các đại biểu khác cũng đã trở về, rất nhiều phóng viên tranh thủ lúc nghỉ trưa chạy tới tòa nhà Ái Đạt nhưng không có thu hoạch gì, chỉ được nói trả tiêu điểm hôm nay cho Đại hội Tiêu Vương. Tiết tấu đã bị làm loạn, tâm tư của nhiều đại biểu bị phân tán nên cuộc cạnh tranh đoạn quảng cáo giờ hoàng kim buổi chiều không kịch liệt như trong dự tính. Lý Tại Thù ngồi trong hội trường im lặng quan sát, sắc mặt rất âm trầm, từ tình hình ngày hôm nay mà xét. Samsung muốn tiến vào thị trường này sẽ khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều, quyết định của Ái Đạt gần như làm Samsung mất đi ưu thế về kỹ thuật tự cho rằng rất chắn chắn, có thể mình đã quá coi thường cái quốc gia này, Ái Đạt có lẽ chỉ là một dị loại, song là dị loại không được phép bỏ qua. Tiêu Thụy Dân giành được hai đoạn quảng cáo, vốn phải tiếp nhận phỏng vấn của tờ báo thuộc bộ bưu điện, song ông ta chẳng còn tâm tình nào, bảo trợ thủ ở lại, lái xe thẳng tới Trung Quan Thôn. Khi vào bãi đỗ xe thấy Tổng Giám Đốc Liên Tấn là Tôn Chí Cương đứng trong đó, hình như đang đợi ai. Bộ Bưu Điện và Bộ Công nghiệp Điện tử không hòa thuận, doanh nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp Điện tử mạnh hơn hẳn doanh nghiệp dưới Bộ Bưu Điện, Tiêu Thụy Dân thấy Tôn Chí Cương định chui lại xe, không ngờ Tôn Chí Cương chủ động tới chào hỏi. Giám đốc Tiêu cũng tới Ái Đạt à, đợi lát nữa Lão Liêu cũng tới chúng ta cùng đi.
Liêu Hồng Lôi là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Hưng. Chương 684, ưu đãi đặc thù của Cao Khoa Khoa Vương. Tiêu Thụy Dân trong lòng cực kỳ không muốn đi cùng với hai người họ, song nghĩ tới khả năng đây là an bài của Ái Đạt, chỉ đành chấp nhận. Khác với các kiến trúc xung quanh, trước tòa nhà Ái Đạt có một vườn hoa nhỏ dày công chăm chút, một rừng cây xanh mướt đầy sức sống, dung hợp một cách hoàn mỹ với kiến trúc tường kính hiện đại, khiến cho tòa nhà 20 tầng này mang một phong thái hoàn toàn khác biệt. Tổng bộ của Liên Tấn và Đông Hưng đều không ở Bắc Kinh, Tôn Chí Cương và Liêu Hồng Lôi lần đầu tiên tới tòa nhà Ái Đạt. Phong thái Ái Đạt ở thủ đô thể hiện ra không chỉ là lắm tiền nhiều của, mà là sự tinh xảo, giống như khí chất sản phẩm của Ái Đạt. Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông và Diêu Kiên đứng trước tòa nhà đón tiếp bọn họ, dù Ái Đạt ngay từ đầu đã tỏ thái độ không tiết lộ tin tức liên quan, nhưng vẫn có không ít phóng viên chầu trực sẵn ở đây, nhìn thấy những nhân vật lớn của bốn công ty xuất hiện, lập tức hưng phấn cầm máy ảnh kéo tới. Bên phía Ái Đạt sớm đã có chuẩn bị trước, nhân viên công tác nhanh chóng đi ra yểm hộ ba người Tiêu Thụy Dân cùng nhân viên vào tòa nhà, ngăn không cho phóng viên tới gần. Tôn Chí Cương và Liêu Hồng Lôi đều không lạ gì Trần Tín Sinh, dù sao hắn đã làm Tổng Giám đốc Ty Trung Quốc 7 năm, có qua lại hoặc ít hoặc nhiều với doanh nghiệp điện tử lớn trong nước, có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực điện tử. Tô Tân Đông được tính là nhân vật mới nổi, có thể nói là vì sự quật khởi của Ái Đạt mà vang danh thiên hạ, lúc này gia tài cũng tới trăm triệu. Làm Tôn Chí Cương, Liêu Hồng Lôi tò mò nhất đương nhiên là người vẫn nấp trong bóng tối kia, nghe nói là thanh niên chưa tròn 20 tuổi. Là người trung niên có quyền uy cực lớn trong địa bàn riêng, nếu không cần thiết, hai bọn họ thực sự không muốn tới ngồi ngang hàng với thanh niên kia, song hôm nay vội vàng tới đây, tựa hồ còn không có tư cách ngồi ngang hàng với người ta, trong lòng có chút thiếu tự nhiên. Thang máy dừng ở tầng 20, bên ngoài thang máy không phải là những cửa phòng chi chít ở hành lang thường thấy ở công ty trong nước mà là một đại sảnh sáng rộng rãi có khi chiếm tới nửa diện tích của tầng này, văn phòng làm việc, phòng họp ở đầu bên kia của đại sảnh. Mời ba người Tiêu Thụy Dân đợi chốc lát ở phòng tiếu khách, Tô Tân Đông đi ra ngoài, lúc sau quay lại, Trương Khác theo sau hắn đi vào. Hai người Tôn Liêu đều biết đó chính là thanh niên đứng sau Ái Đạt, nên đều chú ý quan sát, thấy y có vẻ lười nhác, mặt trắng trẻo, đậm chất thư sinh, vóc người gầy gò nhưng đầy tinh lực. Thực sự nếu không phải Tiêu Thụy Dân và Trần Tín Sinh đều đứng dậy, bọn họ sẽ không ngờ được đó là ông chủ thực sự của Ái Đạt. Trương Khác liếc mắt nhìn ba người Tiêu Thụy Dân một lượt rồi mới mỉm cười nói. Tôi chẳng hề muốn ra mặt, chỉ sợ làm người khác nghi hoặc, hơn nữa Ái Đạt có ngày hôm nay cũng chỉ là khí vận tốt một chút, còn lại là công lao của đám lão Tô lão Trần cả. Có điều ba vị tổng giám đốc tới đây, nếu tôi còn trốn, chỉ sợ làm các vị hiểu lầm cẩm hồ lên mặt làm cao. Mọi người bắt tay chào hỏi rồi ngồi xuống, chẳng vòng vo tốn thời giờ, đi thẳng vào chủ đề luôn. Tôn Chí Cương lên tiếng. Buổi trưa chúng tôi báo cáo quyết định của Ái Đạt cho lãnh đạo trong bộ, các lãnh đạo đều rất phấn chấn. Việc nghiên cứu chế tạo điện thoại di động phòng nghiên cứu điện tử của chúng tôi bắt đầu từ năm 93, tới nay đã có một loạt thành quả, hiện thuộc sở hữu của Liên Tấn và Đông Hưng. Buổi chiều trong bộ đã thảo luận quyết định lấy những kỹ thuật này ra giao lưu với Ái Đạt, bù đắp chỗ yếu đôi bên, cũng có thể đưa ra cho doanh nghiệp hai khu công nghiệp sử dụng. Hành động này của Bộ Công nghiệp Điện tử trừ muốn có được toàn bộ kỹ thuật công khai lần của Ái Đạt, còn muốn cùng chủ động tiến trình công khai kỹ thuật, tuy trong lòng Tiêu Thụy Dân rất coi thường kỹ thuật của Liên Tấn, Đông Hưng, nhưng không thể vạch mặt bọn họ được, phòng nghiên cứu kỹ thuật của Bộ Bưu điện cũng tích lũy được chút kỹ thuật di động nào đâu mà có tư cách coi thường người ta. Tiêu Thụy Dân ngoài mặt vẫn tươi cười nói. Sự khẳng khái của Bộ Điện tử làm người ta khâm phục, giao lưu bù đắp chỗ yếu cho nhau đúng là rất tốt. Kỹ thuật của Liên Tấn Đông Hưng đều là chỗ mạnh cả, chắc không cần lấy của Ái Đạt bề bù đắp, dù có chắc cũng không nhiều, không sợ các vị chê cười chứ kỹ thuật của Liên Tín hiện tại là con số 0, cho nên chúng tôi muốn toàn bộ kỹ thuật lần này Ái Đạt công khai. Trong nụ cười của Tiêu Thụy Dân giấu đao kiếm, Liêu Hồng Lôi không vừa. Kỹ thuật của Liên Tín có hơi kém một chút, nhưng chẳng phải còn tìm một xí nghiệp làm hộ sao. Liên Tín có thể tìm công ty đó mà bù đắp cho nhau. Liêu Hồng Lôi cao lớn tráng kiện, chỉ nhìn bề ngoài dễ nhầm với hạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng mồm mép không kém cạnh ai. Bộ Bưu điện chỉ cấp 4 giấy phép, thị trường lớn như thế, cạnh tranh không mạnh, Đông Hưng, Liên Tấn còn có chút cốt khí, ít nhất lúc này không có ý cho doanh nghiệp khác dán mác của mình. Trương Khác đương nhiên cũng chẳng thèm thứ kỹ thuật lạc hậu của Liên Tấn, Đông Hưng, y triệu tập cả ba người họ tới đây chính là hy vọng hai bên kiềm chế lẫn nhau, như thế cẩm hồ mới có khả năng nắm được quyền chủ đạo,
vì thực ra bọn họ cũng không dám đắc tội với hai bộ kia, cho nên từ đầu đã có chút yếu thế. Đương nhiên ba người kia ngầm ngáng chân nhau cũng không quên gây áp lực với Cẩm Hồ, Trương Khắc khoanh tay nói. Chúng tôi đã nói rõ rồi, bộ phận kỹ thuật này chia sẻ ra sao sẽ có một cơ cấu chuyên môn phụ trách thẩm tra, điều kiện và quy định thẩm tra sẽ do cơ cấu này định ra. Liên Tấn, Đông Hưng nếu như đã sẵn lòng đem kỹ thuật ra chia sẻ tất nhiên có trách nhiệm tham gia cơ cấu, đương nhiên chúng tôi cũng hy vọng Liên Tín góp một phần sức lực cùng làm tốt công tác này. Trương Khắc nói tới đây, Tôn Chí Cương, Liêu Hồng Lôi thầm hưng phấn, Tiêu Thụy Dân trong lòng không muốn lắm, như vậy Liên Tín định sẵn sẽ xếp cuối bốn công ty, ông ta sao cam tâm được. Đang định lên tiếng thì Trương Khắc đổi giọng. Giám đốc Liêu vừa rồi chỉ ra vấn đề xí nghiệp khác làm thay Liên Tín, chúng tôi không có tư cách nhiều lời, chỉ cá nhân tôi cảm thấy, xí nghiệp này dán mát cho Gia Tín mà không có chút kỹ thuật nào sẽ không thích hợp, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng bất lợi với Liên Tín. Nên với công ty này tôi mong có thể mở một đặc quyền, cho sử dụng toàn bộ kỹ thuật công khai, giúp công ty này có kỹ thuật nhất định. Còn về các công ty dán mát khác, tôi thấy cũng xử lý như thế là thích hợp. Trừ Cao Khoa Khoa Vương ra lúc này làm gì có công ty dán mát thứ hai, ý Trương Khắc là chỉ cần công ty nào lấy được quyền dán mát, là có toàn bộ kỹ thuật, sao nghe cứ quái quái. Tiêu Thụy Dân nhất thời không hiểu ra. Phải chẳng khác thiếu gia nói ngược rồi. Tôn Chỉ Cương cũng hơi nghi hoặc. Hẳn phải là xí nghiệp có được toàn bộ kỹ thuật mới có tư cách dán mát làm thay chứ. Ồ, ý tôi là như thế hả? Trương Khắc xoa đầu cười. Có vẻ như bản thân tôi cũng không hiểu mình nói gì nữa rồi. Chương 685, anh có ý đồ gì? Tiêu Thụy Dân giật mình, mục đích thành lập cái cơ cấu này của Trương Khắc quả nhiên không đơn thuần, lời của y nghe ngược lại chính là muốn hạn chế công ty dán mát vào trong cơ cấu này, thế chẳng phải nó thành tính chất hiệp hội ước thúc cả ngành nghề. Ít nhất sau này xí nghiệp lấy được quyền dán mát trừ phi không sử dụng kỹ thuật liên quan, nếu không sẽ bị nó kiềm chế. Tiêu Thụy Dân không muốn xí nghiệp khác sẽ dụng nhãn mác của mình, vì nó có khả năng hủy cả căn cơ của Liên Tín, nhưng quyền lại nằm trong bộ không phải trong tay ông ta. Đương nhiên điều kiện này tương đối có lợi cho Liên Tín, ít ra thì nếu Cao Khoa Khoa Vương phát triển lên, Liên Tín không chỉ thu được phí dùng nhãn mác cao, mà coi như còn lấy lại chút thể diện cho bộ bưu điện, nhất là thể diện rất quan trọng với các vị quan lão gia. Trương Khắc cười nói tiếp. Hiếm khi nào mọi người ngồi lại cùng với nhau thế này. Điều kiện gì cũng có thể nói thoải mái, hưởng quyền lợi thì phải có nghĩa phụ thực hiện. Rốt cuộc làm sao không để kỹ thuật bị lợi dụng khá là phức tạp, nếu các vị nào không tham gia, sẽ vất vả hơn một chút, nhưng công tác vẫn có thể triển khai được. Lời của y đã rõ rồi, không đáp ứng điều kiện thì sẽ phải bị người ta thẩm tra chứ không phải cùng thẩm tra người ta nữa, muốn có được toàn bộ kỹ thuật càng không thể. Vậy là bắt đầu từ ngày mùng 8, cao tầng 4 công ty liên tục 2 ngày liền gặp nhau ở tòa nhà Ái Đạt. Lần nào cũng lái xe thẳng tới trước đại sảnh, lại trực tiếp đón người ở cửa đưa đi, không cho phóng viên cơ hội phỏng vấn. Tuy vậy phóng viên trầu trực dưới tòa nhà Ái Đạt ngày một nhiều, dù không có chút tin tức nào tiết lộ cũng không ảnh hưởng chút nào tới sức tưởng tượng của họ, dựa vào đó là đủ viết những bài báo tuyệt vời rồi. Các đại biểu doanh nghiệp tham gia đại hội Tiêu Vương cũng không vội rời khỏi Bắc Kinh, đặc biệt là xí nghiệp điện tử có kỹ thuật tương quan càng phái người ở lại chờ tin. Hiện sản nghiệp di động rốt cuộc ẩn chứa lợi nhuận bao nhiêu không phải là bí mật không thể thăm dò, mỗi năm có hàng trăm doanh nghiệp vì có được giấy phép sản xuất di động mà bày trăm phương ngàn kế. Tới năm nay, bộ bưu điện không chỉ hoãn được mới phát ra 4 giấy phép, cục diện vẫn là sư nhiều cháo ít. Những doanh nghiệp khác bị cái gọi là ngưỡng cửa kỹ thuật, chặn bên ngoài, nhưng thực sự có điều kiện kỹ thuật chỉ có Ái Đạt mà thôi, những xí nghiệp khác tất nhiên bụng đầy oán trách. Nhưng trách thì trách, tường lũy thể chế lập nên không phải lấy oán hận là có thể xông qua được. Tuyên bố ngắn gọn kia kỳ thực đẩy bộ bưu điện, bộ điện tử vào hoàn cảnh khá ví diệu. Doanh nghiệp phía dưới bộ điện tử tuyệt đại đa số có thực lực kỹ thuật lập hạng mục di động, Ái Đạt công khai kỹ thuật, doanh nghiệp bộ điện tử đều có khả năng tiêu hóa, tất nhiên là hưởng lợi nhất. Bộ bưu điện không muốn cấp quá nhiều giấy phép, nếu được bọn họ thà mong Ái Đạt đừng công khai kỹ thuật này còn hơn, song chưa ngốc tới mức công khai chỉ trích Ái Đạt. Những thế còn phải khen ngợi hành vi của Ái Đạt xúc tiến sản nghiệp trong nước. Ái Đạt nói để phòng kỹ thuật tương quan bị lạm dụng cần thành lập cơ cấu thẩm tra, tới đây chưa có gì quá đáng, nhưng để làm điều kiện tham gia, hạn chế 3 công ty kia cho công ty khác dùng nhãn mác, thậm chí đem cả quyền lực cấp sử dụng nhãn mác vào cơ cấu thì hơn quá rồi, vì đây là quyền lực chỉ bộ bưu điện mới có. Nhưng bộ bưu điện dung túng Cao Khoa Khoa Vương, thực tế là đã bỏ quyền này cho Đông Hưng, Ái Đạt, Liên Tấn rồi.
nếu thu hồi lại, chẳng khác gì tự tát vào mặt. Chấp nhận điều này có thể hạn chế cấp quyền toàn bộ kỹ thuật xuất hiện, cũng để phòng xí nghiệp bộ điện tử có được kỹ thuật chạy tới đòi giấy phép, chính là điều bộ bưu điện không muốn thấy nhất. Bộ bưu điện thảo luận rất lâu, cuối cùng chấp nhận ủy ban thẩm tra có quyền lực cho công ty khác dán mác, nhưng yêu cầu ủy ban thẩm tra ngoài đại biểu chính phủ ra, phải thêm vào đại biểu bộ bưu điện, đồng thời hạn chế Ái Đạt có quyền lực đặc thù trong ủy ban thẩm tra. Cao tầng 4 công ty liên tục thảo luận 2 ngày, đến ngày thứ 3 Dịch Vân Phi và Hồ Vi Nghị Phó Bộ trưởng Bộ Điện tử cùng xuất hiện tại tòa nhà Ái Đạt, lòng hiếu kỳ của mọi người bị khơi lên cực điểm, ai cũng nghĩ hôm nay có kết luận rồi. Sau khi đại hội Tiêu Vương kết thúc, Tạ Kiếm Nam và Úc Bình về Hải Châu trước, Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia ở lại, bọn họ đoán sẽ có rất ít doanh nghiệp được cấp quyền toàn bộ kỹ thuật, nhưng họ ngàn vạn lần không ngờ tới, cái cao khoa khoa vương có được nhiều hơn so với tưởng tượng của họ rất nhiều. Khi Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia tới tòa nhà Ái Đạt thì phòng khách nơi này đã chật kín người, hai vị phó bộ trưởng đã rời đi, trước khi đi còn tổ chức một cuộc họp báo đơn giản, mặc dù không tiết lộ nội dung cụ thể. Nhưng có thể đoán ra 4 công ty kia đã hình thành ý kiến thống nhất về biện pháp cấp quyền sử dụng kỹ thuật rồi. Cái tên này đúng là biết làm người ta hồi hộp. Tạ Tử Gia 2 ngày qua hồi hộp suốt, nên nói câu này răng nghiến lại, nếu cấp quyền kỹ thuật do 4 công ty quyết định thì Cao Khoa Khoa Vương còn có thể được hưởng thụ đặc quyền không? Qua mấy ngày không có động tĩnh gì, chính cô cũng có chút dao động rồi. Trần Tĩnh chỉ cười, cô càng thích thấy khí độ như thế của Cẩm Hồ hơn. Ba người Tiêu Thụy Dân nối nhau rời khỏi tòa nhà Ái Đạt, các phóng viên cùng đại biểu doanh nghiệp cũng rời đi, Trần Tĩnh do dự không biết có nên tìm Trương Khắc không, Tô Tân Đông nhìn thấy bọn họ trước, mời lên lầu. Ở đại sảnh tầng 20, Trương Khắc thấy hai cô gái liền cười đùa. Còn tưởng hai cô một về kiến nghiệp, một về Hải Châu rồi cơ, sao thế, hay là lại định để tôi mời cùng ngồi tàu hỏa về? Lời anh nói tối ngày mùng 6 có còn tính không đấy hả? Tạ Tử Gia không vòng vo, hỏi thẳng luôn. Trương Khắc thấy lông mày Tạ Tử Gia dựng ngược lên, chẳng thấy đáng sợ gì, mà còn đáng yêu như con mèo nhỏ tức giận, mỉm cười mời hai cô gái vào văn phòng tạm thời của y, đưa cho Trần Tĩnh một bản tài liệu. Đây là ý kiến thống nhất do 4 công ty hình thành sáng nay, mặc dù là bản sao thôi, nhưng không để các cô mang đi được. Trần Tĩnh nhận lấy tài liệu, cùng Tạ Tử Gia ngồi xuống ghế sofa xem thật kỹ, Trương Khắc đích thân đi pha cà phê cho họ. Càng lật xem về sau Trần Tĩnh càng kinh ngạc, càng hoang mang. Căn cứ vào yêu cầu của hội nghị, doanh nghiệp có được giấy phép nếu cần có thể đem sản xuất và nghiên cứu cho doanh nghiệp có trên 2 năm kinh nghiệm làm thay. Điều này làm các doanh nghiệp dán mác xuất hiện quy mô lớn chỉ hoãn tới sau năm 99, Cao Khoa Khoa Vương trên thực tế là xí nghiệp duy nhất có tư cách này, cũng là xí nghiệp duy nhất không cần thông qua thẩm tra sẽ có được toàn bộ kỹ thuật ủy quyền, điều này chẳng khác gì cho Cao Khoa Khoa Vương giấy phép sản xuất di động thứ 5. Trương Khắc bê cà phê vào đặt lên bàn mời hai cô gái. Không phải anh có ý đồ với Trần Tĩnh đấy chứ hả? Tạ Tử Gia ngờ vực nhìn Trương Khắc chằm chằm. Trương Khắc vừa mới uống ngụm cà phê, tức thì bị sặc, một nửa phun lại cốc, một nửa phun lên tay áo, nhà đầu điên này đúng là không nói những lời làm người ta hết hồn không chịu yên. Trương Khắc luống cuống quay người đặt cốc cà phê lên bàn làm việc, lau ống tay áo, buồn cười hỏi. Các cô cho rằng tôi có ý đồ gì? Thấy Trương Khắc thảm hại như thế, Trần Tĩnh mím miệng nhịn cười, ánh mắt chưa chút xấu hổ, làn da trắng nhuộm màu hồng, cô gái đang độ xuân sắc rực rỡ mang dáng vẻ này đúng là giết người không cần gươm dao, đưa tay ra sau nhéo lưng Tạ Tử Gia, không cho cô bé nói linh tinh. Tạ Tử Gia cười giảo hoạt, trong mắt cô, động cơ của Trương Khắc rất đáng hoài nghi. Chương 686, bắt đầu bận rộn. Trương Khắc chịu không nổi cái ánh mắt nhìn người ta như vậy của Tạ Tử Gia, giải thích. Phải nói là Cao Khoa Khoa Vương tiến vào sản nghiệp này rất đúng thời cơ, tuy chưa được một tháng, nhưng thời gian này rất quan trọng, Liên Tín đúng là có thực lực chung ở các phương diện yếu nhất trong 4 công ty, song lại được bộ bưu điện trực tiếp hỗ trợ, chúng tôi không thể làm bẽ mặt bộ bưu điện được. Nếu các cô lý giải thành tôi có ý đồ khác thì tôi cũng đành chịu. Tuy nghe Trương Khắc giải thích như thế, song Trần Tĩnh không cho rằng đó là điều hiển nhiên, Cao Khoa Khoa Vương lúc này không có gì đáng kể. Thậm chí không đủ tư cách 4 công ty kia nhắc tới khi đàm phán, nếu không có Trương Khắc, Cao Khoa Khoa Vương sao có được ưu đãi như thế. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại không thể nói gì, nếu cảm ơn, thì Thành nói y có ý đồ khác rồi, Trần Tĩnh mặt nóng lên, quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài. Tạ Tử Gia miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Trương Khắc. Biết Cao Khoa Khoa Vương có được đãi ngộ như thế,
hai cô gái không muốn ở lại Bắc Kinh thêm một giây phút nào, lúc này ra sân bay mua vé không còn kịp nữa, chỉ có cùng Trương Khác ngồi tàu tối về kiến nghiệp. Đợi hai cô gái về nhà Khác thu dọn hành lý, Trương Khác gọi Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông tới, y bôi mỡ vào chân chuồn nhanh, ném lại phiền toái vô cùng vô tận cho họ. Giờ thì các anh có cảm giác thỏ bị chó săn đuổi sát đít rồi chứ? Trương Khác mỉm cười nói. Sau khi công khai kỹ thuật, chúng ta nếu muốn giữ ưu thế trong thời gian dài là chuyện không dễ dàng gì đâu. Đúng thế, nhưng ai bảo chúng ta lựa chọn đối thủ là Samsung, Sony, Cưa, bọn họ đều là những người khổng lồ điện tử đứng trên lưng kim tự tháp, cơ sở kỹ thuật trong nước thua kém xa so với bọn họ, sức ý lại lớn. Không có cơ sở này, Cẩm Hồ không thể một mình leo lên đỉnh kim tự tháp được. Trần Tín Sinh lật xem sổ tay an ban công tác của mình. Đợi ngày mai Lão Đinh tới Bắc Kinh, chúng tôi sẽ trực tiếp bay sang Mỹ, phải tiếp xúc thêm với Ti, dù sao quần thể sản nghiệp này mà phát triển, có lợi lớn cho phân ngạch thị trường chip cơ sở của Ti. Ti trước ra luôn muốn tước giảm nghiệp vụ tầm trung thấp, mặc dù thị trường tầm trung thấp ở thị trường đang phát triển sẽ dòng chính trong thời gian dài, nhưng ở chế tạo chip tầm trung thấp thì Ti đã không còn ưu thế gì so với doanh nghiệp châu Á nữa. Nếu Ti không muốn hoàn toàn từ bỏ thì chỉ có cách chuyển nghiệp vụ sang châu Á, tôi thấy cơ hội của chúng ta là rất lớn. Về nhà Khách thu thập hành trang, trên xe Trần Tĩnh gọi điện cho Úc Bình thông báo tin tức làm lòng người phấn chấn kia, Úc Bình im lặng một lúc lâu cuối cùng reo lên. Anh chàng đó thật đáng yêu. Reo hò một hồi phát tiết kích động trong lòng, nói thêm. Lưu Minh Huy sau khi từ chức chưa rời khỏi Hải Châu. Tuy Cao Khoa Khoa Vương đã tham gia vào sản nghiệp di động, nhưng kênh tiêu thụ phải lợi dụng Hải Thái, Úc Bình thì không muốn bị người khác kiềm chế nữa. Trần Tĩnh hiểu ý Úc Bình, Lưu Minh Huy nhảy khỏi Cẩm Hồ, tự làm bản thân khốn đốn, nhưng năng lực đáng khẳng định, quan trọng nhất là hắn theo Trương Khác từ lúc khởi đầu lấy quyền đại lý của Motorola, có thể nói mạng lưới tiêu thụ của Hải Thái chính do Trương Khác xuất lĩnh đám Lưu Minh Huy lập nên cơ sở. Cao Khoa Khoa Vương nếu muốn chân chính phát triển, phải lập nên kênh tiêu thụ của mình, Lưu Minh Huy là người rất đáng sử dụng. Trần Tĩnh còn muốn xác nhận ý kiến của Trương Khác về việc này trên đường cùng Trương Khác về kiến nghiệp, không nói rõ với Úc Bình, chỉ nói sẽ suy nghĩ, ngày mai trả lời. Lần này ngồi tàu hỏa trở về, vẫn thư thái thong thả như cũ, có điều Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia phấn khích hơn nhiều. Trương Khác không có ý kiến gì về việc Cao Khoa Khoa Vương dùng Lưu Minh Huy, chưa nói Lưu Minh Huy có công lao lớn lập nên Cẩm Hồ ngày nay, chút khí độ bao dung đó y vẫn có. Tiếc mỗi cái là lần này không trùng hợp gặp mỹ nữ ngực to, chắc là về Hàn Quốc rồi. Trương Khác ngáp dài nói muốn về phòng ngủ, nhưng Tạ Tử Gia sao có thể dễ dàng buông tha cho y như thế được. Nói trắng ra Cao Khoa Khoa Vương chỉ là cái xác, không có kênh tiêu thụ riêng, không có cơ sở kỹ thuật, còn sản xuất hà, có cái vỏ máy cũng phải đi thuê công xưởng của Cẩm Hồ, cái gọi là lắp ráp máy chẳng qua chỉ là lấy bán thành phẩm của Cẩm Hồ tiến hành công việc thủ công đơn giản nhất. Cao Khoa Khoa Vương không chỉ là doanh nghiệp duy nhất trong vòng 2 năm được phép dùng nhãn mác nơi khác, còn được toàn bộ kỹ thuật của Cẩm Hồ, làm sao lợi dụng tình thế này một cách tốt nhất, chính là điều làm Trần Tĩnh, Tạ Tử Gia đau đầu nhất. Trương Khác đã tự đưa mình tới cửa, Tạ Tử Gia không khách khí, lôi y vào phòng thiếu điều tra tấn bức cung thôi. Tôi là nam nhân, nửa đêm canh ba còn ở cùng phòng với các cô còn ra thể thống gì nữa. Bên ngoài cửa sổ trời đã tối om, Trương Khác ngáp ngắn ngáp dài đòi về. Chúng tôi còn không ngại thì anh ngại gì, cùng lắm cho anh ngủ ở đây là được. Tạ Tử Gia bĩu môi nói. Trương Khác vẫn nằng nặc đòi về phòng ngủ, Tạ Tử Gia quay sang Trần Tĩnh oán giận nói. Nếu không có em ở đây, có khi đuổi y cũng chẳng chịu về. Em chỉ toàn nói bậy. Trần Tĩnh cũng sợ ban đêm ở một mình cùng Trương Khác, sợ tâm tư kia không che giấu được nữa. Em sao có thể mong người khác giải sẵn đường cho mình được. Đúng là buồn. Tạ Tử Gia ôm lấy đầu Trần Tĩnh, vò tóc Trần Tĩnh rối tung lên, Tạ Tử Gia tuy thông minh nhưng chưa có kinh nghiệm, đặc biệt ở chuyện quản lý và sản xuất cụ thể thế này. Buồn quá, chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây? Em buồn thì phát tiết lên tóc của em ấy. Trần Tĩnh giãy giụa kháng nghị, vuốt lại mái tóc, bắt cô nhóc không chịu yên phận ngồi xuống. Ý đồ của Cẩm Hồ là muốn hình thành quần thể sản nghiệp lớn ở Hải Châu, kiến nghiệp. Nếu tất cả thuận lợi, mọi linh phụ kiện cần sản xuất điện thoại di động sẽ có ở trong quần thể sản nghiệp này. Chúng ta mặc dù có được toàn bộ kỹ thuật, nhưng không nên tham lam, hiện chủ yếu nhất là hấp thụ kỹ thuật này, đồng thời cần lập công ty thiết kế đờ TDD. À phải, lần này em có thể chính thức mang tiền tiêu vặt của em ra rồi đấy.
Tạ Tử Gia nhíu mày. Tài khoản của em bị đóng băng hơn nửa năm rồi, thôi được, mặc dù rất đau đầu song vẫn phải lần nữa đối diện với ông già ngoan cố đó. Em phải dẫm bọn họ dưới chân. Đêm ngày 5 tháng 11 Trương Khác tới Bắc Kinh, tới sáng ngày 13 mới về kiến nghiệp, tới nơi cũng chẳng được nghỉ chút nào, La Quân, Lý Viễn Hồ biết tin đều phái xe tới đón y. Siêu Văn Thịnh đứng dựa ở cửa xe ngáp nói. Giờ này còn chưa tới giờ tôi đi làm cơ. Trương Khác bảo xe công ty đưa Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia về trường, chiếc BMW đỏ của Trần Tĩnh vẫn đỗ trong bãi đỗ xe Đại học Đông Hải, y cùng Diêu Văn Thịnh đi gặp La Quân. Lấy xe xong, Trần Tĩnh lái về Hải Châu luôn, cô muốn nói chuyện với Lưu Minh Huy, giữ hắn lại Cao Khoa Khoa Vương. Cẩm Hồ sẽ công bố phương án cụ thể trước đại hội nhà phân phối, Cao Khoa Khoa Vương ắt vì thể mà được giới truyền thông chú ý, công tác cần chuẩn bị rất nhiều. Về tới Hải Châu trước buổi trưa, Trần Tĩnh không tới Khoa Vương mà tới nhà máy của Cao Khoa Khoa Vương ở Tây Trấn Ích Long. Đó chính là nhà máy đầu đĩa đầu tiên của Ái Đạt, tiền thân là một nhà máy Thanh Đạt từng làm giả đầu video của Yến Vũ, từ mùa thu sau khi quyết định ủy thác một phần đầu đĩa cho Tần Nguyên sản xuất, trang thiết bị sản xuất ở đây liệt vào danh sách đào thải. Với Cẩm Hồ mà nói nhân viên kỹ thuật và thợ lành nghề mới là tài sản quý giá. Chương 687, Trần Tĩnh khó xử. Cao Khoa Khoa Vương chỉ là cái xác không có phòng ban sản xuất, liền thuê nhà máy này, bao gồm cả bộ phận thiết bị sản xuất có thể sử dụng. Khoa Vương là từ một nhà máy của Cẩm Thành phát triển lên, vì sao lại đá đít Cẩm Thành đi, nhưng nhân viên nhà máy đều ở lại Khoa Vương, bao gồm cả những người ban đầu khá trọng dụng như quản đốc Vương Triệu Quân đều bị chèn ép. Úc Bình rời Khoa Vương phụ trách Cao Khoa Khoa Vương đương nhiên chẳng thèm khách khí lôi hết Vương Triệu Quân và cốt cát nhà máy cũ sang. Gom góp tạm như vậy, mặc dù còn yếu, nhưng Cao Khoa Khoa Vương cũng xem như là có cơ sở. Chẳng biết do sở thích của Trương Khắc hay là tài quản lý của Tô Tân Đông mà nhà máy thuộc Cẩm Hồ đều vô cùng sạch sẽ gọn gàng, căn bản nhìn không ra là kiến trúc của đầu thập niên 80. Trần Tĩnh đỗ xe trước khu nhà văn phòng, nhìn thấy có một chiếc Ford mang biển số Cẩm Hồ. Thành phố cho Cẩm Hồ đãi ngộ đặc thù, biển số F00600 tới F00699 đều là của Cẩm Hồ. Trần Tĩnh tới văn phòng Úc Bình, gõ cửa đi vào, thấy phó tổng giám đốc phụ trách vận hành kinh doanh của Ái Đạt là Lỗ Khánh Sinh ngồi trong đó, bên cạnh còn có người mặc đồng phục của Ái Đạt, Vương Triệu Quân cũng có mặt. Giám đốc Lỗ sao lại rảnh rỗi tới đây? Trần Tĩnh ngạc nhiên hỏi. Ô tôi nhận được thông báo tới đây phối hợp công tác với Cao Khoa Khoa Vương. Cụ thể là công tác gì còn mong Trần Tiểu Thi chỉ thị. Không ngờ tối hôm qua trên tàu Trương Khác cắn chặt miệng không nói gì, vậy mà hôm nay trực tiếp kéo Lỗ Khánh Sinh qua, Trần Tĩnh mỉm cười, lòng cảm thấy có dòng suối ngọt ngào chảy qua tim, đúng là anh chàng đáng yêu. Chế tạo điện thoại di động liên quan đủ mọi loại kỹ thuật rối rắm, dù Cao Khoa Khoa Vương có được toàn bộ kỹ thuật của Cẩm Hồ mà không có chuyên gia như Lỗ Khánh Sinh chỉ dẫn, trong thời gian ngắn không biết bắt đầu từ nơi chỗ nào. Lỗ Khánh Sinh đương nhiên không thể hao tốn phần lớn thời gian ở đây, nếu là Tô Tân Đông, Trần Tín Sinh thì ông ta chỉ phái hai kỹ sư tới phối hợp, nhưng nếu đích thân Trương Khác gọi điện thoại, ông ta đích thân đưa hai kỹ sư tới, trò chuyện qua loa để hai kỹ sư lại cho Cao Khoa Khoa Vương dùng rồi trở về. Gần tới giờ ăn cơm, Trần Tĩnh bảo Vương Triệu Quân đưa hai kỹ sư đi ăn, cô ở lại thảo luận với Úc Bình vấn đề Tạ Tử Gia góp vốn đầu tư. Úc Bình xưa nay chưa bao giờ phủ nhận mình là nữ nhân có dã tâm. Không muốn sống mãi dưới đáy xã hội hoặc mãi phụ thuộc vào nam nhân, vì thế cô ta không ngại hy sinh tuổi xuân của mình, nhưng không có nghĩa cô ta cam tâm làm đồ chơi của Chu Phú Minh, đăng ký công ty này là một lần đánh cược của cô ta. Nhưng cô ta vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của chú Phú Minh, khi Cao Khoa Khoa Vương dựa vào linh kiện của Cẩm Hồ cung cấp tham gia vào nghiệp vụ di động, cô ta mới nhìn thấy khả năng thoát khỏi Chu Phú Minh. Cô ta chưa biết Chu Phú Minh sắp rời khỏi Hải Châu. Đường Học Khiêm sẽ kiêm nhiệm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, nhưng cô ta biết Chu Phú Minh phải nhún nhường Cẩm Hồ. Hôm qua Trần Tĩnh gọi điện cho cô ta biết bọn họ được ưu đãi đặc thù của Cẩm Hồ, cô ta biết mình đã đánh cược đúng rồi. Úc Bình không ngại Tạ Tử Gia lấy danh nghĩa cá nhân góp vốn, còn hy vọng công ty thiết kế di động thành lập ở kiến nghiệp do Tạ Tử Gia quản lý, tài năng thương nghiệp Tạ Tử Gia vô cùng quan trọng với Cao Khoa Khoa Vương. Úc Bình luôn cảnh cáo bản thân, dã tâm thì được, nhưng không thể quá tham lam. Trao đổi với Úc Bình xong, Trần Tĩnh gọi điện về Tân Thái. Trần Gia Thiện nửa năm qua đa phần ở Tân Thái, cuối năm ngoái ở Hong Kong gặp Trương Khác còn đánh giá, thiếu niên đắc chí, kinh nghiệm chưa đủ, vậy mà một năm qua Cẩm Hồ có một loạt thao tác làm người ta hoa mắt, Trần Gia Thiện mới hiểu kinh nghiệm chưa đủ chính là bản thân mình.
Trước mặt lợi ích thì cái gì cũng trở nên mong manh, giao tình mấy chục năm vậy mà không bằng chữ lợi ích, song tập đoàn Đại Nhã còn có đầu tư ở Hải Thái, Khoa Vương nên Trần Gia Thiện mới không trở mặt với chính Thái. Lúc này ông ta mới sinh ra ý nghĩ dần giao Đại Nhã cho Trần Tĩnh quản lý, trước kia ông ta luôn cho rằng người trẻ tuổi không rèn luyện 8 với 10 năm thì không thể tự mình gánh đáng được công việc. Nên công việc phía Hải Châu hoàn toàn do Trần Tĩnh phụ trách, cổ phần ở Cao Khoa Khoa Vương cũng tính vào cá nhân Trần Tĩnh. Đương nhiên Đại Nhã năm nay tuy lỗ vốn ở Khoa Vương, nhưng bù lại ở Hải Thái, chỉ là oán khí trong lòng khó tiêu được. Hải Thái năm nay dưới sự quản lý vững vàng của Tạ Ý, tuy bị hào quang chói mắt của Thịnh Hâm làm mờ nhạt, nhưng lợi nhuận rất tốt, đủ để bù đắp tổn thất của Đại Nhã ở Hải Châu, thậm chí còn dư. Cho dù quan hệ trở nên căng thẳng, Trần Gia Thiện cũng vẫn luôn cho rằng, nếu Tạ Kiếm Nam và Tạ Ý có thể bắt tay nhau, lấy sở trường bù sở đoản thì sẽ vô cùng hoàn mỹ. Khuyết điểm lớn nhất của Tạ Kiếm Nam là quá mạo hiểm cấp tiến, Tạ Ý tầm nhìn xa trông rộng, nhưng thiếu quyết đoán, không tùy tiện tiến vào lĩnh vực xa lạ. Đương nhiên vẫn không thể so được với Tạ nha đầu mới vào đại học kia. Trần Gia Thiện nghe Trần Tĩnh nhắc tới việc Tạ Tử Gia góp vốn vào Cao Khoa Khoa Vương thì không phản đối. Tử Gia lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư thì đương nhiên là tốt, tóm lại đừng có bất kỳ dinh líu gì với người khác của nhà họ Tạ nữa. Hai ngày qua Trần Gia Thiện cũng đọc tin tức về tập đoàn Ái Đạt, không ngờ thanh niên đó có khí độ như vậy, càng cảm thấy lời đánh giá của mình trước kia đúng là sự mỉa mai lớn. Trao đổi điện thoại với cha xong, Trần Tĩnh do dự không biết làm sao giải thích với Tạ Kiếm Nam mình không thể kiêm cố sự vụ thường nhật ở phòng thị trường Khoa Vương nữa, gọi điện thoại tới công ty mới biết Tạ Kiếm Nam đã về Huệ Sơn rồi. Huệ Sơn, trạch viện Tạ gia phía đông rừng mai, từ sau khi Chu Cẩn Du điều khỏi Huệ Sơn, nơi này sau hơn để chống nửa năm, nhà Tạ Vãn Sơn chuyển vào đây, tính ra trạch viện này phải do Tạ Vãn Sơn kế thừa mới đúng, có điều khi cha hắn bệnh qua đời, Tạ Vãn Tình đang học ở nước ngoài, hắn chưa kết hôn, Chu Cẩn Du điều tới Huệ Sơn công tác liền ở đây, đã 9 năm trôi qua rồi. Vào mùa thu rừng mai thưa thớt, vài cành chia qua tường, song chẳng có gì đáng thưởng thức, Tạ Hán Minh thời gian qua trở về Huệ Sơn, theo thói quen ở trong nơi này. Cẩm Hồ ném một hòn đá khơi lên muôn tầng sóng, đi đâu cũng không sống yên. Tạ Hán Minh đứng dựa vào tường, bè một cành mai mân mê trong tay. Kim Sơn là bị ảnh hưởng nhất. Chủ nhiệm Cát lần trước tới Huệ Sơn mà không giải quyết được việc gì sao ạ? Tạ Vãn Sơn hỏi. Dù có thì giờ cũng phải thay đổi, kế hoạch của Kim Sơn nếu không thay rượu mới thì hy vọng được quốc gia hỗ trợ mong manh lắm. Tạ Hán Tĩnh biết giờ có gọi điện cho Cát Kiến Đức cũng chỉ có được câu trả lời đối phó thôi. Tạm thời không liên hệ tránh gây áp lực cho hai bên, để lại sợi dây này, về sau sẽ có tác dụng. Ngoài ra trừ Chính Thái và Gia Tín, muốn đưa doanh nghiệp khác vào là cực khó. Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng đã bị Cẩm Hồ lôi kéo cùng tham dự kế hoạch công khai kỹ thuật, nói cách khác Hải Châu, Kiến Nghiệp sẽ thành cơ sở cung ứng linh kiện di động cho 4 công ty này. Tới Hải Châu, Kiến Nghiệp ngoài khả năng có được kỹ thuật miễn phí, còn có cái lợi thực tế là thành xí nghiệp cung cấp linh kiện cho 4 công ty trên. Không cần chút lợi nhỏ làm gia công thay cho doanh nghiệp ngoại nữa. Ở dưới tình huống này, Kim Sơn mà muốn tranh giành đầu tư với Kiến Nghiệp, Hải Châu là tranh không nổi. Cho dù Samsung cũng sẽ lựa chọn đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển lớn nhất của bọn họ ở Kiến Nghiệp, dù sao quần thể sản nghiệp di động tập trung ở Hải Châu và Kiến Nghiệp là điều có thể dự kiến, Samsung không thể đi ngược lại xu thế. Tạ Kiếm Nam xem đồng hồ, tính giờ này Tạ Ý chắc sắp tới, nói thêm. Có điều Samsung khả năng sẽ lựa chọn hợp tác mật thiết hơn ở Kim Sơn với chúng ta. Chu Cẩn Tỳ cũng cảm thấy cha con Tạ Hán Tĩnh tới hơi muộn. Chương 688, vết nứt. Trên đường quốc lộ tới rừng mai, một chiếc Mercedes màu đen đang phóng như bay, Tạ Ý nhìn du khách ngoài cửa sổ, có vẻ đông hơn mọi khi nhiều, dù Hương Tuyết Hải là cảnh đẹp nổi tiếng của Huệ Sơn, nhưng thực sự vào mùa thu cũng chẳng có gì đẹp. Hương Tuyết Hải đoạt được Tiêu Vương, ngay cả rừng mai cũng thơm lây. Buổi sáng con còn nghe có người nói, may là không để ai đó tặng Hương Tuyết Hải cho người Hàn Quốc. Nghe giọng của hắn xem chừng cũng có bất mãn với ai đó. Ai đó tất nhiên là chỉ Chu Cẩn Du. À, lần này Hương Tuyết Hải chiếm lấy vinh quang, thế nào chẳng có lời ra vào, suy nghĩ của thành phố khi đó cũng không có gì không ổn. Tạ Hán Tĩnh tuy có ý kiến với Chu gia, song địa vị của ông không thể tùy tiện thể hiện ra ngoài, chưa nói hết thì di động vang lên, cầm lên xem ngạc nhiên nói. Lạ chưa, con bé đó mà lại nhớ tới ba này. Chắc là nó gặp chuyện gì khó khăn rồi. Tạ Ý cười,
nhưng thấy cha nhận điện thoại sắc mặt dần trở nên nặng nề, đợi cúp điện thoại rồi, lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy ba? Chúng ta đều dự liệu được Cẩm Hồ sẽ đưa Cao Khoa Khoa Vương vào kế hoạch, nhưng gạt Khoa Vương ra, song không ngờ tới mức này. Tạ Hán Tính thở dài. Tạ Ý nghi hoặc, đâu nghiêm trọng thế, cùng lắm không tham thứ miễn phí này là được. Cao Khoa Khoa Vương sẽ được toàn bộ kỹ thuật của Cẩm Hồ. Tạ Hán Tính giải thích. Hơn nữa dưới sự đề xướng của Cẩm Hồ, hành vi dán mát sẽ bị hạn chế, do Khoa Vương tiến vào trước, nên thành trường hợp đặc thù. Hả, Cẩm Hồ muốn gì, chế nhạo, chào phúng chúng ta sao? Tạ Ý đương nhiên biết không có Cẩm Hồ, Cao Khoa Khoa Vương tuyệt đối không có ưu đãi này. Cao Khoa Khoa Vương còn thuê Lưu Minh Huy tự lập kênh tiêu thụ của mình. Tạ Hán Tính vỗ vai lái xe, bảo hắn dừng lại, ông ta và Tạ Ý đi trên con đường ven rừng mai tới Trạch Viện, vừa đi vừa nói. Trần gia muốn tiểu ma đầu chính thức đầu tư. Tạ Ý thấy cha có vẻ khó xử, hỏi. Có gì không ổn ạ? Trần Tính và Tạ Tử gia rất thân thiết, đây là chuyện thường thôi. Con nghĩ xem nếu để chú ba con và Chu gia biết chuyện sẽ có cảm tưởng gì. Tạ Hán Tĩnh nhíu chặt mày. Khoa Vương bị châm chọc đau đớn, Tạ Tử gia lại chạy vào chia món lợi khổng lồ đó, dù ai cũng biết Tạ Tử gia ngang bướng không ai cản được, nhưng dù sao thân sơ khác biệt, tâm tư cũng sẽ không giống nhau. Cơ hội như thế không thể bỏ được. Tạ Ý trầm ngâm. Hôm nay nói thẳng luôn đi ba, chúng ta đâu có tính toán riêng gì, Tử gia chưa bao giờ chịu người khác quản lý, ai chẳng biết. Nếu bọn họ đề xuất số tiền đó lấy từ quỹ gia tộc thì làm sao? Tạ Hán Tĩnh hỏi. Lần này tài chính Cao Khoa Khoa Vương dùng chưa chắc là con số nhỏ, chút tiền của Tử gia trong quỹ gia tộc sao đủ dùng. Tạ Ý hoài nghi mình nói như thế có lòng riêng trong đó. Nếu lấy tiền từ quỹ gia tộc ra, Trần gia chưa chắc đã chấp nhận, có cơ hội này là do quan hệ riêng giữa Tử gia và Trần Tĩnh, liên quan gì tới nhà mình. Bọn họ chưa chắc đã nghĩ như thế, nếu Cao Khoa Khoa Vương nhân cơ hội này vượt qua Khoa Vương, bọn họ càng có ý kiến. Hải Thái lại cho mượn kênh tiêu thụ, nói không chừng trong lòng bọn họ đã có khúc mắc rồi. Tạ Hán Tĩnh lắc đầu. Ba hoài nghi kẻ đó tính tới được cái khó xử của chúng ta, nhưng miếng mồi lớn như vậy, con nói có nên đớp hay không? Tạ Ý nhún vai. Con vẫn nói câu đó, Tử gia chưa bao giờ chịu người khác quản lý, ai chẳng biết. Con nghĩ thế thật à? Không thể để cho Chu gia bọn họ ép chúng ta làm gì thì chúng ta phải làm thế. Tạ Ý tức tối nói. Chẳng phải thời gian qua Vãn Sơn rất gần gũi với bọn họ sao? Họ muốn ép buộc ba con mình. Hai cha con Tạ Hán Tính mất không ít thời gian mới tới nơi, chưa ăn cơm, ông ta vờ vô ý nói tới chuyện Tạ Tử gia đầu tư vào Cao Khoa Khoa Vương, nhưng không hề nói tới chuyện ưu đãi. Đúng như dự liệu, Tạ Hán Minh cau mày, tuy chỉ trong tích tắc, nhưng muốn thoát khỏi mắt của Tạ Hán Tính là rất khó. Tạ Hán Tính trao đổi ánh mắt với Chu Cẩn Tỳ. Bất kể nói thế nào Chính Thái và Đại Nhã đã bằng mặt không bằng lòng rồi, Trần gia chấp nhận Tạ Tử gia lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư, nhưng không chấp nhận Chính Thái, khác biệt rất rõ. Tạ Hán Tính vừa gắp thức ăn vừa thong thả nói. Tử gia học đại học rồi, năm xưa Kiến Nam cũng sáng nghiệp khi học đại học, nên ủng hộ, em thấy có thể lấy thêm tiền trong quỹ gia tộc đặc biệt hỗ trợ nó. Ai, Tử gia trước kia đầu cơ có chút tiền, có mấy trăm vạn thì phải, sớm bị nó lấy đi dùng rồi. Lúc này mới thông báo một tiếng, làm người ta dở khóc dở cười mà chẳng làm gì nổi nó. Tạ Ý nói lời hai cha con họ đã thương lượng trước. Chú ba, hay là chú giúp ba cháu quản giáo nó. Cứ để thế này nó không còn coi ai ra gì nữa. Mặc kệ sắc mặt người khác biển đổi cứ gắp thức ăn tự nhiên. Tạ Hán Tính cười khổ. Con nhóc đó, từ nhỏ đã thích tự quyết, chẳng biết có bị cha con Trần gia hợp nhau hãm hại không. Chu Cẩn Tỳ không lên tiếng, dù thế nào cũng là chuyện của Tạ gia, đương nhiên ông ta không ngờ Cao Khoa Khoa Vương có địa vị đặc thù, thấy cha con Tạ Hán Tĩnh nói thành chuyện đã rồi, không muốn tranh chấp gì thêm, chả lẽ bảo Hải Thái bóp nghẹt đường tiêu thụ của Cao Khoa Khoa Vương. Tạ Kiếm Nam có chút nghi vấn, nhưng hôm nay tụ họp là để thảo luận điều chỉnh chuyện ở Kim Sơn ra sao để tận dụng tốt nguồn lực của Samsung, nên giấu kín nghi vấn trong lòng. Trương Khác vừa về tới kiến nghiệp thì bị Diêu Văn Thịnh lôi đi gặp La Quân. Chưa tới văn phòng bí thư thành ủy thì nhận được điện thoại của Cao Chân, nói Lý Viễn Hồ muốn gặp y. La Quân dù sao cũng phải tôn trọng Lý Viễn Hồ, nghe Trương Khác nói tình hình xong cũng không đắn đo gì, cùng Trương Khác tới chính phủ tỉnh. Quyết định lớn gan của Cẩm Hồ chưa biết có ảnh hưởng ra sao với tương lai của chính Cẩm Hồ, nhưng với kiến nghiệp,
với tỉnh Đông Hải thì đã thấy được hiệu quả tức thì, mấy ngày qua số xí nghiệp đăng ký vào khu Cao Tân không kể xiết, thậm chí có xí nghiệp nóng vội đã bắt đầu đầu tư vào công ty đăng ký rồi. Trước khi La Quân và Trương Khác tới, Lý Viễn Hồ chắp tay sau lưng nhìn bóng cây lay động bên ngoài. Lý Viễn Hồ đã hiểu lựa chọn hợp tác với Cẩm Hồ mới phù hợp với tiền đồ chính trị của mình, lần này Cẩm Hồ lại gây oanh động lớn ở Bắc Kinh, thực sự làm người ta bất ngờ trong vui sướng. Cao Trân gõ cửa đi vào nói xe của La Quân và Trương Khác đã tới bãi đỗ, Lục Văn Phu xuống nghênh đón, mặc dù Cao Trân rất ngứa mắt với Trương Khác, nhưng giờ đây không dám tùy tiện lộ ra chút bất mãn nào với Cẩm Hồ. Hắn dựa vào cái gì mà bất mãn với Cẩm Hồ? Hai bên làm gì có nghiệp vụ qua lại, Lý Viễn Hồ đâu phải ngốc, dù trước khi nói có nghiền ngẫm kỹ cũng chưa chắc qua được mắt ông ta. Bộ ủy ban có không ít xí nghiệp ở kiến nghiệp, Cẩm Hồ làm một đống giấy chồng trước mặt tôi rồi, ai rồi cả xí nghiệp địa phương nữa tới xin xỏ suốt, nhưng tôi áp xuống hết, không thể để chuyện phiền toái này quấy nhiễu quyết sách của Cẩm Hồ. La Quân và Đi vừa nói với Trương Khác. Lục Văn Phu cười thầm. Nếu thực sự không muốn quấy nhiễu quyết sách của Cẩm Hồ thì cần gì nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ đường đường bí thư thành ủy còn phải khoe công sao? Trương Khác mỉm cười. Cũng không ảnh hưởng tới Cẩm Hồ, tất cả mọi việc giao cho ủy ban thẩm tra chấp hành, những chuyện này đợi gặp tỉnh trưởng Lý rồi sẽ giải thích tỉ mỉ, nói ở đây thế nào cũng mất cả tiếng. Lý Viễn Hồ vẫn dùng văn phòng phó tỉnh trưởng cũ của mình, chỉ tấm biển ngoài là thay đổi, mời La Quân và Trương Khác ngồi xuống, hàn huyên qua loa rồi nói. Danh sách kỹ thuật Cẩm Hồ công bố tôi đã mời chuyên gia xem qua, bọn họ đều rất tán thưởng, tôi muốn biết Cẩm Hồ đã có phương án công khai kỹ thuật cụ thể chưa? Chương 689, không trả lời. Trương Khác liếc nhìn Cao Trân, tuy biết hắn và Tạ Gia qua lại mật thiết nhưng không có chứng cứ xác thực, và lại cũng chẳng có gì to tát, ai cũng có quyền lợi quen biết người khác, tin tức mới thông nhất với ba công ty kia cũng chẳng cần giữ bí mật tuyệt đối, chỉ cần giữ chút hồi hộp cho giới truyền thông là được. Có tin tức từ con đường không chính thức lộ ra càng khiến người ta hồi hộp. Nên Trương Khác không bận tâm tới Cao Trân, đem phương án 4 công ty thống nhất nói ra. Như vậy tức là 3 doanh nghiệp kia cũng sẽ xây dựng nhà máy, cơ cấu nghiên cứu ở Đông Hải. Lý Viễn Hồ hỏi, xây dựng nhà máy thì họ không nói rõ, còn cơ cấu nghiên cứu nhất định phải xây ở kiến nghiệp hoặc Hải Châu, tôi thấy khả năng ở kiến nghiệp nhiều hơn, dù sao Hải Châu không thể so sánh với kiến nghiệp được. Trương Khác đáp, trong phương án công khai kỹ thuật, phân chia trọng điểm hai nơi, tránh trùng lặp quá nghiêm trọng, phương diện này cần hai bên điều hòa cho phù hợp. Cao Trân vừa chăm chú học tập, nhưng lòng kinh hãi, thế này thì ở Đông Hải còn có ai lật đổ nổi Cẩm Hồ nữa. Chính Thái chỉ e hít bụi không kịp rồi.